Hải Hoàng hữu ý vô ý nhìn hắn một cái, cười nói. Chủ nhân Nặc Á Chi Chu Diệp Phàm, năm đó lệnh tổ Diệp Nam Thiên đã từng đến Hải Chi Xâm Lâm, ở trong điển tịch cũng có ghi lại, người có muốn xem một chút không? Diệp Phàm nghe xong, giật mình nói. Lại có việc này, tốt lắm, nhanh mang ta đi xem thử. Hải Hoàng cười cười, hai người lần nữa hóa thành hào quang, biến mất tại chỗ. Ở một chỗ trong Hải Chi Xâm Lâm, dưới cự lâm thấp thoáng, trên một khối sườn núi nhô lên. Hóa Tu đang ngồi xếp bằng lấy, từng đạo hào quang óng ánh như đom đóm từng chút bay lên từ trên người hắn. Hắn đang vận chuyển thần quyết, thôn nạp linh khí chữa trị vết thương trên người mình. Hóa Tu! Đột nhiên một đạo thanh âm khẽ vang lên, nhưng mọi nơi lại không có bóng người. Hóa Tu đột nhiên trợn to hai mắt, tựa hồ nghe ra chủ nhân thanh âm là ai, cả người đều chấn động trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại sư huynh! Đạo thanh âm kia khoan thai nói. Bế quan quá lâu, ngươi còn nhớ rõ có một đại sư huynh như ta sao? Ta! Sắc mặt Hóa Tu thoáng cái trắng bệch, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống. Cố cưỡng ép nặn ra vẻ tươi cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc. Đại sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Hóa Tu chúc mừng đại sư huynh xuất quan. Hừ, chính ngươi lòng dạ biết rõ. Thanh âm kia truyền đến bất mãn cực độ, lạnh lùng nói. Nếu còn không xuất quan thì Thủy Tiên sư muội sợ rằng đã trực tiếp rơi vào trong tay ngươi rồi a. Sắc mặt Hóa Tu tái nhợt, vội vàng vẫy tay nói. Không, không có, sao thế được chứ? Ta làm sao dám tranh giành với đại sư huynh. Trên toàn bộ sườn núi chỉ có mình hắn đang phất tay, như lầm bầm lầu bầu vậy. Còn dám nói xạo. Thanh âm kia quát lạnh một tiếng, trận trận sát khí truyền đến. A! À, Hóa Tu kêu thảm một tiếng, trực tiếp lui ra phía sau, hai tay không ngừng vuốt trên người, tựa hồ như có thứ gì đó đang cắn xé toàn thân vậy. Đại sư huynh tha mạng a, ta biết sai rồi, đại sư huynh tha mạng a. Hóa Tu dốc sức liều mạng cầu xin tha thứ, vội quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, trong miệng kêu rên. Không dám, ta về sau cũng không dám nữa, cầu đại sư huynh tha mạng. Thanh âm kia lạnh lùng nói. Ta trước khi bế quan đã dặn dò các ngươi thế nào hả? Người nào dám đánh chủ ý vào Thủy Tiên sư muội, giết không tha. Không thể tưởng được ngươi lại dám làm thế. Không có, ta không có a. Hóa Tu không dám quên đại sư huynh dạy bảo. Dù có cho ta 1000 lá gan, ta cũng không dám đánh chủ ý vào Thủy Tiên sư muội a. Hóa Tu không ngừng dập đầu, thân hình như run rẩy. Thân thể của hắn đã sớm yêu hóa, lân phiến trải rộng toàn thân, tản mát ra vô số thanh âm bột bột, giống như đang bị thứ gì đó cắn xé vậy. Hừ, xem ở phân thương huyết mạch và tư chất của ngươi cũng là nhân tuyển tốt nhất, sư tôn chọn một đồ đệ không dễ dàng nên lần này tha cho ngươi, nếu có lần sau. Sẽ không đâu, tuyệt sẽ không có lần sau đâu. Hóa Tu cuống quýt dập đầu, trong miệng không ngừng thì thầm. Đa tạ đại sư huynh hạ thủ lưu tình, đa tạ đại sư huynh hạ thủ lưu tình. Trên người của hắn ẩn ẩn bay lên vô số hào quang như tơ mỏng, bồng bềnh đung đưa trên không trung, những thanh âm bột bột kia trên lân phiến mới dần dần ngưng lại. Không gian phía trước đất trống một hồi lắc lư, chậm rãi đi ra một gã nam tử áo trắng, đứng chắp tay. Hắn mặt không biểu tình nâng tay phải lên, những hào quang như sợi tóc kia quấn lấy, chậm rãi hội tụ đến lòng bàn tay hắn, cuối cùng nhất hóa thành một khối ngọc thô chưa mài rũa, bị hắn thu vào. Tốt rồi, đứng lên nói chuyện đi. Đường đường nam nhi bảy thước, động một chút lại quỳ xuống đất dập đầu, trong những đồ đệ mà sư tôn thu, không có một tên có cốt khí. Đa tạ đại sư huynh. Hóa Tu lúc này mới lau mồ hôi lạnh, phục hồi lại thân người từ trạng thái yêu hóa. Cẩn thận đứng lên. Cốt Hồng nói. Nói đi, hai tên tiểu tử đi về cùng Thủy Tiên sư muội là người nào, có quan hệ gì với sư muội? Hóa Tu vội nói. Thủy Tiên sư muội không nói với ta câu nào cả. Ân. Sắc mặt Cốt Hồng trầm xuống, trong hai tròng mắt lóe lên hàn quang. Toàn thân Hóa Tu bắt đầu run rẩy, nơm nớp lo sợ nói. Không, bất quá ta cảm giác Thủy Tiên sư muội và tiểu tử gọi là Lý Vân Tiêu kia, tựa hồ quan hệ không tầm thường. Nói ra cuối cùng, thanh âm hắn đã như mũi kê, thân thể run rẩy lợi hại, sợ đại sư huynh trước mắt này thoáng cái giận chó đánh mèo lên người mình. Trên sườn núi yên tĩnh giống như chết, không có bất kỳ thanh âm nào cả,
Hóa Tu chỉ cảm giác mình giống như đang phơi nắng dưới mặt trời chói chang, có chút đầu váng mắt hoa, nhưng lại không dám ngất đi, cưỡng ép chống thân thể. Ha ha! Sau một lúc, gương mặt cốt hồng không có bất kỳ biểu lộ, đột nhiên khóe miệng có chút nhếch lên. Hóa Tu thấy hắn không tức giận cũng phục hồi tinh thần lại, nói. Thực lực Lý Vân Tiêu kia không đơn giản, nhìn như chỉ có võ đế lục tinh, nhưng rõ ràng có thể đánh ngang tay với ta. Ngang tay. Cốt hồng xoay người lại, hai mắt như đao, lạnh lùng nhìn hắn, ru ru nói. Ngươi xác định là ngang tay. Hóa Tu bị hắn nhìn chằm chằm vào như vác trên lưng, toàn thân cực độ không được tự nhiên, lúc này mới đỏ mặt lên. Ta hơi kém nửa chù. Hừ, nếu chỉ bất phân thắng bại với loại phế vật như ngươi, vậy ta ra mặt còn có ý nghĩa gì? Không chịu nổi một kích. Cốt hồng khinh miệt hừ một tiếng, quay người bước về phía trước một bước, cả người lập tức hóa thành vô số tóc xanh, thoáng cái biến mất ở trước mắt. Hóa Tu vội cúi đầu cung kính, không dám lên tiếng. Đợi rất lâu sau, xác định cốt hồng đã đi xa, hắn mới dám chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ có điều trên mặt tràn đầy dữ tợn và vặn vẹo cực độ, trong hai tròng mắt một mảnh oán độc và phẫn hận. Ba ba, hai tay của hắn siết chặt lấy, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, ta không chiếm được Thủy Tiên sư muội, ngươi cũng đừng nghĩ đến, ha ha ha, đồ biến thái kia đã xuất quan, ta xem ngươi lần này chết kiểu gì đây. Gương mặt hắn vặn vẹo, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Giống như đã thấy được kết quả bi thảm của Lý Vân Tiêu vậy, nhịn không được cười lên như điên. Lý Vân Tiêu sau khi nhảy vào hỏa hải, liền không ngừng bơi xuống dưới. Toàn bộ hải vực một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh vật, hiển nhiên không cách nào sinh tồn trong loại hoàn cảnh ác liệt này. Sau khi trầm xuống khoảng chừng mấy ngàn thước, loại cảm giác nóng rực càng ngày càng mạnh kia đột nhiên biến đổi, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Hắn ngưng tụ hai mắt, nhìn xuống dưới. Trong mơ hồ có hào quang xanh thẳm như bảo thạch, ôn nhuận tỏa ánh sáng. Đó hẳn là vạn niên hàn băng rồi, thiên địa rong lâu có lẽ đang ở ngay dưới hàn băng. Lý Vân Tiêu sau khi nhận định liền lắc mình một cái, trực tiếp thuấn di xuống, hai lượt hô hấp đã đến trên một khối băng nổi cực lớn. Băng nổi cũng không phải chìm ở đáy biển, mà huyền giữa không trung, phạm vi đến vạn mét. Lý Vân Tiêu bay vòng quanh cự băng một vòng, rốt cuộc đã tìm được cửa vào, lặn vào. Bên trong đúng là một cái không gian thông đạo ngắn nhỏ. Cuối thông đạo, một cổ sóng nhiệt lăng liệt đập vào mặt, bất diệt kim thân của Lý Vân Tiêu tách ra vạn đạo kim mang, tự động hộ thể. Lý Vân Tiêu cảm thấy kinh hãi, hỏa năng có thể dẫn động bất diệt kim thân tự động hộ thể, phải mạnh cỡ nào chứ? Kim quang quanh thân hắn rất nhanh đã bị hào quang chói mắt nuốt hết, trước mắt hiện ra một phiến không gian, lộ ra dung nham nóng bỏng, bốn phía đều chảy xuôi theo nham tương. Thật giống như đã đi tới địa tâm vậy. Phía dưới không ngừng chảy ra nham tương và sóng nhiệt, khắp nơi luồn lên ngọn lửa, giống như quái thú đang lè lưỡi vậy. Dưới ảnh hưởng của loại hoàn cảnh này, phượng hoàng chân hỏa trong cơ thể Lý Vân Tiêu tựa hồ có cảm ứng, bắt đầu trở nên luống cuống bất an, tựa hồ như muốn tự động phá thể mà ra vậy. Hơn nữa Lý Vân Tiêu thoáng cảm ứng, đã có hỏa hệ bổn nguyên nguyên tố phô thiên cái địa điên cuồng dũng mãnh tràn vào, trực tiếp rót vào trong da hắn. Nổi lên đạo đạo bạch quang. Nơi đây cơ hồ đã triệt để thanh tẩy sạch các nguyên tố khác, loại thiên địa kỳ cảnh này, không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất cho hỏa hệ nguyên tố tu luyện giả, hoặc là luyện khí, còn hơn bất luận đỉnh lô nào. Nơi mi tâm Lý Vân Tiêu lóe lên ánh lửa, liền truyền đến một tiếng thu minh, đúng là thanh âm vui sướng của Phượng Hoàng chi hỏa, nó trực tiếp hiển hóa ra trên không trung, hình thái Phượng Hoàng cực kỳ hưng phấn bay múa trên không. Thông qua cảm ứng, hắn phát hiện ra hỏa phượng đang không ngừng hấp thu lấy dung nham chi lực, cùng với lực lượng hỏa hệ bổn nguyên ở đây. Đã như vậy, ta sẽ thấy giúp ngươi giúp một tay vậy. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo quyết ấn bay ra, đánh vào trong dung nham. Ầm ầm, một đoàn hỏa diễm lớn vọt lên, như núi lửa phun trào, trực tiếp nuốt sống lấy phượng hoàng kia vào. Phượng hoàng bỗng vùng vẫy vài cái, toàn bộ thân hình thoáng cái khuếch trương lớn 3-4 lần. Liền hấp thu càng thêm tấn mãnh. Lý Vân Tiêu thấy có hiệu quả, hai tay càng không ngừng đánh ra các loại phù văn, trực tiếp đánh vào trong nham tương vọt lên kia, từ bên trong bắn ra đạo đạo vầng sáng hỏa hồng. Những vầng sáng này tầng tầng chất chồng, tạo thành hình dáng một vòng hoa cự đại, trong đó mấy cái ký hiệu xinh đẹp sáng lên, cứ như vậy đình trệ trên không trung, không ngừng hấp thu lấy linh khí vận chuyển bốn phía.
Đây là một trận pháp có thể phóng đại hỏa hệ chi lực, Lý Vân Tiêu bố trí thành hình thức tự động hấp thu, tự động vận chuyển, sau đó liền lăng không xếp bằng bên cạnh hỏa trụ, lẳng lặng tu luyện. Trong Hải Hoàng Điện, Ba Long mang theo Diệp Phàm đi đọc điển tịch trong đại điện. Đột nhiên Ba Long nhướng mày, thở dài một tiếng. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên nói. Hải Hoàng đại nhân, làm sao vậy? Ngoài điện truyền đến một giọng nói, tất cung tất kính. Sư tôn, ta xuất quan. Ba Long nói. Vào đi. Hắn khép điển tịch lại, trong tay khắp ra một đạo quyết ấn, toàn bộ không gian biến đổi, hai người lập tức xuất hiện trên đại điện. Thân ảnh cốt hồng xuất hiện trước đại điện, cất bước chậm rãi tiến đến, mỗi một bước đều thập phần nhẹ nhàng, trực tiếp đến trước mặt Ba Long, mới quỳ xuống, nói. Sư tôn. Diệp Phàm nhìn lại nam tử trước mắt, một thân áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, diện mạo bất phàm, trên hai con ngươi ấn lấy hai chấm đỏ, đồng thời hơi lộ ra chút tà ý. Ánh mắt Ba Long thu hồi khỏi trên người cốt hồng, thần sắc nói không nên lời, nói. Chúc mừng ngươi, rốt cục đã bước vào cảnh cửa võ đế cửu tinh, cách võ đạo trung điểm chỉ trong tầm tay. Cốt hồng lạnh nhạt nói. Đây đều là nhờ sư tôn tài bồi. Nghe nói Thủy Tiên sư muội trở về rồi sao? Khóe miệng Ba Long có chút run rẩy, gật đầu nói. Trở về rồi, tiểu nha đầu này quá mức tùy hứng, lại dám một mình chạy ra, ta đã phạt nàng đi sám hối chi nhai suy nghĩ rồi. Đôi mắt cốt hồng nhắm lại, nói. Bên sám hối chi nhai không gian thác loạn, các loại vê năng lượng mặt trái loạn lưu, Thủy Tiên sư muội tu vị quá yếu, sợ rằng không chịu nổi đau khổ như thế. Cũng đều tại ta. Nếu không phải bế quan mà đi với sư muội một chuyến thì cũng đã không xảy ra nhiều chuyện vậy rồi. Ba Long nói. Chịu không nổi cũng phải chịu, nàng càng ngày càng không để phụ thân như ta vào mắt rồi. Ngươi thân là đại đệ tử của ta, tu luyện làm trọng, quyết không thể phân thân vậy được. Vâng, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Cốt Hồng nói xong, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Diệp Phàm, nói. Vị này hẳn là Lý Vân Tiêu cùng trở về với Thủy Tiên sư muội rồi. Diệp Phàm biết rõ ngừa trước mắt chính là cốt hồng mà Ba Long nói khi trước, biết không phải là thứ gì tốt, cho nên không có cảm giác tốt lắm, chỉ trả lời theo lễ phép. Ta là Diệp Phàm, Lý Vân Tiêu là đại ca ta. Úc, thì ra là Diệp Phàm lão đệ. Cốt hồng không nhanh không chậm nói. Ta nghe nói thực lực đại ca ngươi rất khá, lần này Thủy Tiên sư muội ra biển. Nhờ có đại ca ngươi một đường hộ tống, không biết thật hay giả. Diệp Phàm đang muốn trả lời, lại nghe thấy Ba Long nói thẳng. Thủy Tiên lần này ra biển là vì tìm người có thần hỏa, mà người nọ đúng là Lý Vân Tiêu. Cốt Hồng nói. A, thập giai thần hỏa sao? Xem ra Lý Vân Tiêu kia quả nhiên thật sự có tài, không biết hắn hiện giờ đang ở đâu. Đệ tử muốn gặp hắn. Sắc mặt Ba Long trầm xuống, nói. Ngươi muốn điều gì? Cốt Hồng phảng phất như không thấy sắc mặt Ba Long, ngữ khí vẫn nhàn nhạt, nói. Ta nghe các sư đệ khác nói, Lý Vân Tiêu này ỷ vào thực lực của chính mình cao cường, tiến vào hải chi xâm lâm đã đánh cho ba vị sư đệ một trận. Ta liền suy nghĩ các sư đệ học nghệ không tinh, bị đánh đó là bọn họ gieo gió gặt bão, nhưng không thể cho tên tuổi sư tôn bị bôi đen được, cho nên người làm đại sư huynh như ta chỉ có thể mạo hiểm bị đánh một trận, chủ động xin đi giết giặc. Thay sư tôn hạ cơn tức này thôi. Ba Long lạnh nhạt nói. Thi đấu thắng thua, chính là chuyện thường, tại sao lại bôi đen tên tuổi? Coi như là hải hoàng nhất mạch, chẳng lẽ liền vĩnh viễn không thể bại sao? Chỉ có bị bại, mới biết được làm sao để thắng. Cốt Hồng nói. Sư tôn nói rất đúng, ba vị sư đệ đều thử bại, bởi vậy tu luyện càng thêm anh dũng. Người làm đại sư huynh như ta cũng muốn nếm thử thất bại. Để ta cũng có thể dụng công nhiều hơn. Ba Long trong lòng giận dỗi, nhưng đại đồ đệ trước mắt này hắn cũng không thể quá mức quản thúc, đành phải nói. Lý Vân Tiêu cần đốt thất tinh đăng, giờ phút này tạm thời không nên động thủ. Cốt Hồng gật đầu nói. Vậy ta sẽ chờ hắn Diệp Phàm ở một bên nghe đã sớm bốc hỏa rồi, lạnh lùng nói. Đã biết sẽ bại, vì sao còn muốn tự rước lấy nhục nhã chứ? Cốt Hồng xoay người lại. Nhìn hắn, Diệp Phàm chợt cảm thấy một cổ sợ hãi cực lớn, toàn thân chấn động run rẩy. Cốt Hồng, ánh mắt Ba Long lạnh lẽo, cực kỳ bất mãn quát to một tiếng. Diệp Phàm lúc này mới cảm thấy toàn thân buông lỏng, cảm giác sợ hãi kia lập tức biến mất hầu như không còn,
chỉ có điều toàn thân đều chảy ra mồ hôi lạnh, cảm thấy dinh dính. Cốt Hồng khẽ hừ nhẹ, quay người liền đi ra ngoài đại điện. Ta đi thăm hỏi Thủy Tiên sư muội một chút, sau đó an tâm đợi Lý Vân Tiêu kia đến đánh ta. Nhìn qua hắn hung hăng càn quấy rời khỏi đại điện, Diệp Phàm mới nuốt nước bọt, gian nan nói. Chuyện gì xảy ra, vì sao hắn chỉ nhìn chằm chằm vào ta, ta đã cảm thấy sợ hãi không gì sánh nổi như thế. Sắc mặt Ba Long âm trầm không thôi, hồi lâu mới nói. Đợi Lý Vân Tiêu đốt thất tinh đăng, ta liền lập tức mở ra không gian thông đạo, tiễn đưa các ngươi rời đi. Diệp Phàm nghe thế trong nội tâm khiếp sợ không thôi, nhìn qua bóng lưng biến mất trên đại điện, trên mặt một trận hoảng sợ. Trên người Ba Long lại lóe lên hào quang, toàn bộ hình chiếu liền biến mất trong đại điện. Trong một gian đại điện u ám, một tràng trường mạn tuyết trắng treo trên mái vòm, phía dưới là một cái giường vân la hoa mỹ, phủ kín tơ lụa, thỉnh thoảng mùi hương thoang thoảng. Trên giường im im lặng lặng nằm một nữ tử, đặt mình trong các loại linh hoa dị thảo, ngủ rất an tường, trên mặt điềm tĩnh trắng noãn như ngọc. Khuôn mặt kia thanh mỹ tú lệ, đoan trang từ bi, cực kỳ tương tự với Thủy Tiên. Bốn phía giường vân la dựa theo trật tự cổ quái xếp lấy một chiếc đèn đồng, lóe lên hào quang màu xanh lá, trên mặt đất chữ khắc lấy các trận tuyến cổ quái, liên kết nhưng đèn đồng kia lại một chỗ, toàn bộ đều chỉ đến trước đầu giường. Một chiếc bổn mạng cung đăng hơi lớn an trí trước giường nàng kia, một gã nam tử tóc trắng thân hình có chút còng xuống ngồi xếp bằng trước đèn, hai ngón khép lại, điểm tới bấc đèn. Bấc đèn dưới đầu ngón tay của hắn, không ngừng toát ra kim mang tinh tế, giống như ánh sáng mặt trời chói lọi. Trong điện một mảnh u tĩnh, nam tử liền cứ vậy ngồi xếp bằng lấy, không biết duy trì bao lâu, không biết bao lâu chưa từng có thanh âm. Ba Long chậm rãi mở ra ánh mắt đầy nếp nhăn, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn. Thần thái già nua kia hoàn toàn khác với bộ dáng trên đại điện, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng tứ hải chi chủ, cường giả đỉnh phong ở đâu. Giống như một người dần dần già đi, sắp sửa tử vong vậy. Thiên tái phong vân tấn phó nhất tiếu, vạn thế phi dương chiếu diệu cổ kim. Trong miệng Ba Long thì thào lẩm bẩm, đúng là hai câu miêu tả cổ phi dương. Năm đó sau khi ngươi nghịch thiên xem bói liền lưu lại câu thơ này. Hôm nay cổ phi dương chuyển thế đã đi tới hải chi xâm lâm, cái này trong tối tăm đều đã có định số, nhưng nếu là định số, ngươi lại vì sao phải nghịch thiên xem bói? Ta không muốn tôn vinh hải hoàng, ta cũng không muốn hòa bình thiên hạ. Lại càng không muốn lực lượng thập phương thần cảnh gì cả, ta muốn chỉ là ở cùng một chỗ với ngươi a. Trên mặt Ba Long một mảnh bi thương, hai hàng nước mắt chảy xuống, xẹt qua hai gò má già nua. Hôm nay nữ nhi của chúng ta cũng chung tình Lý Vân Tiêu kia, ta cũng không biết là phúc hay họa. Nhưng Cốt Hồng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, ta có thể cảm nhận được huyết mạch chân linh trong cơ thể hắn đã thức tỉnh, hắn nhất định sẽ giết Lý Vân Tiêu. Ngươi nói ta có nên ra tay giết chết hắn trước không? Trong đôi mắt đục ngầu của Ba Long đột nhiên hiện lên một đạo tàn khốc, như tia chớp xẹt qua đêm đen, lóe lên rồi biến mất. Trên mặt hắn tràn đầy do dự, lẩm bẩm. Nếu giết Cốt Hồng, Vân Sinh nhất tộc bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó nhấc lên đại loạn tứ hải, đây không phải là điều ta muốn thấy. Nhu Vi, ngươi mau ngồi dậy nói cho ta biết, ta phải làm gì, ta đến cùng phải làm gì mới tốt đây? Ba Long nước mắt giàn giụa, thoáng cái lâm vào trong dãy giụa. Bên sám hối chi nhai, một mảnh sắc trời lờ mờ âm trầm. Bầu trời dưới tác dụng của một loại lực lượng nhưng bột nhão không ngừng quấn lấy, hơn nữa phát ra ngũ quang thập sắc u ám. Xa xa nhìn lại, trên bờ núi một đạo thân ảnh tuyết trắng đang đứng yên ở kia, như ngạo phong sương. Sư muội, người trở về rồi. Thanh âm nhàn nhạt của Cốt Hồng vang lên bên bờ núi. Không trung chậm rãi hội tụ ra thân ảnh của hắn, cũng là một thân áo trắng, chậm rãi đi ra phía trước. Thân hình Thủy Tiên khẽ run lên, mở ra hai con ngươi thanh tịnh, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, cả kinh nói. Đại sư huynh, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cốt Hồng lộ ra vẻ ân cần, nói. Ta vừa bế quan đi ra, nghe thấy ngươi bị sư tôn phạt ở chỗ này, sợ một mình ngươi sợ hãi nên cố ý đến bồi ngươi. Thủy Tiên cự tuyệt nói. Ta không cần ngươi ở cùng, ta không sợ hãi. Ha ha! Cốt Hồng nhẹ cười rộ lên, nhìn lên không gian đang không ngừng vặn vẹo xoay tròn trên bầu trời, khóe miệng có chút nhếch lên. Trong không gian hỗn loạn này tùy thời cũng có thể rơi xuống lực lượng cổ quái, mặc dù là ta cũng không có thể bảo chứng có thể toàn thân trở ra.
Thủy Tiên vội la lên. Ngươi đừng dọa ta, đừng cho là ta không biết, xác suất dị lực rơi xuống trong không gian này cực thấp, hơn nữa đại đa số thời điểm đều không lợi hại như vậy đâu. Cốt Hồng cười nói. Ha ha, thật vậy chăng? Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười cổ quái, hai con người có chút co rụt lại. Trong không gian vặn vẹo như bột nhão trên không hiện lên một đạo lục quang ngăm đen, ngay sau đó một đạo lệ mang bắn xuống dưới. A! À, Thủy Tiên lại càng hoảng sợ, vội vàng nhảy ra, đạo lệ mang kia nổ bung dưới chân nàng, tạc phách núi chắc chắn ra một cái hố lớn. Cốt Hồng cười to nói. Ha ha, ta đã nói rồi rất nguy hiểm a. Thủy Tiên kinh nghi bất định, cả giận nói. Có phải là do ngươi động tay chân không? Cốt Hồng cười nói. Sư muội, ngươi cũng quá để mắt sư huynh rồi. Phía trên chính là không gian loạn lưu, ta nào có bản lãnh lớn như vậy chứ? Thủy Tiên lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi có bổn sự này hay không, ở đây đều không cần ngươi tới, cút ngay cho ta. Sắc mặt Cốt Hồng âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Tốt, ta hiện giờ sẽ cút ngay, cút đi giết Lý Vân Tiêu kia. Sắc mặt Thủy Tiên lập tức đại biến, kinh sợ nói. Ngươi nói cái gì? Ta không cho phép ngươi làm ẩu. Hai mắt Cốt Hồng một mực nhìn chăm chú vào nàng, giờ phút sắc mặt càng như sắt, lạnh giọng nói. Ngươi quả nhiên có quan hệ không tâm thường với tiểu tử kia, vừa rồi vẻ hoảng sợ và bối rối trong mắt ngươi, ta chưa bao giờ thấy qua. Đáng chết, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cho phép đi. Thủy Tiên thấy hắn muốn rời đi, vội vàng phi thân ngăn cản lại. Trong mắt Cốt Hồng càng thêm băng lạnh, lăng không điểm ra một ngón tay, một tia thanh mang xuất hiện trên không trung, hội tụ lại thành một đoàn, như một cái lưới lớn, thoáng cái liền bao phủ lấy Thủy Tiên, mang nàng trở về chỗ cũ. Sau đó những tóc xanh kia lại tản ra, quấn ở bên người Thủy Tiên, hóa thành một đạo vòng tròn thanh sắc, trực tiếp khắc sâu vào khắp mặt đất. Trên mặt Thủy Tiên đại biến, lần nữa thả người muốn xông lên. Nhưng trên mặt đất chợt lóe lên vòng sáng xanh, một đạo lực lượng vô hình lập tức bắn nàng về. Thủy Tiên giận tím mặt, trong tay lóe lên kim quang, đại xảo bất công kiếm liền bị nắm ở trong tay, vô số ma ha cổ văn từ trên thân kiếm tuôn ra, một kiếm đâm ra ngoài. Long cong! Đại kiếm đâm vào trên ánh sáng xanh kia, không thể dung chuyển chút nào cả. Cốt Hồng quay đầu lại, lộ ra một chút dị sắc, lạnh lùng nói. Thực lực Thủy Tiên sư muội tiến rất xa a, cứ hảo hảo ở lại đây bế quan, tranh thủ đề cao thêm một tầng đi. Cả người hắn lóe lên liền biến mất khỏi sám hối chi nhai. Trở về, người trở lại cho ta a. Thủy Tiên nổi giận đứng kêu to trên vách đá dựng đứng, kiếm trong tay không ngừng chém khắp mọi nơi, chấn xuất ra đạo đạo hỏa hoa, lại không làm nên chuyện gì cả. Bên trong thiên địa rong lô, Lý Vân Tiêu lẳng lặng xếp bằng trên không trung. Giờ phút này một thân da thịt cũng hiện ra đỏ bừng, giống như bị nướng chín vậy. Hắn dần phục hồi tinh thần lại từ nhập định, nhìn chằm chằm vào dung nham hỏa trụ trước mắt, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên địa rong lô này bị ngâm trong biển rộng, nếu quanh năm bị người sử dụng, hấp thu liệt diễm chi hỏa trong đó vậy thì tất nhiên phải bị tiêu hao đi. Nhưng hắn phát hiện vô luận chính mình và Phượng Hoàng có hấp thu như thế nào thì hỏa hệ nguyên tố ở bốn phía cơ hồ đều không chút biến hóa. Giống như cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không hao tổn hết vậy. Lý Vân Tiêu đứng dậy, trên người hào quang chợt lóe lên, da thịt đỏ bừng lập tức biến về lại bóng loáng như ngọc như lúc trước. Hắn mở ra nguyệt đồng, hiếu kỳ nhìn xuống phía dưới. Bên trong dung nham tựa hồ có lực cản rất mạnh, mà ngay cả đồng lực cũng chỉ có thể xâm nhập mấy chục thước, không thể nào tiến thêm một chút nào nữa. Chỉ có điều chiêu sâu mấy chục thước cũng khiến hắn phát hiện ra chút tình huống. Nham tương kia như đang kéo dài phập phồng có quy luật, không ngừng tuôn ra liệt diễm chi hỏa, khiến hoàn cảnh cả rong lô luôn bảo trì ở một trình độ ổn định. Loại cảm giác này giống như là đang hô hấp vậy, chẳng lẽ thiên địa rong lô này lại là vật sống? Hắn lập tức nghĩ tới loại khả năng này, không khỏi lại càng hoảng sợ. Trầm tư một lát, Lý Vân Tiêu đảo tay, lấy ra một thanh bảo kiếm bát giai bình thường, ném thẳng vào trong dung nham kia. Suy suy. Bảo kiếm kia tiến vào dung nham, lập tức toát ra khói trắng, cũng nương theo khí uẩn chi quang, còn chưa đại sáng lên đã bị cắn nuốt mất. Cả chuôi bảo kiếm dần nỏng chảy trong đó, mấy hơi thở đã bị nóng chảy triệt để. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm tư bất định, cuối cùng vẫn lộ ra vẻ kiên nghị, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Chỗ nghi tâm lóe lên hào quang, hồ lô tiểu kim cương bay ra,
bay thẳng đến xuống cuối dung nham tìm kiếm. Hồ lô tiểu kim cương một quyền đánh bay bùn nhão, bắt đầu chậm rãi chìm xuống dưới. Đại lượng hỏa hệ nguyên tố trực tiếp bám vào trên người tiểu kim cương, thoáng cái đốt đến đỏ bừng. Sau khi chìm xuống mất chục thước, đạt đến cực hạn mà ánh mắt Lý Vân Tiêu có khả năng thăm dò ý niệm hắn liền khẽ động, khiến nó ngừng lại. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, ở trong dung nham này, thân thể hồ lô tiểu kim cương đang bắt đầu dần dần hòa tan ra, tầng ngoài nhất đã lộ ra hóa lỏng rất nhỏ. Nếu xâm nhập xuống sâu hơn, mất đi ánh mắt hắn giám sát và điều khiển, có trời mới biết sẽ xảy ra biến hóa gì. Tâm niệm hắn vừa động, tiểu kim cương đã lập tức một quyền phá vỡ dung nham, dần bay ra, lăng không đứng ở trước mặt Lý Vân Tiêu. Nhan sắc toàn thân đã hóa thành đỏ thẫm, giống như sắt bị nung đỏ vậy, bốc lên nhiệt khí cuồn cuộn. Tuy rằng nơi đây có chút kỳ dị, nhưng quả thật không thẹn với danh xưng rong lô, hồ lô tiểu kim cương chắc chắn như thế cũng có thể bị thiêu đốt trong thời gian ngắn nhất. Đã không thể dò xét được bí mật trong đó, thì cũng thôi đi, nhưng nếu không lợi dụng hết điều kiện nơi này thì quả thật quá đáng tiếc. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một ý niệm, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ thấy hắn vươn tay ra, một đạo bạch quang bay lên trên lòng bàn tay, thoáng cái đã hóa thành sơn hà đỉnh, chậm rãi biến lớn. Sau đó hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo quyết ấn, đánh vào thân đỉnh. Vô số đồ án hoa văn trên sơn hà đỉnh thoáng cái được kích hoạt, bắn ra vạn đạo quang mang, khiến cả thế giới đỏ rực mảnh sáng trắng. Ầm ầm, trong đỉnh không ngừng phát ra tiếng oanh minh, trên thân đỉnh đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, bắn xuống dung nham bên dưới. Ọt 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 ọt, bùn nhão trong dung nham bị quấy lên, đại lượng nhiệt lượng phun ra, hơn nữa một đạo quang mang càng lúc càng lớn trong bùn nhão, căng ra một phiến không gian. Đạo quang mang kia dần hóa thành bộ dáng đại đỉnh, đúng là một đạo hình chiếu từ trong sơn hà đỉnh bắn xuống. Lý Vân Tiêu tâm niệm vừa động, liền khiến hồ lô tiểu kim cương bay vào trong hình chiếu sơn hà đỉnh kia, đồng thời một đạo quyết ấn đánh xuống. Sơn hà đỉnh có chút xoay chuyển, hình chiếu cũng theo đó biến hóa, như được mở ra một đạo lỗ hổng, nham tương tràn vào trong đó, thoáng cái đã nuốt hết hồ lô tiểu kim cương. Hai tay Lý Vân Tiêu không ngừng đánh ra quyết ấn, trực tiếp dùng hình chiếu sơn hà đỉnh làm đỉnh lô, tế luyện lấy. Hắn cũng không phải sợ sơn hà đỉnh sẽ bị dung nham hỏa táng, cái này dù sao cũng là huyền khí siêu phẩm, tuyệt không khả năng bị hủy ở nơi này, chỉ là nó quá to lớn quá mạnh mẽ, lại phối hợp với nơi này thì sợ rằng không cẩn thận sẽ luyện chết hồ lô tiểu kim cương mất, nếu vậy thì khóc không ra nước mắt rồi. Hồ lô tiểu kim cương ở trong hình chiếu kia, toàn thân đỏ bừng, không ngừng phát ra tiếng gầm, hiển nhiên cũng thống khổ dị thường. Nó thân là nửa thú nửa khí, đối với phá hư thân thể cũng không có cảm giác, nhưng loại luyện hóa này lại thẳng vào trái tim và linh hồn nó, đồng thời khi thân thể không ngừng tăng cường, nhất định phải có trái tim xưng đối với nhục thân mới được. Loại luyện hóa này trước đây chưa hề có tiền lệ, Lý Vân Tiêu cũng chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi, không ngừng thăm dò tiến lên, đặc biệt là khi đạt đến cửu giai, đã tới gần với thiên đạo quy tắc, mỗi một bước cải biến đều cực kỳ khó khăn. Trong tay hắn xoay chuyển, lấy ra long xác còn sót lại lần nữa, đều ném vào. Sau đó mi tâm lóe lên, bắn ra một đạo quang mang chiếu rọi lên không trung, bên trong lơ lửng đại lượng thiên tài địa bảo, nhưng đa số lấy khoáng vật và bảo thạch làm chủ, hình dạng khác nhau, ngũ quang thập sắc, trong đó còn có một ít đang nhẹ nhàng nhúc nhích, tựa hồ muốn biến hóa ra vậy. Những cái này đều là kỳ chân dị bảo thu được ở Vương Cung Đông Hải, ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua, hai ngón không ngừng điểm xuống. Từng đạo kỳ vật bay vào hình chiếu sơn hà đỉnh trong dung nham. Mỗi một vật đều có chứa linh tính rất mạnh, thậm chí còn tự mình phòng ngự, rơi vào trong hình chiếu, đều chấn ra một đạo quang mang, nhưng rất nhanh đã bị dung nham thôn phệ. Sau khi tổng cộng quang xuống trên trăm kiện chân bả, Lý Vân Tiêu vung tay lên, một đạo quang mang cuốn qua không trung, thu hết tất cả bảo vật vào. Hắn lấy ra một viên thuốc nuốt vào, sau khi thoáng bổ sung chút khí lực, bắt đầu dần luyện chế. Như một đầu bếp xào nấu thức ăn vậy, không nóng không vội. Một ngày sau, Lý Vân Tiêu đang nhắm mắt bên cạnh sơn hà đỉnh đột nhiên mở mắt ra, hai con ngươi như điện, kinh hãi nhìn lại bên dưới. Chỉ thấy bên trong dung nham tựa hồ có một cổ ngoại lực xuất hiện, đang không ngừng quấy lấy nham tương, trực tiếp trùng kích lấy hình chế thân hình, quá trình luyện chế bỗng nhiên bị quấy nhiễu. Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, chẳng lẽ xúc động thứ gì đó trong dung nhãm rồi sao? Hắn vội vàng phi thân xuống,
hai chân trực tiếp giẫm trên nham tương, toàn bộ nửa người đều hóa thành màu vàng, dưới lòng bàn chân vẫn không ngừng có sóng nhiệt thông qua gan bàn chân truyền vào trong cơ thể. Trong lòng của hắn lấy làm kinh ngạc, lực quấy nhiễu trong dung nham, mơ hồ có thể thấy được là một bàn tay cực lớn. Lý Vân Tiêu điểm ra một ngón, một thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bỗng nhiên bắn ra ngoài, trực tiếp chém nứt nham tương, lao tới bàn tay to kia. Bàn tay to kia cũng tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, nắm chặt lại trong nham thạch, trong quyền phun ra hai đạo hỏa diễm, hóa thành binh khí hình thù kỳ lạ nghênh tiếp Bắc Thiên Hàn tinh kiếm. Phanh! Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bị chấn động, hàn quang trên thân kiếm cũng bị đánh sơ sát, lập tức bị nham tương nuốt vào, mặc dù không đến mức lập tức đốt thành đỏ bừng, nhưng hào quang cũng ảm đạm, hàn khí đều không còn, bắt đầu nóng lên. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, cái tay kia vậy mà có thể hóa vật làm vũ khí, hiển nhiên đã có thần trí cực cao. Hắn lăng không chụp xuống, phía trên lập tức hóa thành một thanh ảnh bàn tay khổng lồ cực lớn, phóng vào trong nham thạch. Oanh! Năm ngón tay của bàn tay khổng lồ cai chọc vào trong nham thạch, bắt đầu hư nắm lại, phần phật một tiếng, trực tiếp bắt lấy hình chiếu sơn hà đỉnh. Sau đó Lý Vân Tiêu lăng không vỗ, một đạo quyết ấn chấn nhập vào trong nham tương, lần nữa vọt lên một đạo hỏa trụ, trực tiếp kéo lấy hình chiếu sơn hà đỉnh, lao thẳng vào không trung. Sơn hà đỉnh cũng ở dưới biến hóa thành, theo hình chiếu kia có chút chuyển động, lực lượng trên thân đỉnh tựa hồ càng thêm mạnh mẽ, hình chiếu chi quang dần rõ ràng, tựa hồ một phân thành hai, hóa thành hai cái đỉnh. Hai đạo hỏa trụ từ trong nham thạch không ngừng bay lên, một đạo trèo chống lấy sơn hà đỉnh hình chiếu chi quang tế luyện, một đạo trèo chống lấy phượng hoàng chân viêm hấp thu chữa trị. Toàn bộ không gian dung nham thoáng cái lộ ra có chút nhỏ hẹp. Bàn tay khổng lồ trong nham tương đã mất đi mục tiêu, dần vươn ra từ bên trong, không ngừng duỗi dài, mục tiêu lần này dĩ nhiên là Lý Vân Tiêu. Xôn xao, cái tay kia vọt ra khỏi dung nham, màu sắc giống hệt như dung nham vậy, còn không ngừng nổi lên bong bóng nóng hổi, lăng không chộp tới Lý Vân Tiêu. Hừ, trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia hàn ý, cánh tay kia dưới một chảo, liền phong tỏa không gian bốn phía, dĩ nhiên là cửu thiên đế khí, như vậy tất nhiên có cường giả võ đế thao túng cánh tay này. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, chân ma pháp tướng hiện ra ở sau lưng, một cánh tay trên pháp tướng nắm lấy hư ảnh một thanh đao, bay thẳng chém tới bàn tay khổng lồ kia. Phanh! Hư ảnh đao trực tiếp chém lên bàn tay khổng lồ kia, lại không thể mở ra được, trực tiếp bị ngăn lại, không thể lại tiến lên chút nào nữa. Từ trên bàn tay khổng lồ truyền đến cổ lực lượng, mãnh liệt chấn khai đao chi hư ảnh, sau đó lăng không dung hợp lại, đã chậm rãi mất đi hình thái tay, dần dần hiển hiện bóng người. Thân thể người này vẫn là do dung nham cấu thành, trên người không ngừng tràn ra sóng nhiệt và khí phao, chỉ là sau khi hai mắt mở ra, một mảnh thâm thúy như uyên, rõ ràng là đôi mắt của võ giả. Người chính là Lý Vân Tiêu. Người nọ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu hồi về sau đó mở miệng hỏi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, ta có nổi danh như vậy sao? Ngay cả trong hải chi xâm lâm, trong thiên địa rong lô, tùy tiện một con quái vật cũng biết danh hào của ta. Hừ, vậy thì không sai, người có thể đi chết rồi. Người nọ sau khi xác nhận thân ảnh liền lóe lên, phóng tới Lý Vân Tiêu trực tiếp đánh một quyền tới đầu hắn. Lý Vân Tiêu biến sắc, trên người lóe lên kim quang, một cánh tay hóa thành kim quang sán lạn, mạnh mẽ bắt lấy. 3. Hỏa quyền đánh vào lòng bàn tay hắn, từng vòng hỏa diễm và sóng nhiệt lan khắp bốn phía trùng kích lấy thân thể hai người. Kim quang trên người Lý Vân Tiêu dưới ngọn lửa kia trùng kích, một hồi hoảng hốt lắc lư. Con người người nó co rụt lại, giễu cợt nói. Thì ra là thần thể, quả nhiên thật sự có tài. Hắn thu hồi nắm đấm ra, đá mạnh ra một cước, đánh tới mi tâm Lý Vân Tiêu, tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp. Hừ! Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, tốc độ đối phương mặc dù nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng nhanh hơn đồng quang của hắn được. Thân hình hắn hơi động một chút, bốn phía đều bắt đầu hoảng hốt, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, một cước kia trực tiếp đá vào nơi cổ họng tàn ảnh hắn, toàn bộ đầu dưới một cước này liền chậm rãi tiêu tán mất. Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên sau người kia. Để ta xem thử ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Người nọ cả kinh. Sau khi đá ra một cước đã biết rõ bị hố, giờ phút này càng dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm, cũng không quay đầu lại đánh ra một quyền về phía sau lưng. Một đạo kình phong lợi hại hiện ra, chỉ thấy hàn quang lóe lên,
Lý Vân Tiêu tay cầm lãnh kiếm băng xương, lập tức người đánh ra một quyền tới người nọ, dọc theo cánh tay chém lên. Đáng chết! Người nọ kinh sợ gầm nhẹ một tiếng, cánh tay bị nghiền nát, một nửa khác rơi xuống dưới. Trong cánh tay nghiền nát kia vẫn là nham tương nóng hổi, không hề khác với thân thể, chỉ có điều chỗ bị cắt, nhiều hơn một tầng băng mỏng nhàn nhạt. À, đây là kiếm gì? Người nọ kinh hô một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không ngừng giãy giụa thân thể, khiến dung nham chảy tới miệng vết thương kia, toàn bộ cánh tay chậm rãi khôi phục nguyên trạng, nhưng màu đỏ sẫm lại nhạt hơn phân nửa. Lãnh kiếm băng xương chính là vật chí lạnh trên thế gian, tuy rằng dưới loại hoàn cảnh này đã bị áp chế, nhưng cũng là khắc tinh của những vật chí nhiệt này. Lý Vân Tiêu cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, chỉ là một đạo thần niệm mà thôi. Bằng một đạo thần niệm hội tụ nham tương đã muốn giết ta, ngươi là đậu bức sao? Người nọ sau khi sợ, bị Lý Vân Tiêu vạch trần, trong con ngươi lập tức hiện lên một tia âm độc, lạnh giọng nói. Ngươi quả nhiên không phải võ đế lục tinh bình thường, nếu không đạo thần niệm này của ta đã dư giết ngươi rồi. Lý Vân Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Ẩn tàng một đạo thần niệm trong dung nham, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Đạo thần niệm này không thể cố ý chờ ta được, sợ rằng đã ẩn núp không biết bao nhiêu năm rồi à. Người nọ sắc mặt đại biến, trong mắt tuôn ra sát cơ rất mạnh. Không lưu ngươi được rồi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lập tức thấy được hai cây hỏa trụ vọt lên, cười một tiếng dữ tợn, trong chốc lát thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu biến sắc, thuấn di bắt được tốc độ và quỹ tích của hắn, một cái thuấn di đã xuất hiện ở trên không hình chiếu sơn hà đỉnh, chém tới một kiếm kia. Phốc phốc, người nọ vừa vặn hiện ra, lập tức đã bị kiếm thế chém thành hai nửa. Không có tác dụng đâu, ở chỗ này ta là bất tử chi thân, trừ phi ngươi luyện hóa đạo thần niệm này của ta, nhưng điều này có thể sao? Thân thể bị chém thành hai khúc kia một nửa lập tức trở lại thành hình người như cũ. Một quyền liền đánh tới hư ảnh sơn hà đỉnh. Một nửa khác lại lăng không hóa thành một cây trường thương, đâm mạnh tới Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, trực tiếp hóa thành lôi điện độn ra mấy mét, xuất hiện ở bên cạnh sơn hà đỉnh đánh một đạo quyết ấn vào thân đỉnh. Phanh! Sơn hà đỉnh có chút rung chuyển, hình chiếu chấn động mãnh liệt một cái. Đột nhiên trên hỏa trụ hiện ra một đạo vòng xoáy, chậm rãi mở ra một cái hố. Đồng tử người nọ co rụt lại, chỉ thấy trong động tối như mực kia đột nhiên đánh ra một cổ quyền ý, chấn bạo hết không gian bốn phía. Phanh! Một quyền của người nọ lập tức oanh kích một chỗ với đạo quyền ý này, hóa ra một cổ nham tương nổ bung. Toàn bộ nắm đấm của người nọ đều triệt để không còn, nhưng hắn căn bản không thèm để ý đến điều này, mà khiếp sợ nhìn qua khuôn mặt hồ lô tiểu kim cương trong hỏa trụ. Ngươi đến cùng đang luyện chế thứ gì? Khôi lỗi! Ngay khi hắn kinh ngạc đến ngây người thì một đạo cửu thiên đế khí đã chấn áp xuống, trực tiếp khóa lại không gian chung quanh hắn, khiến cho hắn không thể động đậy được. Một đạo thần niệm mà thôi, còn cho rằng mình có thể tạc trời sao? Xem bản thiếu gia luyện hóa ngươi đây. Trên mặt Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang. Thân thể người nọ sau khi mất đi hơn phân nửa lúc này lực lượng cũng cực kỳ suy yếu, kinh sợ quát. Tên cặn bã ngươi, cứ đợi bản tôn phanh thây xé xác ngươi đi. Mặc dù chỉ là một đạo thần niệm, cũng không phải ngươi có thể dễ dàng thắng được. Hắn há to mồm hít một hơi. Dung nham phía dưới lập tức hóa thành một đạo ngược dòng, bị hắn hút vào trong bụng. Ọt 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 ọt. Cả người thoáng cái bành trướng lên cực lớn, dần dần biến thành hình tròn. Bộ dáng hắn múp máp đáng yêu, nhưng trong mắt lại lộ ra hung mang, một tay kháp ra một đạo quyết ấn. Cả người bỗng nhiên toát ra vô số ký hiệu cổ quái. Thoáng cái đã trải rộng toàn thân, hơn nữa những ký hiệu này tựa hồ như chạm giống vậy, từ bên trong không ngừng bắn ra ánh lửa khủng bố. Lý Vân Tiêu ngay khi thấy thân thể hắn bành trướng đã hiểu rõ ý đồ của hắn, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Muốn tự bạo, nằm mơ. Trong hai tròng mắt hắn lóe lên huyết quang, bốn phía con ngươi hiện ra ký hiệu quỷ dị, toàn bộ không gian đều biến đổi. À, đây là... Người nọ đột nhiên cả kinh. Phát hiện mình đã đi vào trong một mảnh băng thiên tuyết địa, bốn phía đều là vạn năm băng nham, hơi lạnh thấu xương thấm vào cơ thể hắn. Mà ngay cả thân thể toàn thân do nham tương cấu thành cũng không nhịn được cảm thấy hàn ý trận trận, lạnh run cả người. Ảo thuật ngươi lại còn là cao thủ ảo thuật sao? Người nọ kinh sợ một tiếng, quát. Ảo thuật dù sao cũng là giả dối,
ta xem ngươi làm sao ngăn ta tự bảo. Quyết ấn trong tay hắn biến đổi, quát. Bảo. Vô số phù văn trên người thoáng cái sáng lên, tách ra ánh lửa mãnh liệt, cả người đột nhiên nổ bung. Ầm ầm. Lực trùng kích cực lớn thoáng cái bộc phát, toàn bộ hàn băng thế giới lập tức biến mất, cảnh tượng trở lại trong thiên địa rong lô, sóng nhiệt khủng bố tràn khắp bốn phương tám hướng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, rất sợ lực trùng kích này ảnh hưởng đến hai đạo hỏa trụ, đồng tử trong hai tròng mắt hắn phóng lớn, đang muốn thi triển thần kỹ xóa đi lực lượng kia. Đột nhiên, trên cây trụ cách đó không xa truyền đến một tiếng phương minh. Tất cả lực trùng kích như bị ngưng lại, lập tức cứng lại ở, sau đó chợt hóa thành cổ kình phong, điên cuồng bị cây trụ kia hấp thu vào. Toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, hoảng sợ nhìn qua hỏa trụ kia, chỉ thấy trên đó mơ hồ có bóng dáng Phượng Hoàng hiện ra, nhưng bất quá trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh. Lực tự bạo khủng bố cứ như vậy hoàn toàn bị cắn nuốt sạch. Trong hoàn cảnh khốc nhiệt này, Ý Vân Tiêu cũng không nhịn được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Vừa rồi đạo thanh âm kia cực kỳ linh tính, chẳng lẽ Phượng Hoàng chân linh đã tỉnh lại? Hắn càng nghĩ càng không đúng, trong lòng trở nên kinh nghi bất định. Thượng cổ chân linh Phượng Hoàng, chính là bất tử điểu, có thể dục hỏa trùng sinh. Đạo tàn viêm này trải qua không biết bao nhiêu năm truyền thừa đến nay, bên trong khó tránh khỏi không có một tia ý niệm, hoặc là ý chí mà Phượng Hoàng năm đó lưu lại. Lý Vân Tiêu một mực không thể triệt để luyện hóa nó, cũng không cách nào hiểu rõ toàn bộ chân tướng đám hỏa diễm này. Phượng Hoàng nhất tộc, mặc dù là vào thời kỳ thượng cổ, cũng là chân linh bài danh cực kỳ gần trước. Trước khi chết nếu lưu lại thủ đoạn trọng sinh nào đó cũng không có gì kỳ lạ cả. Hắn nghĩ đến loại chân long hậu duệ như Thủy Long, ở trong thượng cổ chân linh bài danh kém hơn Phượng Hoàng cả mảng lớn, đều có thể nghĩ biện pháp tồn tại đến nay, huống chi là Phượng Hoàng. Trong đầu Lý Vân Tiêu đột nhiên hiện lên một ý niệm, ngoại trừ Thủy Long ra, trong phiến thiên võ giới này có còn chân linh khác tồn tại không? Nghĩ tới đây, liền cảm thấy yết hầu có chút khô khốc. Nếu đóa chân viêm trong hỏa trụ này thật sự hóa thân thành Phượng Hoàng, thì không khả năng lại bị mình khống chế nữa, hơn nữa có trời mới biết những chân linh này có tính tình gì, nói không chừng không vừa ý, tại chỗ nhả một ngụm hỏa đốt mình thành cho tàn cũng không biết được. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm bất định, nhìn chằm chằm vào hỏa trụ kia tinh thần bất định. Thật lâu, mới thở dài một tiếng, tựa hồ đã có lựa chọn, không hề nghĩ nhiều nữa, quay người đi tới hỏa trụ khác. Hồ lô tiểu kim cương sau một kích lúc trước liền chìm vào trong hình chiếu sơn hà đỉnh, không còn thống khổ như trước nữa. Đại lượng hỏa hệ nguyên tố không ngừng cọ rửa lấy thân thể của nó, nhưng mặt vẫn thờ ơ không biểu tình. Nhưng Lý Vân Tiêu có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó, cùng với cổ lực lượng bàng bạc kia. Hắn có chút nhắm hai mắt lại, bắt đầu chuyên tâm tế luyện. Hào quang trên sơn hà đỉnh càng ngày càng mạnh, toàn bộ quá trình luyện chế rơi vào khâu cuối cùng. Trên vách đá dựng đứng, cốt hồng mở to mắt ra, một cổ lửa giận vô biên trực tiếp phun ra. Phanh! Vách đá dưới chân bỗng nhiên nứt ra ngàn dặm, đều hóa thành nát bấy, như núi cao sụp đổ xuống, vô số mảnh vụn cự thạch, toàn bộ đều rơi xuống biển rộng. Trên mặt hắn cực kỳ âm độc nhìn chằm chằm vào biển cả, trong đôi mắt không ngừng toát ra hung quang. Lý Vân Tiêu! Ba chữ này phảng phất như dùng khí lực thật lớn mới thốt ra được. Biển cả phía dưới cũng bắt đầu không ngừng khởi động, bắt đầu xuất hiện trận trận gào thét. Đột nhiên một đạo quang mang từ trên biển bắn ra, lập tức hóa thành một đạo kim quang sáng lạn, thân ảnh to lớn người mặc chiến giáp. Thân ảnh kia chậm rãi mở mắt, một bộ thần thái lười biếng, quát khẽ. Cốt hồng, người phát điên gì thế? Bổn tọa phụng mệnh trấn thủ thiên địa rong lô, người muốn ăn đòn phải không? Sắc mặt cốt hồng tái nhợt, tay giơ lên chỉ vào người này. Hung hăng nói. Tổ á, ta muốn xuống dưới giết một người, ngươi tránh ra cho ta. Tổ á nheo mắt, quát. Làm càn nếu để ngươi tùy ý đi xuống giết người, vậy bổn tọa trước giờ trấn thủ ở chỗ này có ý nghĩa gì? Cốt hồng lạnh giọng nói. Ta mặc kệ, người phía dưới ta phải giết, nếu ngươi không chịu tránh ra, đừng trách ta ngay cả ngươi cũng giải quyết luôn. Ha ha. Tổ á ngửa mặt lên trời cười to. Trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Ngươi cho rằng tiến nhập cảnh giới võ đế cửu tinh, kích phát huyết mạch vân sinh nhất tộc liền có thể đồ thần đồ ma sao? Ngây thơ! Đây chính là chính ngươi muốn chết, mặc dù sư tôn trách tội xuống, cũng không oán ta được. Cốt hồng không nói thêm, cả người lóe lên,
trên không trung như đại bằng dương cánh, bay thẳng đến chỗ Tổ Á, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt kia giống như đang nhìn người chết vậy. Tổ Á quét qua vẻ lười biếng trên mặt, gương mặt cũng chìm xuống ra, trong mắt lòe ra hàn khí, tay trái phi tốc vẽ một vòng trước người, nguyên một đám phù cầu chớp động vẽ ra trước người, đánh mạnh tới cốt hồng. Những phù cầu kia lớn nhỏ không đều, nhan sắc bất đồng, hơn nữa lực lượng ẩn chứa cũng không đồng nhất, khiến biển cả cũng vẽ ra từng làn sóng sâu cạn bất đồng. Đồng tử cốt hồng hơi co lại, trong những phù cầu này, lực lượng bao hàm bao dung thiên địa ngũ hành, không ngừng ảnh hưởng lẫn nhau, đạo sinh nhất, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sinh vô số. Hừ! Hắn hừ một tiếng lạnh như băng, trong cơ thể truyền đến tiếng cốt bạo liên tiếp, trên người lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, nguyên một đám phù văn hiển hóa ra trên làn da, phủ kín toàn thân. Một cổ lực lượng rất mạnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra, thoáng cái rót vào trong song trường. Trên bầu trời lập tức hiện ra hai đạo trưởng ảnh màu xanh cự đại, thoáng cái hóa ra ngàn vạn, đánh xuống dưới. Rầm 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 phanh. Trưởng ảnh đầy trời rơi xuống lộn xộn như mưa, không ngừng kích bạo các thức phù cầu kia. Hồng sắc chi hải chấn lên cơn sóng gió động trời, vây quanh ngoài hai người ngàn mét gào thét. Ánh mắt cốt hồng băng hàn, hai tay khắp một đạo quyết ấn trước người, đột nhiên một cổ khí tức cực độ nguy hiểm từ trên người hắn truyền ra. Một đạo bạch quang chậm rãi bay lên, long cong một tiếng triển khai trên bầu trời, hóa thành một thanh đao hình. Đao hình cực lớn kia phát ra thanh âm khí uẩn kích động nhân tâm, đao còn chưa rơi xuống, bầu trời đã bị cổ đao ý kia chấn cho tự động vỡ ra. Cốt hồng khép hai ngón lại, lăng không điểm xuống, lạnh giọng nói. Thái Nguyên chi nhận. Long cong. Đao hình giống như núi cao đột nhiên ngã xuống, thiên địa phảng phất đều đứt gãy, biển cả lập tức hóa thành hai nửa. Tựa hồ vạn vật thế gian đều đoạn tuyệt dưới một đao kia. Trên mặt Tổ Á cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, thu lại loại thần thái khinh miệt trước kia, hai tay hợp trước người, hét lớn một tiếng. Một đạo kim quang hiển hiện trên lòng bàn tay, bên trong có một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim đang không ngừng xoay tròn, chậm rãi biến lớn. Tổ Á đột nhiên chụp lấy kiếm kia, toàn bộ biển cả đều chấn động. Lấy hắn làm trung tâm, một đạo quang mang màu vàng phóng xạ ra. Trong phạm vi mấy ngàn thước đều là kiếm quang vô tận, vạn đạo bóng kiếm rậm rạp chằng chịt treo ở bốn phía. Nhất kiếm quang hàn, ngũ hồ tứ hải. Vạn đạo bóng kiếm lập tức ngưng tụ, nhao nhao từ bốn phương tám hướng hội tụ vào trong chuôi kim kiếm này, thanh âm kim kiếm chạm vào nhau như chuông bạc không dứt bên tai. Dưới kim quang chói mặt, Tổ Á giơ trường kiếm lên, lăng không đâm ra. Phanh! Đao hình cực lớn trực tiếp chém lên kim kiếm. Phát ra tiếng giòn vang đinh tai nhức óc. Trên đao như trăng sáng bỗng nứt ra vô số quy vân, phanh một tiếng vỡ vụn ra, giống như bao ngọc rơi xuống đất, châu bản vỡ nát, hóa thành ánh trăng đầy trời, nhao nhao rơi vãi vào biển cả. Mà kim kiếm kia lại vẫn tụ mà không tiêu tan, trên không trung càng phát ra ánh sáng chói lọi. Tổ Á hợp hai tay lại, trên toàn bộ mặt biển màu đỏ một hồi kim quang bắt đầu khởi động, trong chốc lát càng có vô số đạo bóng kiếm phá nước mà ra. Bắn lên bầu trời. Trên toàn bộ biển trời đều là một mảnh kim mang, lấy kim kiếm kia làm trung tâm, vô số bóng kiếm thật nhỏ lượn vòng lên. Gương mặt cốt hồng đại biến, sợ hãi nói. Ngươi vậy mà tu thành thần thông kiếm vực sao? Phù văn bày kín toàn thân đột nhiên lập lòe thoáng một phát, sau lưng sáng lên một đạo bạch quang, phanh một tiếng hiện ra một đôi cánh, lóe lên liền thuấn di vạn dặm. Đã đến nơi này, vậy thì phải bị đánh. Thanh âm mỉa mai của Tổ Á M truyền đến, kim quang đầy trời xoay chuyển, một đạo kiếm ý theo cốt hồng truyền tống tới, như giòi trong xương, không thể thoát được. Tổ Á, ngươi dám giết ta? Thần sắc cốt hồng đại biến, kinh hãi nhìn qua đạo kiếm ý kia chém xuống, trời cao bị xé ra như vải mỏng. Hắn vội vàng giao hai tay trước người, một tia ánh sáng màu xanh mảnh như tóc phiêu tán ra, đan vào hội tụ phía trước, ngưng tụ thành một mặt thuẫn kính, hộ ở phía trước. Phanh, kiếm ý chém xuống, thuẫn kính kia chỉ chống được nửa lượt hô hấp đã đột nhiên tan rã. Toàn bộ kiếm thế không giảm, chém lên trên người cốt hồng, đánh nát hai cái cánh phía sau hắn, cả người bị kiếm ý áp chế rơi xuống mặt đất. Ầm ầm, bụi đất cực lớn rung trời mà lên, trên hòn đảo chắc chắn vô cùng cũng bị xé nứt ra một hố sâu. Hừ, đậu bức, Tổ Á khinh thường phỉ nhổ một tiếng, thân ảnh lóe lên rồi biến mất trên trời cao. Nếu không phải có băn khoăn thì chỉ bằng tội ngươi chồn giấu thần thức trong thiên địa rong lô cũng đủ để chết hơn 1.000 vạn lần rồi một.
Ở trên đảo đột nhiên nứt ra một khe lớn, hù dọa vô số chim bay tẩu thú, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Xôn xao. Một đạo quang mang từ trong cái khe kia bay ra, làm vỡ nát mảng lớn đất đá. Cốt Hồng một thân chật vật không chịu nổi, trực tiếp ngửa mặt lên trời nằm té trên mặt đất, dốc sức liều mạng thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sợ hãi và phẫn hận. Thương thế trên người hắn thấy mà giật mình, đặc biệt là hai bên sau lưng, giống như bị móc xuống một khối xương cốt vậy, chỉ chốc lát đã lưu lại máu tươi đầy đất. Phốc! Hắn nhổ ra một miệng lớn tụ huyết, sắc mặt kịch liệt suy yếu xuống. Tổ Á, đáng chết, con súc sinh chết tiệt, ngày khác ta tất giết ngươi. Lửa giận công tâm, lần nữa nhổ ra vài bún máu ra, hắn lấy ra một thân thứ gì đó để vào trong miệng, một bên nhai nuốt lấy, thần sắc trên mặt biến hóa bất định. Sau đó hắn lấy ra một khối ngọc bội màu vàng giơ tay lên trên không trung đánh ra vài đạo ấn phù, đều hợp nhập vào trong kim bài kia, sau đó lăng không vỗ xuống. Kim bài lập tức xoáy hai vòng, liền hóa thành một đạo quang mang bắn đi, trực tiếp trốn vào vô hình. Mấy ngày sau, trên hồng sắc chi hải lần nữa xoáy lên sóng lớn, một lối đi trực tiếp mở ra trên mặt biển. Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo lôi quang phi độn ra, hiện hình trên bầu trời. Hắn liếc nhìn biển cả, tựa hồ cảm ứng được gì đó, khẽ chau mày, liền hóa thành lôi quang bay về phía Hải Hoàng Điện. Ngươi đã đến rồi. Trên không Hải Hoàng Điện hiện ra một đạo quang ảnh, dần dần ngưng tụ thành bộ dạng ba long, mang trên mặt vẻ vui mừng kích động. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Đa tạ Hải Hoàng Đại Nhân thành toàn, thần hỏa kia đã có biến hóa cực lớn, đốt thất tinh đăng tất nhiên không thành vấn đề. Ba Long nói. Mấy năm qua thử vô số lần, hy vọng càng lớn thất vọng liền càng lớn, lòng ta đã rất nhạt rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Lần này sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu. Hy vọng đi. Ba Long thở dài một tiếng, nói. Đi theo ta. Hắn hóa thành một đạo quang mang trực tiếp bay tới, thoáng cái bao trùm lấy Lý Vân Tiêu, lập tức biến mất trên bầu trời. Sau một khắc, trong thiên điện đầy đồng đăng kia chợt lóe lên hào quang, Lý Vân Tiêu liền hóa thân mà ra. A, ngươi! Lý Vân Tiêu vừa thấy được chân dung Hải Hoàng liền nhịn không được kinh hô lên. Tuy rằng hắn biết rõ nhìn thấy trước kia đều là hình chiêu Hải Hoàng, cũng đoán được chân thân tất nhiên sẽ giả yếu, nhưng cũng không nghĩ ra lại suy thành bộ dạng thế này. Nào còn nửa phần uy nghiêm, nửa phần đoan trang, mà nhìn giống như một lão đầu sắp chết vậy, hắn đang ngồi xếp bằng trước bổn mạng cung đăng, không ngừng dùng chân nguyên của mình thủ hộ ánh sáng chỉ chừng hạt đậu nành trên bấc đèn kia. Ha ha! Ba Long ngược lại thập phần lạnh nhạt, cười nói. Cổ phi dương danh dương thiên hạ cũng sẽ bị hù sao? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Tứ hải trung chủ, một đời hải hoàng thiên hạ cùng tôn, lại thành bộ dáng như vậy. Vô luận là người phương nào cũng sẽ bị dọa sợ cả. Ba Long cười nói. Tứ hải trung chủ, thiên hạ cùng tôn thì làm được gì? Cho dù để cho ta bước vào thập phương thần cảnh, đã không có người mình yêu thì còn có ý nghĩa gì nữa? Trên mặt hắn một mảnh cô đơn, ngẩng đầu lên nhìn qua nữ tử trên giường, lộ ra một mảnh thương xót và yêu thương. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Những người như chúng ta, mặc dù không nói tuyệt tình tuyệt nghĩa, thái thượng vong tình, nhưng cũng có thể chuyên tâm võ đạo, tâm không không tạp niệm mới đúng chứ. Ba Long nói, thiên địa có 3.000 quy tắc, đại đạo cũng có 3.000, là ai quy định truy cầu võ đạo không thể truy tình cảm chứ? Lý Vân Tiêu sững sờ, trầm tư thoáng một phát, nhân tiện nói. Quả thật không có quy định, nhưng người tinh lực dù sao có hạn, ta sinh có nhai, mà đại đạo không bờ. Trên mặt Ba Long nghiêm túc, nghiêm nghị nói. Đại đạo của ta chính là cùng một chỗ với nàng, ngoài ra không còn đạo nào nữa. Lý Vân Tiêu trong nội tâm đại chấn, Ba Long lời này trực chỉ bản tâm, xem ra hắn đã lâm vào tình đạo hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế rồi. Khó trách tu vị võ đạo của hắn lại bị thoái hóa, nếu không dùng cảnh giới siêu phàm nhập thánh của hắn, mặc dù mấy năm qua hao phí chân nguyên ở đây, cũng không đến mức ngã xuống tu vị. Đã như vậy, người có chí riêng, ta cũng không tiện nói nhiều. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua nữ tử trên giường, quả thật cực kỳ tương tự với Thủy Tiên. Vậy để ta thử một lần đi, chỉ cần Hải Hoàng Đại Nhân có thể thoát khỏi đây, dựa vào thần quyết và Như Thị Ngã Văn, ngày khác khôi phục tu vị cũng chưa chắc không có khả năng. Thân hình Ba Long chấn động, đối với lời Lý Vân Tiêu nói không hề để ý, tựa hồ không muốn bàn lại đề tài này, chỉ kích động nói.
Tốt, tốt. Trong mắt của hắn tràn đầy hưng phấn và hy vọng, cả người đều có chút run rẩy. Chỉ thấy tay trái hắn không ngừng lăng không điểm ra, không trung bay ra mấy đạo phù văn kim sắc, chợt lóe lên rồi biến mất. Trên mái vòm hiện ra một trận quang màu tím, trong miệng ba long khẽ ngâm chú ngữ, tay trái chỉ quyết không ngừng biến hóa. Mỗi đánh ra một cái, trận quang màu tím liền biến hóa vài phần. Cuối cùng phát ra một tiếng soạt, trận quang như chìa khóa bị mở ra, trực tiếp phân thành hai nửa. Có thể vào được rồi. Ba long lúc này mới chậm rãi nói, trên trán hiện ra mồ hôi. Lý Vân Tiêu tự nhiên có thể cảm nhận được sự bất phàm của trận pháp kia, hơn nữa bằng thần thông của Hải Hoàng, cởi bỏ cấm chế cũng phải hao phí lớn tâm thần như thế, có thể thấy nó lợi hại cỡ nào. Hắn vốn cẩn thận quan sát bố trí của trận pháp trên mặt đất một chút, rất nhanh đã ghi nhớ, theo phương vị nhất định đi tới trước giường. Nữ tử tướng mạo cùng Thủy Tiên có 7-8 phần tương tự cứ như vậy an tường nằm ở kia, như ngủ say thật sâu vậy. Ba Long bình phục tâm thần kích động, nói. Ngươi thử xem sao. Lý Vân Tiêu gật đầu, trực tiếp nhắm hai mắt lại, một tay bấm niệm pháp quyết trước người, vậy mà trực tiếp nhập định tu luyện. Ba Long cũng không thúc giục, hắn biết rõ Lý Vân Tiêu là đang điều tiết trạng thái bản thân. Đây là một quá trình cảm ngộ nguyên tố chi lực, chỉ có khi bản thân hoàn toàn dung hợp với nguyên tố mới có thể phát huy ra nguyên tố chi lực với trình độ lớn nhất được. Nhiều năm như vậy cũng chờ rồi, cũng không thèm để ý đến nhất thời này. Sau nửa canh giờ, Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, ánh mắt cực kỳ thanh tịnh, giờ phút này hóa thành hai đóa hỏa diễm, đang không ngừng thiêu đốt nhảy lên. Trong ngọn lửa, mơ hồ có thể thấy được Phượng Hoàng hư ảnh, đang ngao du thiên địa. Ánh mắt đục ngầu của Ba Long cũng thoáng cái trở nên thanh tịnh, toàn bộ khuôn mặt già nua vào thời khắc này tỏa sáng ra hào quang, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn từng cái dần dần xua tán. Lý Vân Tiêu tay giơ lên, đầu ngón tay hội tụ ra một đạo hỏa tâm. Phốc phốc nhúc nhích, tản mát ra năng lượng cực lớn, chậm rãi điểm tới bổn mạng cung đăng kia. Đám hỏa diễm kia biến hóa bất định trên đầu ngón tay, hình thái ngàn vạn, như linh hồn còn sống. Ba Long kích động nói. Quả nhiên đã tu sửa Phượng Hoàng chân viêm, loại khí tức linh động này giống như muốn sống lại vậy. Ngọn lửa này càng lợi hại, nội tâm của hắn càng kích động, dặn dò. Cẩn thận đấy. Chân nguyên trên đèn đột nhiên sáng lên một cái. Ba Long chỉ cảm giác cổ nguyên lực trong cơ thể mình như bị rút đi hơn phân nửa. Sắc mặt hắn đại biến, tay trái bấm niệm pháp quyết, cố hết sức cắt đứt lực rút ra kia, nhưng lại không dám quá mức cương mãnh, sợ ngọn đèn bị dập tắt. Đầu ngón tay Lý Vân Tiêu đột nhiên ngưng tụ, tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở. Trên bấc đèn tản mát ra cửu thải chi quang, tầng tầng tản ra, không ngừng trùng kích lấy hỏa diễm trong tay Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu không thay đổi. Tựa hồ đã sớm đoán trước, tay trái lăng không bấm niệm pháp quyết, trên không trung vẽ ra ba cái phù văn cổ quái, từng cái vỗ xuống. Phanh! Vang lên một tiếng bọt biển tan vỡ rất nhỏ, cửu thải chi quang đều biến mất. Bổn mạng cung đăng tựa hồ cảm nhận được khí tức của Phượng Hoàng chi hỏa, điều khắc phong cách cổ xưa trên cây đen kia bỗng nhiên phát sáng lên, một đạo sương mù màu tím từ trong đó bay lên, chậm rãi hóa thành một đầu quái thú song giác toàn thân màu xám. Song giác trên trán, một kim một ngân, trên mặt quái thú một mảnh lo lắng. Họa đấu. Lý Vân Tiêu cả kinh, trong hai tròng mắt bình tĩnh nhộn nhạo ra rung động, tựa hồ có chút khó có thể tin. Thần sắc Ba Long càng đại biến, thất kinh hỏi. Làm sao vậy, đây chỉ là một vệt tàn ảnh của họa đấu tộc, chẳng biết tại sao trong cơ thể Nhu Vi lại có vật ấy, hiện giờ hóa thành thạch sùng chi thú. Không có gì. Lý Vân Tiêu thu hồi tâm tư. Lần nữa trở nên bình tĩnh lại. Ba Long lúc này mới thoáng thả lỏng, chỉ là trong lòng lại nổi lên một tia nghi hoặc. Họa đấu hóa thành thạch sùng chi thú vô thanh vô tức, chỉ dương nanh múa vuốt cắn tới Lý Vân Tiêu, song giác kim ngân song sắc trên trán chớp động, giống như có điện quang đang chuyển qua lại vậy. Lý Vân Tiêu đã thấy qua thương hóa ra chân thân, biết rõ cặp song giác kia chính là chỗ lực lượng mạnh nhất của họa đấu nhất tộc, cho nên ngay khi kim ngân song sắc hiển hiện, hai mắt hắn liền thoáng cái hóa thành huyết nguyệt, đồng thuật hiện ra. Kính lưu. Ánh mắt ngưng mắt nhìn qua, tàn hồn họa đấu há to mồm, lộ ra vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, họa đấu tàn hồn bóng dáng trực tiếp khắc sâu vào Lý Vân Tiêu mắt phải trong con mắt, càng ngày càng rõ ràng. Mà đồng trên đèn âm thanh ảnh lại biến mất vô tung vô ảnh. Lý Vân Tiêu khép mắt phải lại,
trong mắt trái bạo xuất ra đạo đạo tinh mang, ngay khi hỏa đấu tàn hồn tiêu tán, một ngón tay lập tức điểm thần hỏa tới. Phốc phốc, bấc đèn trên bổn mạng cung đăng thoáng cái bốc cháy lên, bùng lên hỏa diễm cao đến ba thước. A, à, nữ tử trên giường đột nhiên kinh hô một tiếng. Ba Long toàn thân đại chấn, vội vọt tới trước giường, chỉ thấy trên mặt Nhu Vi một mảnh kinh hãi, sau đó từng chút tan đi, cuối cùng nhất lại khôi phục bộ dạng ngủ say lúc trước. Bổn mạng cung đăng ở bên giường được Phượng Hoàng chi đốt lên sáng quắc, hỏa diễm chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành chừng ngón cái mới ổn định lại, so với chút ánh sáng như hạt đậu nành mà Ba Long thủ hộ lúc trước đã sáng hơn rất nhiều rồi. Nhu Vi, Nhu Vi. Ba Long đứng trước giường khẽ gọi vài tiếng, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào cả. Hai hàng thanh lệ chảy xuôi trên gương mặt cường giả tuyệt đại này, hắn nắm lấy tay Nhu Vi, nhẹ nhẹ đặt trên má mình, tựa hồ như muốn cảm nhận ấm áp từ đối phương vậy. Lý Vân Tiêu lúc này mới mở mắt phải ra, chỉ thấy đạo tàn hồn họa đấu kia đang không ngừng giãy giụa trong không gian đồng thuật của hắn, thời gian dần qua tiêu tán mất. Giờ phút này thất tinh đăng trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thần hỏa trên bổn mạng cung đăng không ngừng lập lòe toát ra hư ảnh Phượng Hoàng, ngay tại lúc đó, 56 cây đèn trong phòng cũng chiếu ra hư ảnh Phượng Hoàng, hỏa diễm trên đó như vạn dân thần phục, chiều bái về phía bổn mạng cung đăng. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nói. Hải Hoàng đại nhân nén bi thương a, tại hạ may mà không phụ sự phó thác. Ba Long lúc này mới dần dần phục hồi tinh thần lại từ trong bi thống, gật đầu nói. Cực khổ rồi. Lý Vân Tiêu nói, như vậy cũng chỉ có thể giữ cho nàng mệnh huyền một đường mà thôi, nếu muốn triệt để cứu sống, nghịch thiên cải mệnh cho nàng, phải tìm được thiên vận tạo hóa đan trong truyền thuyết mới được. Ba Long nói, ta cũng thẩm tra qua các loại điển tịch, phương pháp có thể cứu Nhu Vi không dưới 10 loại, nhưng mỗi loại đều là vật nghịch thiên, hoặc là căn bản không còn hậu thế. Ngươi nói thiên vận tạo hóa đan, một lần cuối cùng xuất hiện đã là vào vài vạn năm trước rồi. Hơn nữa còn không có ghi lại chính xác nữa. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, muốn nói gì đó, nhưng vẫn thôi. Ba Long nói, có thể giữ cho Nhu Vi mệnh huyền một đường, đã là giúp ta đại ân rồi. Như vậy ta cũng có thể rảnh tay để làm nhiều chuyện hơn nữa. Lý Vân Tiêu nói, như thế rất tốt, dùng năng lực của Hải Hoàng đại nhân chung quy cũng sẽ có biện pháp, bên phía ta cũng sẽ lưu ý nhiều hơn. Ba Long nói, vậy liền đa tạ ngươi rồi. Hắn nghĩ đến câu nói sau cùng sau khi Nhu Vi xem bói chính là chỉ thẳng người trước mắt này, có lẽ Lý Vân Tiêu thật có thể tìm được biện pháp cũng không chừng, hắn thoáng cái giấy lên một chút hy vọng và tin tưởng. Trước kia ta từng nói, nếu ngươi có thể bổ được 180 chữ ma ha cổ văn, có thể cho ngươi tùy ý tìm hiểu 500 chữ, không biết ngươi cân nhắc thế nào rồi. Lý Vân Tiêu cười cười, duỗi ra một ngón tay, nói. 1000 chữ. Ba Long sửng sốt một chút, lập tức cười khổ nói. Nào có đạo lý chiếm tiện nghi như ngươi chứ? Xem ở phân thượng ngươi cứu Nhu Vi, 800 chữ, không thể nhiều hơn nữa. Thành giao. Lý Vân Tiêu lúc này đồng ý, hai mắt sáng lên. Trong mắt Ba Long chứa đựng vui vẻ cổ quái, nói. Ngươi có thể tùy ý chọn 800, có thể nắm giữ bao nhiêu thì đều phải xem chính ngươi rồi. Lý Vân Tiêu không khỏi nhướng mày. Thấy Ba Long cười cổ quái, chẳng lẽ là có gì đó? Ba Long giương một tay lên, hai người liền trực tiếp biến mất trong thiên điện. Sau một khắc, liền đưa thân vào một chỗ thế giới trắng xóa, bốn phía sừng sững lấy hàng trăm hàng ngàn đồng trụ cực lớn, giống như một mảnh trụ lâm vậy. Trên mỗi cây trụ đều có một tượng đồng mãnh thú ngồi cạnh, có quan sát đại địa, có nhìn lên bầu trời, rất sống động. Nhưng sau khi Lý Vân Tiêu đi vào lại phát hiện, mặc kệ ngươi ở vào phương vị gì thì hàng trăm hàng ngàn mãnh thú này đều như nhìn chằm chằm vào ngươi vậy, trong lòng có chút cảm giác sợ hãi. Trên đồng trụ lại khắc đầy các loại ma ha cổ văn, hơn nữa còn là tàn chữ thiếu khuyết bút họa. Lý Vân Tiêu coi như là người có kiến thức, biết rõ không gian này cũng như trong huyền khí siêu phẩm, là một loại thế giới riêng biệt, chuyên dùng để gửi những đồng trụ gì, hơn nữa mô phỏng quy tắc chi lực của ma ha cổ tự. Hắn có thể cảm nhận được nơi này cất giấu cấm chế cực kỳ lợi hại, hơn nữa tựa hồ có quan hệ với những mãnh thú trên đồng trụ, nếu ngoại nhân một mình xâm nhập vào thì sợ rằng cấm chế đã sớm tự hành xúc động rồi. Ba Long nói, chính ngươi xem đi, muốn học 800 chữ nào thì tự mình chọn. Muốn rời khỏi thì chỉ cần tâm niệm vừa động ta liền có thể cảm giác được ngay.
Lý Vân Tiêu nhìn qua từng cái, đồng trụ ở đây tổng cộng là 233 cây, con số tựa hồ không có hàm nghĩa gì đặc biệt, số lượng chữ trên mỗi một cây trụ đều không giống nhau. Ba Long cũng không giải thích nhiều liền lập tức rời đi. Lý Vân Tiêu ngược lại không gấp xem chữ, mà lại rất hứng thú với những tượng đồng kia. Tượng thú trên 233 cây cột này hình thái ngàn vạn, chủng tộc không đồng nhất, không có lặp lại nữa, trong đó một nhiều hơn phân nửa Lý Vân Tiêu cũng không nhận ra, còn lại cũng chỉ mới thấy qua trên điển tịch. Hắn đi đến trước một cây trụ hơi lớn, số lượng chữ trên đó khá nhiều, ngẩng đầu lên nhìn lại. Đỉnh đồng trụ xoay quanh lấy một đầu ngũ trảo kim long, khinh thường nhìn tới. Nhưng trong lòng Lý Vân Tiêu lại có chút sợ hãi, cảm giác, cảm thấy con rồng kia như đang ngó chừng hắn vậy, không khỏi nở nụ cười khổ. Đây chính là do bị cấm chế thần bí chôn dưới nơi này ảnh hưởng, một khi xuất hiện hành vi phá hư đồng trụ hoặc là gì đó trái phép, sợ rằng sẽ lập tức lâm vào tình cảnh nguy hiểm cực độ ngay. Hơn 200 đầu mãnh thú, có lẽ đều là chân linh từng tồn tại vào thời đại thượng cổ. Truyền thừa của Hải Hoàng Điện quả nhiên còn lâu đời hơn cả thánh vực và hóa thần hải, các loại tin tức và tư liệu cũng đầy đủ hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn phát hiện sự lớn nhỏ của đồng trụ đều là căn cứ vào độ mạnh yếu của chân linh trên đó mà sắp xếp, ví dụ những tồn tại như thượng cổ chân long, thiên phượng đều là những cây trụ khá lớn. Quan sát sau một hồi, lại không có phát hiện gì khác lạ, lúc này hắn mới nghiên cứu những tàn chữ kia. Trong hai mắt hắn hóa ra đồng lực, nhìn tới những chữ trên cây trụ kia, muốn trực tiếp khắc sâu hơn 2.000 tàn chữ vào óc. Đột nhiên trên cây cột bắn ra một đạo ánh sáng tím. Lập tức hóa giải đồng lực của hắn, hai con người thấy được lại là một mảnh mông lung, ngược lại không thấy rõ chữ trên đó nữa. Lý Vân Tiêu kinh hãi, vội vàng thu Nguyệt Đồng vào, dùng ánh mắt bình thường nhìn qua, lúc này mới lại có thể thấy rõ chữ trên đó. Ngũ trảo kim long vốn khinh thường nhìn phía trước, chẳng biết lúc nào vậy mà cúi đầu, trong hai tròng mắt lộ ra hung mang theo dõi hắn. Thần sắc Lý Vân Tiêu trở nên bất định, lúc này mới phát hiện cấm chế nơi này còn trên dự tính của hắn. Ngay cả tàn chữ cũng không cho người tùy tiện ghi nhớ. Trong nội tâm bất giác nợ nụ cười khổ, chỉ có thể thành thành thật thật bắt đầu chọn chữ rồi. Hắn tùy ý điểm tới một chữ to trên đồng trụ phát ra một tiếng ông. Lập tức trên tàn chữ kia bắn ra một đạo tinh quang, chiếu hình lên không trung. Trong hình chiếu hiện ra một đoàn kim quang, như dòng biển chậm rãi mở rộng ra, hơn nữa biến hóa hình thái, xuất hiện một số nét vẽ. Mỗi một đạo bút họa rơi xuống, đều có một loại cảm giác phong cách cổ xưa khác thường nhộn nhạo ra. Lý Vân Tiêu trong lòng cuồng hỉ, vội trừng lớn hai mắt, cưỡng ép chí ghi nhớ quá trình hình thành một chữ kia. Thật giống như thiên địa sơ khai, ngàn vạn quy tắc từng cái sinh ra đời vậy, cuối cùng nhất một cái cổ tự nguyên vẹn đã lộ ra. Trong hình chiếu bộc phát ra cường quang chói mắt, toàn bộ không gian đều chấn động. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng bỗng nhúc nhích kịch liệt. Theo ma ha cổ tự kia hình thành, chỉ cảm thấy cổ ý vô biên và thiên địa quy tắc chảy xuôi bên người. Hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu yên lặng dưới loại quy tắc này, chuyên tâm chậm rãi lĩnh ngộ lấy. Mấy tháng sau, bên trong Hải Hoàng Điện, một đạo quang mang lấp lánh mà hiện, thân ảnh của Lý Vân Tiêu từ trong đó nổi lên. Ba Long và Diệp Phàm đã chờ lâu ngày. Diệp Phàm vui vẻ nói. Vân Tiêu đại ca, người đã bước vào cao giai vũ đế. Trong mắt của Lý Vân Tiêu quang mang lưu chuyển, cười nói. Ngươi cũng tiến bộ rất lớn. Diệp Phàm cười nói. Ít nhiều nhờ có Hải Hoàng Đại Nhân chỉ điểm. Ba Long ngồi ngay ngắn ở trên, cười đem thân thể nghiêng về phía trước một chút, lấy tay nâng cằm của mình, hài hước cười nói. Lý Vân Tiêu, có nắm giữ bát bách tự. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên nhìn lại, Ba Long tuy rằng như trước lưỡng tấn hoa dâm. Nhưng thần thái khí chất nếu so với mấy tháng trước đã mạnh hơn nhiều lắm, xem ra thân thể hắn cũng đang từng chút khôi phục rồi. Tổng cộng tập được 633 chữ. Lý Vân Tiêu liền đáp như thế. Ba Long đem người dựa vào phía sau một chút, thản nhiên cười nói. Mỗi một chữ quy tắc lực cực lớn, nếu không có tu vi tương ứng mà mạnh mẽ lĩnh ngộ nói, chỉ có thể rơi vào kết cục tẩu hỏa nhập ma. Ngươi hiện tại đã biết rõ nguyên nhân ta trước định ra 500 chữ. Cũng không phải là ta keo kiệt, thật sự là xuất phát từ lo lắng cho ngươi. Nhưng nghĩ không ra ngươi để học nhiều hơn mấy trăm chữ, mạnh mẽ đem tu vi để thăng tới thất tinh vũ đế, cũng là ta bất ngờ, chỉ bất quá mạnh mẽ để thăng tu vi, đối với thương thế của ngươi có hại cũng cực lớn đi.
bằng không lấy tu vi của ngươi thất tinh vũ đế, đủ để học được 700 chữ mới đúng. Lý Vân Tiêu ngược lại cũng thẳng thắn, cười khổ nói. May mà trên người ta thiên tài địa bảo quá nhiều, khi ta phát hiện bản thân tu vi chỉ có thể lĩnh ngộ ra 490 tự hậu, để không lãng phí giá cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ có thể mạo hiểm mạnh mẽ đột phá tu vi, tuy rằng đạt tới thất tinh vũ đế, nhưng căn cơ cực kỳ bất ổn, phải bế quan vững chắc căn cơ. Ba Long cười nói, chỉ có thể trách chính ngươi quá tham, tất cả cơ hội duyên phận tự có định số, cưỡng cầu không được. Lý Vân Tiêu nói, thiên hành có thường, nhưng quân tử ứng với không ngừng vươn lên. Đây là bên trong lưỡng thiên thần quyết nhiều hơn 180 chữ, Hải Hoàng đại nhân thu xong. Hai tay hắn bấm tay niệm thần chú, nơi mi tâm kim quang lóe lên, bắn ra một đạo vẽ tranh, trực tiếp trên không trung hóa thành màn ảnh, từng cái một ma ha cổ tự hiển hóa đi ra. Thần sắc của Ba Long nhất thời trở nên ngưng trọng, trong tròng mắt toát ra kim quang màu sắc, 180 chữ từng cái trong mắt hắn diễn hóa ra đến. Diệp Phàm ở một bên cũng là mở to hai mắt, không ngừng mạnh mẽ ghi nhớ, lại hoảng sợ phát hiện không chỉ có hai mắt đau đớn, trong cơ thể nguyên lực càng trở nên hỗn loạn đứng lên, tựa hồ có dấu hiệu muốn bùng nổ. Hắn lúc này chảy ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nhắm hai mắt, bắt đầu tĩnh tâm điều tức. Mấy canh giờ sau, Lý Vân Tiêu diễn hóa ra toàn bộ 180 chữ, cả người như là mệt lả xuống. Ba Long cũng không tốt gì, hắn mạnh mẽ hơn đi ghi nhớ 180 chữ này, tiêu hao nguyên lực càng nhiều. Trên đại điện ba người đều yên lặng đến trong bế quan dường như tu luyện, vắng vẻ không gì sánh được. Đột nhiên một đạo thanh âm dễ nghe như chuông bạc vậy truyền đến. Phụ Hoàng! Chỉ thấy bên ngoài một đạo bạch quang hiện lên, thân ảnh của Thủy Tiên trong sát na đã xuất hiện ở trên đại điện. Không gian trước người Ba Long một trận hoảng hốt, ngưng tụ ra một đạo chiếu hình thân, trang trọng nghiêm nghị, tản mát ra thượng vị uy áp. Lý Vân Tiêu biết đây là Ba Long không muốn để cho nữ nhi thấy bộ dáng chân thật của hắn, nghĩ đến mấy năm nay đều là như vậy giấu giếm xuống, cũng không tiện vạch trần. Hừm, không có thông truyền liền trực tiếp tiến đến, quá mức càn rỡ. Ba Long sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát. Thủy Tiên mấp máy cái miệng, nói lầm bầm. Cũng không phải ở bên ngoài hô một tiếng rồi. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, ta còn lo lắng tên biến thái cốt hồng kia tìm ngươi phiền phức đấy. Ba người vừa nghe cái tên này, đều là hơi biến sắc mặt đứng lên. Ba Long lạnh lùng nói. Cốt hồng đang yên đang lành, làm sao sẽ đi tìm Lý Vân Tiêu phiền phức, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, sẽ thấy chạy trở về sám hối nhai đấy. Thủy Tiên lộ ra vẻ nghĩ mà sợ hãi, vội vội vàng vàng khoát tay nói. Đừng mà, ta không muốn đi. Phụ Hoàng ngươi không biết, Cốt Hồng chính mồm nói với ta hắn sẽ đối phó Lý Vân Tiêu, ngươi nhất định phải nghiêm phạt hắn cho tốt, để hắn đi sám hối nhai đợi vài năm. Làm càn. Ba Long lạnh lùng vừa quát, nói. Ta tự có chừng mực. Lý Vân Tiêu nhìn một trận lắc đầu, Ba Long cũng là một người mặt ngoài nghiêm khắc, nội tâm từ mềm, phải giả bộ làm ra một bộ hình dáng nghiêm phụ. Thủy Tiên vẻ mặt ủy khuất, nhếch cái miệng không lên tiếng. Ba Long nói, hai vị đừng thấy lạ, thường ngày không chịu quản giáo, lúc này mới dưỡng thành nàng tính tình vô quy vô củ. Hắn vẫn là một bộ dáng băng lạnh như băng, nhưng hai người đều là nội tâm minh bạch, liên tục khách khí vài câu, Lý Vân Tiêu càng trực tiếp đứng dậy cáo từ. Ba Long thần sắc lạnh như băng lúc này mới tan ra, có chút không ngừng nói. Hải Chi Xâm Lâm chính là tu luyện thánh địa thiên hạ hiếm có, lấy thiên tư của hai vị nếu là lưu ở chỗ này, không cần tới vài năm liền có thể bước vào võ đạo đỉnh phong, sao không cân nhắc lưu lại. Đúng vậy, các ngươi liền ở lại đây đi. Thủy Tiên cũng là trong lòng có chút giống như tình tự, thậm chí có chút cảm giác lên men, vội vàng giữ lại đứng lên. Lý Vân Tiêu than thở. Đây chính là kiến nghị tốt, nhưng trong lòng ta hiểu rõ sự kiện không yên lòng, phải quay về đại lục. Hắn nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Tiểu Diệp tử, người ngược lại có thể cân nhắc Hải Hoàng Đại Nhân đề nghị. Còn nữa có Hải Hoàng Đại Nhân tự mình chỉ điểm ngươi, tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh. Diệp Phàm lắc đầu nói. Ta theo Vân Tiêu đại ca, lưu lại ta cũng lưu, đi ta cũng đi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ngươi đây là cần gì chứ? Theo ta cùng một chỗ, chỉ biết đình lại tu luyện của ngươi. Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Tổ tiên nói qua, võ đạo một đường ngoại trừ quanh năm suốt tháng tu luyện tích lũy ra,
Càng trọng yếu hơn đó là cơ duyên, chỉ có ở trong không ngừng lịch lãm mới có thể có được cơ duyên. Cân Vân Tiêu đại ca ở chung với nhau trong khoảng thời gian này, tốc độ tu luyện của ta so với bất cứ lúc nào trước đó đều phải nhanh hơn. Ba Long cười nói. Diệp Phàm nói thật ra có lý. Hai người các ngươi đều có được siêu phẩm huyền khí, chính là người được thiên mệnh lựa chọn, ta cũng sẽ không ép ở lại. Thủy Tiên vội hỏi. Đã như vậy, ta cũng theo Vân Tiêu đại ca cùng đi lịch lãm. Ta cảm giác được trong khoảng thời gian này tu vi của ta cũng gia tăng rất nhanh. Ba Long sắc mặt trầm xuống, quát dẹp đường. Ngươi dính vào cái gì, cút về tu luyện đi. Thủy Tiên tức giận dậm chân một cái, không phục nói. Vì sao ta sẽ không cần lịch lãm? Ta hiện tại cũng là chủ nhân của siêu phẩm huyền khí, như thị ngã văn ngay trên người ta, lẽ nào ta sẽ không phải là người được thiên mệnh lựa chọn? Lý Vân Tiêu vẻ mặt hắc tuyến, nói. Thủy Tiên chính là tứ hải công chúa, mọi cử động dính dáng quá nhiều, không thể vọng tự tùy hứng. Thủy Tiên nói. Ngươi cũng không phải có giới thần bi sao? Lúc bình thường không có chuyện gì làm ta sẽ đợi ở trong giới thần bi tu luyện, có việc liền sẽ gọi ta ra để giải quyết. Nhà đầu thối, gọi ngươi ra để giải quyết. Ba Long dở khóc dở cười, khiển trách. Gọi ngươi đi ra suy yếu lực lượng bên mình sao? Cút về. Thủy Tiên thẳng dậm chân, ầm ĩ nói. Không ta không phục đồng dạng là chủ nhân của siêu phẩm huyền khí, vì sao ta sẽ đợi ở chỗ này tu luyện? Ánh mắt của Rơ Ba Long lạnh lẽo, trên người một cổ lực lượng nhộn nhạo đi ra, hừ nói. Tưởng muốn đi ra ngoài có thể, lúc nào đem như thị ngã văn luyện hóa, ta liền thả ngươi rời khỏi. Cổ lực lượng kia bay thẳng đến phía dưới ép tới, trong nháy mắt đã đem Thủy Tiên truyền tống vô tung vô ảnh. Trên người của Ba Long quang mang vừa thu lại, pháp tướng trang nghiêm chiếu hình cũng giống thủy kính bị phá vỡ, lộ ra sau đó chân thân già nua. Lý Vân Tiêu nói. Kỳ thực Hải Hoàng không cần đau đầu, nếu là Thủy Tiên thật muốn rời đi, ta mang theo nàng cũng chưa chắc không thể. Hôm nay Đông Hải Vương cung mạch khoáng cũng bị ta đào móc lên, trong giới thần bi trong vòng 10 năm cũng đủ linh khí dư thừa rồi. Ba Long lắc đầu nói. Lý Vân Tiêu mạng của ngươi bất phàm, nhưng mặc dù là người được thiên mệnh lựa chọn, cũng chưa chắc có thể thuận buồm xuôi gió, ngược lại vẫn là càng nhiều khúc chiết. Cũng không phải là ta nguyền rủa ngươi. Mà là ngày nào đó nói không chừng ngươi sẽ bỏ mình, loại khả năng này là cực lớn, ta đã mất đi thê tử, không muốn lại mất đi nữ nhi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Hải Hoàng tâm tư của người ta đại khái có thể hiểu được. Ba Long nói. Nếu nhị vị đã quyết định rời đi, ta liền tiễn các ngươi đoạn đường đi. Hắn trầm tư một chút, tiện tay vừa lột, một khối phù màu xanh biếc lật xuất hiện ở lòng bàn tay, hóa ra từng đạo lưu quang. Ném đi bắn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lăng không lấy xuống, chỉ thấy mặt trên một kim lấp lánh trận pháp, ở trên phù lật không ngừng chuyển động, lộ ra biển lực cực mạnh, cả kinh nói. Duy nhất phòng ngự phù lật. Ba Long nói. Đúng thế, đạo phù lật này giá trị to lớn khó có thể đánh giá, mặc dù là một kích của cửu tinh đỉnh phong cường giả cũng có thể chống được, xem như là ta đưa cho ngươi một kiện lễ vật. Lý Vân Tiêu thông minh cỡ nào? Lập tức hiểu ý tứ trong đó, nói. Hải Hoàng đại nhân là lo lắng ta bị cốt hồng truy sát, mà không có sức tự vệ. Ba Long hắc hắc cười nói. Tuy rằng ngươi là cổ phi dương chuyển thế, nhưng không có đỉnh phong lực lượng kiếp trước, muốn lần thứ hai từ trong tứ hải đào tẩu, sợ rằng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ đồ đệ của mình có bản lĩnh bao lớn ta rất rõ ràng, ngươi nếu là đúng lên, thua nhiều thắng ít. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên một tia lãnh ngạo. Bộ dáng hoàn toàn lơ đễnh không chú ý. Thế nhưng phù lật này chân quý hắn cũng minh bạch, không nên từ chối, thẳng thắn nhận thu vào, nói. Đã như vậy, đa tạ. Ba Long nhìn thấu tâm tư của hắn, cũng không giải thích nhiều, cười nói. Được rồi, ta đây sẽ đưa nhị vị rời khỏi đi. Hoan nghênh tùy thời có thể trở về. Trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một kiện huyền khí màu đồng cổ hình tròn, mặt trên có khắc các loại hoa văn đồ án. Nhìn kỹ lại, có nhật nguyệt tinh thần, dĩ nhiên một tấm bản đồ tinh không. Khóa tinh bản có thể phá vỡ không gian, trực tiếp đem bọn ngươi đưa đi hướng đại lục, nhưng trong đó cũng tồn tại phiêu lưu nhất định. Bất quá lấy thần thông của hai vị tự nhiên không sẽ để ý. Trên khóa tinh bản nhất thời bắn ra từng đạo quang mang, trực tiếp ở trên bầu trời đại điện chiếu hình ra nhật nguyệt tinh không, sau đó một đạo tinh quang chiếu xuống, đem Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm đều bao vây bên trong.
trong nháy mắt đã thu đi tới. Hai người đồng thời bị tinh không chi lực lôi kéo đi vào, thoáng cái tiêu thất vô hình. Ba Long nhìn khóa tinh bàn đang không ngừng vận chuyển, sau đó một đạo pháp quyết đánh vào bên trong, nhất thời thu liếm toàn bộ quang mang, thoáng cái trở xuống trong tay hắn. Toàn bộ trên đại điện nhất thời trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có một mình hắn, thân ảnh có vẻ có chút cô đơn. Đột nhiên không gian hơi sóng gió nổi lên, thân ảnh của Tổ Á từ trong đó bước ra, hỏi nói. Đều đưa đi. Ba Long thu hồi khóa tinh bàn lại, nói. Đã tiễn ra ngoài 30.000 hải lý, không gian sau đây không phải ta có thể quản chế đến, chỉ có thể chúc bọn họ thuận buồm xuôi gió rồi. Tổ Á nói. Cốt Hồng tiểu tử kia tháng trước cũng đã rời khỏi Hải Hoàng Điện, hơn phân nửa là muốn nửa đường chặn giết đây. Trong mắt của Ba Long lóe lên vẻ lo lắng, lạnh giọng nói. Người này tâm tính hẹp hòi, hơn nữa hành sự ác độc, năm xưa nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, ta cũng sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Người nghĩ hai người Lý Vân Tiêu có thể không từ trong tay hắn chạy thoát. Tổ Á hai tay ôm ở trước người, nói. Mấy tháng trước ta đã đem tiểu tử này Vân Xí chém rớt, theo lý không có một năm nửa năm là khó khôi phục thực lực, nhưng Vân Sinh bộ tộc chính là chân linh hậu duệ. Loại huyết mạch lực lượng này mạnh như thế nào ta trong lòng cũng không nắm chắc. Hơn nữa ta sợ nhất chính là tiểu tử này sẽ hướng gia tộc cầu viện. Ba Long cau mày nói. Cốt Hồng mặc dù tâm tính hẹp hòi, nhưng loại cường giả tự tôn này vẫn phải có. Lấy ta đối với hắn hiểu biết, coi như là thực sự muốn giết Lý Vân Tiêu, cũng nhất định sẽ tự mình động thủ, không có khả năng mượn lực người ngoài. Tổ Á nói. Vậy vẫn là hy vọng đám người Lý Vân Tiêu thuận lợi quay về đến đại lục đi, tuy rằng tiểu tử kia nhất định sẽ truy sát qua đến, nhưng dù sao thế giới loài người cũng cường giả vô số, sẽ không tùy vào hắn lung tung đến đi. Tốt nhất là có vị nhân loại cường giả nào đó xuất thủ, đem tiểu tử này triệt để mạt sát đó là tốt nhất. Ba Long cười khổ nói. Nếu thật xuất hiện loại sự tình này, ta đây thân là Tứ Hải Cộng Chủ, sư phụ của Cốt Hồng, còn phải giống như năm xưa vậy. Đến thánh vực đòi một cái công đạo, thực sự là tiếc. Ha ha, ai cho ngươi là Hải Hoàng đại nhân chứ? Tổ Á cười to một trận, nói. Bất quá chuyện năm đó, ta nhớ kỹ ngươi đã nói, là có người cố ý âm thầm thiết kế hãm hại Cổ Phi Dương, lần này có nói cho hắn biết hay không? Trong mắt của Ba Long tinh quang chớp động, chậm rãi nói rằng. Chuyện năm xưa không có tìm căn nguyên xuống phía dưới, toàn bộ đầu mối cũng liền cắt đứt, không có bằng chứng. Lấy thân phận của ta không thể nói bừa được. Còn nữa bây giờ Lý Vân Tiêu, nhất định sẽ so với năm đó Cổ Phi Dương mạnh hơn, lấy năng lực bản thân của hắn đủ để điều tra rõ tất cả. Tổ Á nói. Điều này cũng đúng, đại diễn thần quyết dĩ nhiên kỳ diệu như vậy, thật muốn giành được đánh giá a. Hắn liên tục thở dài, cả người vừa chuyển, đã hóa thành quang mang tiêu thất ở trong đại điện. Chỉ còn lại có Ba Long một người, thần sắc khẽ động. Liền chậm rãi rơi vào trầm tư, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Hai người Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm bị khóa tinh bàn hút vào, liền có một đạo quang mang màu vàng đem hai người gắt gao bao vây lấy, ở trong khoảng không vô tận đêm đen nhánh phi toa. Đạo hoàng quang kia bày biện ra ngũ sừng tinh hình, giống như là một quả lưu tinh, hướng phía tiền phương xa xôi không thể biết rõ bay đi. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói rằng, tiểu Diệp tử, bên trong khóa tinh bàn tinh lực này, ngươi có thể đột phá đi ra ngoài, sau đó tự chúng ta tìm phương vị trở lại. Diệp Phàm cả kinh, nói. Làm sao vậy, bên trong tinh lực này không phải rất an toàn sao? Chẳng lẽ Vân Tiêu đại ca là sợ Cốt Hồng truy xét được chúng ta? Hắn thận trọng hỏi nói, dù sao Lý Vân Tiêu cũng không phải loại người sợ phiền phức này. Ai biết Lý Vân Tiêu cũng không chút kiêng kỵ gật đầu nói. Đúng thế, ta sợ Cốt Hồng đã sớm có bố trí. Sẽ trực tiếp ở trên hư không đã đem chúng ta chặn lại. Diệp Phàm nhìn một chút bốn phía, nói. Tinh lực này rất mạnh, nhưng mạnh hơn chế phá vỡ cũng không phải không có khả năng, chỉ là ta sợ trong đó không may xuất hiện, sợ là muốn từ trong hư không này phiêu đãng thật lâu thời gian. Hắn có chút không cam lòng hỏi nói. Vân Tiêu đại ca cũng đã gặp Cốt Hồng, hắn thật có lợi hại như vậy sao? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Chỉ gặp được một luồng thần thức của hắn mà thôi, đã tự bạo rồi. Về phần bản thân hắn có phải lợi hại như thế hay không ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là sợ rằng khi gặp phải hắn, còn ở bên trong phạm vi khống chế của Hải Hoàng, đến lúc đó nếu như giết hắn, Hải Hoàng chạy đến làm dối sẽ không dễ làm rồi.
Nếu như chúng ta có thể bàn tay mình khống thông đạo, liền có thể đi thẳng đến bên ngoài hải vực 20 vạn hải lý chờ hắn rồi. A Vân Tiêu đại ca nguyên lai là đã làm xong chuẩn bị cùng với hắn đánh một trận. Diệp Phàm giật mình nói. Thực sự muốn giết hắn sao? Dù sao cũng là đại đệ tử của Hải Hoàng Đại Nhân, hơn nữa trong cơ thể có hoàn toàn truyền thừa chân linh huyết mạch, nếu là giết đi, sẽ đưa tới thiên đại phiền phức đấy. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Chân linh hậu duệ thì như thế nào? Đông Hải Vương tộc càng là hậu duệ của Long, chúng ta cũng đem tổ chim của bọn họ đào lên đó sao? Gia vân thú ở trên cổ chân linh cũng không nổi danh, huyết mạch truyền thừa xuống cũng sẽ không lợi hại tới mức nào. Hiểu, ta thử nhìn một chút có thể từ trong tinh lực nơi này đi ra ngoài hay không? Diệp Phàm lúc này ngồi xuống, nơi mi tâm nặc á chi thuyền chấp động, thần thức bắt đầu xuyên bắn ra. Thần sắc của Lý Vân Tiêu trầm xuống. Còn có một cái nguyên nhân cực kỳ trọng yếu hắn cũng không nói gì, chính là để một nhân vật nguy hiểm ở lại bên cạnh Thủy Tiên, hắn thật sự là rất không yên lòng. Không được a, trong tinh lực này còn là quá mạnh mẽ. Diệp Phàm thử một trận, nhất thời khổ não nói. Nếu không ta mạnh mẽ phá vỡ. Lý Vân Tiêu thần sắc khẽ động, ngưng thanh nói. Không cần, đã tới. Cái gì? Diệp Phàm cả kinh, vội vàng thả người dựng lên. Hướng phía ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước đen kịt chỗ, một đoàn tinh vân màu bạc trắng chuyển động, bên trong chậm rãi mọc lên một bóng người to lớn. Cái gì? Đây là thần thông gì? Diệp Phàm lại càng hoảng sợ, thực tại bị cảnh tượng trước mắt này chấn kinh trụ. Nóng người to lớn mặt không biểu tình, hai mắt đều là trạng thái nửa khép hờ, vung tay lên nắm thành quả đấm, quay chạy như bay tới lưu tinh chính là một quyền nện xuống. Cẩn thận rồi! Lý Vân Tiêu dặn dò một chút, đứng dậy về phía trước, hai tay kết ấn, một đạo ánh sáng phòng ngự nhất thời đem hai người bao phủ đi vào. Ầm ầm, đạo nhân ảnh kia một quyền oanh xuống, toàn bộ lưu tinh nhất thời bên ngoài bị nứt nẻ ra, vô số tinh quang hướng ra bốn phương tám hướng đánh bay đến. Ở dưới quyền uy, trong nháy mắt đã bị đánh ra một cái hố động, như là tinh bạo ở trong trời đêm đen nhánh toát ra vô cùng quang mang. Lý Vân Tiêu mạnh mẽ hai tay hợp lại. Lần thứ hai xa nhau đánh ra. Lực lượng chấn động từ dưới song trưởng của hắn mở ra, hắn mạnh mẽ một chảo bắt lấy Diệp Phàm, trực tiếp thuấn di mà đi. Chỗ đứng trước đó nhất thời nổ lên, một mảnh sắc trời sáng lên, hiện ra hải thiên thế giới. Đạo nhân ảnh kia cũng theo đó từ từ tiêu thất ở hư vô không gian. Sau một khắc, Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm đã xuất hiện ở trên một mảnh biển rộng, bốn phía nhìn không thấy ranh giới. Cũng không biết đã rời khỏi hải chi xâm lâm bao nhiêu xa. Hai vị vội vã mà đến, vội vã đi, thân là Hải Hoàng đại đệ tử, chưa từng chiêu đãi một chút hai vị thật tốt, thực sự trong lòng khó mà an tâm a. Thanh âm của Cốt Hồng ở trong hải thiên vang lên. Tiền phương khoảng 100 mét, bầu trời một trận hoảng động, chậm rãi hiện ra lưỡng đạo thân ảnh đến. Cốt Hồng gương mặt băng lãnh và hung ác, phía sau một gã nam tử vóc người khôi ngô, dường như một tên lực sĩ. Tỉ mỉ hướng hắn khuôn mặt nhìn lại, chính là người ở trong hư không xuất quyền. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cảnh giác, Cốt Hồng có gì thần thông tịnh không rõ ràng lắm, nhưng ít ra phía sau người nọ tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi là ai, dám ở bên trong lãnh vực của Diệu Huyền Tông ta dương oai? Trong lúc bất chợt, bốn phía có bảy bát phiến không gian nhộn nhạo, thoáng cái hiện ra đại lượng võ giả, ai nấy trợn mắt nhìn qua. Diệu Huyền Tông. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, nói. Nơi này là Bắc Hải. Hải chi xâm lâm vị trí ở nơi giao giới Tứ Hải, Ba Long đưa bọn họ tiến đến Bắc Hải ngược lại cũng không ngạc nhiên, có thể là vì thuận tiện hơn tránh khỏi Cốt Hồng, nhưng nghĩ không ra vẫn bị đối phương chặn lại. Bên trong mấy chỗ không gian đi ra võ giả đầu tiên là giận dữ, sau đó ai nấy trở nên ngạc nhiên và kinh dị không thôi. Vô luận là hai người Lý Vân Tiêu, hay là hai người Cốt Hồng. Khí tức trên người đều không thể thăm dò rõ được, thần thức đảo qua, nội tâm liền mất tự nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Đặc biệt hai người Cốt Hồng, vừa nhìn đều không phải nhân loại, có trời mới biết là cường giả từ đâu tới. Các ngươi, mấy vị bằng hữu, các ngươi là người phương nào? Rốt cục, một gã Diệu Huyền Tông lão giả trên mặt kinh nghi bất định, tiến lên phía trước nói. Diệu Huyền Tông ở đây làm một đại sự. Mong rằng bốn vị đại nhân dàn xếp một chút. Trong mắt của Cốt Hồng hàn ý lóe lên, dọa cho tên lão giả tiến đến kia liền lùi mấy bước,
vạn phần cảnh giác và kinh hãi đứng lên. Lý Vân Tiêu còn lại là nhịn không được hỏi lần nữa. Nơi này chính là Bắc Hải. Các ngươi chẳng lẽ chính là một trong Bắc vực thập đại tông môn Diệu Huyền Tông, tông chủ tên gọi Vương Cống? Đúng thế. Tên lão giả kia một chút mừng rỡ đứng lên, Lý Vân Tiêu bộ dáng nhìn qua coi như là hiền hòa, vội vàng bay về phía hắn, nói. Tệ phái tông chủ chính là Vương Cống, tại hạ là Diệu Huyền Tông đại trưởng lão Giai Hưng Hổ. Lý Vân Tiêu nhìn lướt qua tên đại trưởng lão này, cũng có cửu tinh vũ đế thực lực, Diệu Huyền Tông không hổ là một trong Bắc vực thập đại tông phái. Không biết các ngươi tại hải vực nơi này làm cái gì, nơi này cách Bắc vực bao xa? Giai Hưng Hổ nói. Chúng ta ở chỗ này bày đại trận, muốn bắt Bắc Hải độc thiềm, đã giữ hơn 3 tháng, thật vất vả có chút manh mối, không ngờ bốn vị. Lý Vân Tiêu biến sắc, cả kinh nói. Cửu giai động vật biển Bắc Hải độc thiềm. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hải vực phía dưới, sắc mặt cổ quái nói. Lẽ nào nơi này là tổ chim của độc thiềm ở lại sao? Giai Hưng Hổ nói. Đúng thế, chúng ta thủ hộ loại độc thiềm này không dễ. Mong rằng bốn vị dàn xếp một chút, Diệu Huyền Tông vô cùng cảm kích. Lý Vân Tiêu con ngươi đảo một vòng, cười nói. Diệu Huyền Tông thực lực thông thiên, ta đã sớm có nghe thấy, vừa lúc có một chuyện muốn đi gặp quý phái bẩm báo. Giai Hưng Hổ nhướng mày, không hiểu nói. Chuyện gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Đại trưởng lão có từng nghe qua Lý Vân Tiêu người này. Diệp Phàm thiếu chút nữa một bị nghẹn hơi, liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Không rõ hắn là ý gì. Lý Vân Tiêu. Giai Hưng Hổ thì thào thì thầm. Hình như có chút quen tai, lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi ở đâu nghe qua. Lúc này một gã Diệu Huyền Tông đệ tử bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên ở bên tai của Giai Hưng Hổ nói nhỏ vài câu. Giai Hưng Hổ nhất thời sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Bằng hữu nói đó là tên Lý Vân Tiêu mấy năm trước ở Vũ Phong Thành giết hai vị thiếu gia của tông chủ phái ta. Diệp Phàm nghe được sắc mặt đại biến, bất chợt lộ ra vẻ giật mình. Lý Vân Tiêu còn lại là nghiêm túc nói. Chính là tên Lý Vân Tiêu đó. Sắc mặt của Giai Hưng Hổ âm trầm bất định, trầm giọng nói. Các hạ biết người kia hạ lạc. Lý Vân Tiêu di chuyển nhãn thần, liếc nhìn về phía cốt hồng. Sắc mặt của Giai Hưng Hổ thoáng chốc tái xanh lại, giật mình nói. Hắn chính là Lý Vân Tiêu. Trên người của cốt hồng lộ ra một cổ khí tức cực kỳ âm lãnh, tuy rằng không nói được một lời đứng ở trên mặt biển, cũng lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn người chết vậy. Sau lưng hắn tên nam tử khôi ngô kia càng là bị hắn vừa nhìn hoàn toàn cảm giác nhìn không thấu, tuy rằng đứng sừng sững ở đó, nhưng lại phảng phất như căn bản không tồn tại. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Hắn cũng không phải Lý Vân Tiêu, nhưng hắn biết Lý Vân Tiêu ở đâu. Đại trưởng lão. Đây chính là đạp hỏng thiết hài không tìm thấy a, nếu là bắt mấy người này, hỏi ra Lý Vân Tiêu hạ lạc, tông chủ đại nhân tất có trọng thưởng. Phía sau vừa giải thích trên mặt tên Diệu Huyền Tông võ giả lộ ra vẻ hưng phấn, hình như thấy được tuyệt bút tài phú hướng tới mình. Hừm, Giai Hưng Hổ hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, khuôn mặt âm trầm lợi hại, im lặng không lên tiếng. Lý Vân Tiêu lộ ra giật mình dáng dấp, nói. Thế nào? Lẽ nào quý phái không muốn vì hai gã thiếu gia đã chết đi báo thù? Thần sắc trên mặt Giai Hưng Hổ biến đổi mấy lần, lúc này mới chậm rãi nói. Thù tự nhiên là phải báo, nhưng độc thiềm cũng nhất định phải bắt được, đợi trước tiên ta hỏi rõ ràng việc này đã. Hắn hướng phía cốt hồng xa xa hô. Hai vị, tại hạ Diệu Huyền Tông đại trưởng lão Giai Hưng Hổ, nhị vị có thể nhận được Lý Vân Tiêu. Cốt hồng nhướng mày, lộ ra thần sắc cổ quái. Không rõ đối phương có ý gì. Giai Hưng Hổ đợi một trận, không thấy đối phương trả lời, trong lòng thầm mắng vài câu, lại nói tiếp. Mặc kệ nhị vị có nhận được Lý Vân Tiêu hay không, xin hãy tránh ra một chỗ khác, đừng làm trở ngại chúng ta bắt Bắc Hải độc thiềm. Hắn hiện tại chỉ hy vọng bốn tên quái nhân đột nhiên xuất hiện này nhanh chóng rời khỏi, về phần hung thủ sát hại nhi tử của tông chủ, thực sự cùng với hắn không quan hệ nhiều lắm, nếu không phải đông đảo thủ hạ đang nhìn. Hắn mới không muốn để ý tới việc này. Một nhóm nhân loại cặn bã, làm lỡ thời gian của ta. Sắc mặt của cốt hồng phát lạnh, nâng tay phải lên lai, trên cánh tay lập tức hiện ra đại lượng ký hiệu, từng cái lóe ra hiện. Trong lòng của Giai Hưng Hổ chấn động, hét lớn. Không tốt, mọi người cẩn thận.
Trên người của hắn cửu tinh vũ đế khí tức trong nháy mắt nổ lên, một thanh chiến đao rộng lớn hiện lên ở trong tay, mạnh mẽ một chút tiêu thất ở tại chỗ. Đám cặn bã hôi thối. Cốt Hồng khinh thường phun ra một ngụm nước miếng, trên mặt xẹt qua một tia cười nhạt, thân ảnh lóe lên, liền xông vào trong vòng Diệu Huyền Tông đệ tử, cười gần cánh tay vung lên. Bùm bùm. Trên lớp da của hắn ký hiệu từng cái từ trên cánh tay bay ra, trực tiếp lăng không nổ lên. Bang bang bang. 7-8 gã Diệu Huyền Tông đệ tử trong nháy mắt bị nổ phấn thân toái cốt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Đi tìm chết cho ta. Giai Hưng Hổ trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Cốt Hồng, cuồng nộ một đao đã lăng không chém xuống, đao khí cuốn cơn lốc, uy lực nhân lên. Cốt Hồng không né không tránh, trực tiếp xoay người, giơ lên cái cánh tay tràn đầy phù văn đã bắt đi tới. Muốn chết. Con người của Giai Hưng Hổ đột nhiên co rút, nội tâm kinh sợ nảy ra, đồng thời cũng đại hỉ không ngớt. Đối phương muốn dùng thân thể nghênh đón một đao toàn lực của hắn, quả thực chính là cuồng vọng vô biên. Trên toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, sợ rằng chỉ có thể thuật tu luyện đến cực hạn, trực tiếp thân thể thành thánh ngạo trường không mới có dũng khí và thực lực như vậy. Nghĩ vậy, Giai Hưng Hổ trên đao kình đạo mãnh liệt hơn vài phần. Phanh! Đao phong chém ở lòng bàn tay của Cốt Hồng, bị ngũ chỉ của hắn trực tiếp bắt lấy, một cổ đao kình bá đạo vô cùng phảng phất như không chỗ phát tiết, trực tiếp từ lòng bàn tay nổ lên, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Toàn bộ biển rộng bị nhấc lên kinh đào hãi lãng, không ngừng xông hướng viễn phương. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây chính là toàn lực một đao của cửu tinh vũ đế, dĩ nhiên có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Cốt Hồng kia, tựa hồ còn có chút quen thuộc. Sắc mặt của Giai Hưng Hổ cả một chút đã biến thành trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, trong mắt ngoại trừ kinh khủng ra, vẫn là kinh khủng. Hắc hắc, Cốt Hồng nhanh cười một tiếng, lạnh lùng theo dõi hắn, lạnh giọng nói. Ngươi nói, ngươi có phải là đống cặn bã hay không? Giai Hưng Hổ đầu đầy đều là tuôn ra mồ hôi lạnh, sắc mặt nói có bao nhiêu xấu xí thì có bấy nhiêu khó coi, cắn răng gằn ra mấy chữ. Hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm, Diệu Huyền Tông chính là Bắc Vực thập đại. Ta phiền nhất đám bặn bã vô dụng giống như ngươi vậy, thất bại tìm các loại lý do. Hoặc giả không có tiết tháo quỵ liếm cầu xin tha thứ. Sắc mặt của Cốt Hồng trầm xuống, châm chọc nói. Có thể đi đã chết. Hắn ngũ chỉ mạnh nắm chặt, phanh một tiếng, thanh chiến đao này càng bị hắn trực tiếp bẻ một khối. Mảnh nhỏ thân đao ở dưới nguyên lực của hắn rót vào, phát sinh tiếng thê lương theo Cốt Hồng một trường vỗ ra, bắn về phía tiền phương. Giai Hưng Hổ hút ngược một ngụm lãnh khí, hắn dù sao cũng là cường giả thân kinh bách chiến. Ở dưới kinh hoàng lập tức ổn định tâm thần, tay trái liên tục hóa ra mấy đạo phù ấn, trực tiếp đánh vào thân đao. Ông, chiến đao tuy rằng bể nát một khối, nhưng vẫn là cửu giai huyền khí, ở sau khi phát sinh tiếng khí minh mãnh liệt, hoành thân cản lại, hóa ra một mảnh đao mang phòng ngự. Phanh, Cốt Hồng cả người lấn thân mà lên, một trường kia nhìn như mềm nhẹ, lại trực tiếp áp vào bên trong đao mang, vỗ vào trên thân đao, chấn ra tiếng thanh thúy vang lên. Hơn nữa khiến Giai Hưng Hổ sợ đến hồn phi phách tán là một khối mảnh nhỏ đao chấn xuyên thân đao, bắn về phía trong ngực của hắn. Phốc, ngực nhất thời bị mảnh vụn đục lỗ, cả người phun ra một búng lớn máu tươi, chấn bay ra ngoài. Lần này toàn bộ Diệu Huyền Tông đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn ngây dại ra trên bầu trời, cả đám hóa đá tại chỗ. Cửu tinh vũ đế cường giả của bọn họ, phóng ở trên đại lục đều là tồn tại hoành hành vô kỵ. Lại bị một tên tiểu tử quỷ dị chưa biết lai lịch hai chiêu đã đánh bay. Lý Vân Tiêu cũng là sắc mặt trở nên dị thường âm trầm, rốt cục bắt đầu coi trọng lời nói của Hải Hoàng. Giai Hưng Hổ ngã ở trên biển rộng, vội vàng ổn định thân thể, ở trên người mình gật liên tục mấy cái, đem máu ngừng chảy, hung lệ tiếng gầm nhẹ nói. Mở ra lục quyết thủy lôi trận, đánh giết hai người này. Trên bầu trời Diệu Huyền Tông đệ tử phân bố ở mấy khu vực lúc này mới phản ứng kịp. Trong nháy mắt hóa thành linh tinh một chút, từng tên đáp xuống trên mặt biển, chiếm cứ vị trí bất đồng. Trước người hai tay bấm tay niệm thần chú, sau đó mỗi người đều theo phía trước theo biến hóa đó mà thay đổi. Rất nhanh, biển rộng trào động, mọc lên hơn 10 đạo cột nước, xông lên cao hơn 10 thước sau đó liền tụ thành từng quả bóng nước, mặt trên hiện ra thành trăm cái ký hiệu màu xanh nhạt, trên không trung có vẻ có thể đồ sộ. Cốt Hồng ngược lại cũng có kiên trì.
hai tay ôm ở trước ngực, giống như cùng mèo vần chuột, châm chọc nhìn trước mắt tất cả. Trước đó tên Diệu Huyền Tông đệ tử kia tức giận quát một tiếng. Lục quyết thủy lôi, oanh. Mọi người đều vân tay biến hóa, trên bầu trời hơn 10 đạo phù văn môn bóng nước mạnh hướng phía Cốt Hồng xông đến. Đây vốn là trận chiêu bọn họ bố trí, chuẩn bị đối phó Độc Thiềm. Giai Hưng Hổ quát dẹp đường. Không nên chậm trễ, mau vận dụng trận pháp cực chiêu. Mọi người cả kinh, ở dưới phù văn thủy cầu, từng người không dám nhàn rỗi, càng thật nhanh bấm tay niệm thần chú đứng lên. Khắp bầu trời thủy cầu từng đám hướng phía Cốt Hồng bắn tới, bên trong ẩn chứa lực lượng cực mạnh, ở mặt ngoài vô số ký hiệu tác dụng, trở nên cuồng bạo. Sắc mặt của Giai Hưng Hổ trầm xuống, quả đấm bấm tay niệm thần chú, quát dẹp đường. Nổ lên. Một đạo thủy cầu vọt tới trước mặt Cốt Hồng nhất thời ầm một tiếng nổ tung phá tan ra, vô số đạo thủy tiễn từ trong đó kích thích ra, bắn về phía bốn phương tám hướng, không thể trốn chạy. Mặt khác toàn bộ thủy cầu đã bị cái thứ nhất ảnh hưởng, cũng đều giải tán ra, hóa thành từng đạo mũi tên nhọn. Trong sát na toàn bộ bầu trời đều là một mảnh tiễn hải màu xanh nhạt, huy rơi sái, đan vào lẫn nhau, đều hướng về Cốt Hồng vọt tới. Thiết thật để cho người mất hứng a, còn tưởng rằng có thể nhảy ra một ít đồ vật nào đó. Cốt Hồng khinh thường cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ đùa cợt, hai tay của hắn hợp ở trước người, một đạo phòng ngự ánh sáng từ trên thân thể nổi lên, ngưng tụ thành một đạo kết giới hộ ở trước người ba thước. Bang 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 bang, vô số vũ tiễn đánh xuống ở trên kết giới, chấn khởi từng đạo dường như vằn nước rung động, lại không chút nào có thể phá hỏng nửa phần. Về phần tên nam tử khôi ngô đứng sừng sững ở trên mặt biển kia, càng vẫn không nhúc nhích, thủy nhanh như tên bắn ở trên người hắn, càng giống như là hạt mưa đánh rớt, chỉ dính y phục ẩm ướt vậy. Sắc mặt của Giai Hưng Hổ trở nên dị thường khó xem. Lúc này, một cột nước lớn hơn từ trong biển lao ra, một chút hóa thành to lớn ký hiệu thủy cầu, trên không trung xoay tròn liên tục. Từng tên Diệu Huyền Tông đệ tử đều là sắc mặt tím tái, chảy xuôi xuống mồ hôi lạnh, đang cực lực chống đỡ đám thủy cầu phù không này. Giai Hưng Hổ lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm một cái, mang theo tức giận nói. Hai vị dự định bàng quan đến bao giờ? Nếu là ta không đoán sai, hai người này vốn là địch thủ của nhị vị đi. Hắn ngẫm lại đó là một bụng lửa giận, nguyên bản tại đây bắt Bắc Hải Độc Thiềm thật tốt, một tồn tại đã quấn vào cuộc phong ba này, hơn nữa đối thủ đúng là kinh khủng làm cho lòng người sợ hãi. Đã tử thương vài tên đệ tử không nói, còn dư lại những đệ tử này, bao gồm cả mình ở bên trong cũng không nhất định có thể còn sống rời khỏi. Ngẫm lại đều có chút choáng váng, đã biết là trêu ai ghẹo ai a. Hắn hận không thể trước đem Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm đập chết. Hiện tại duy nhất chỉ hy vọng có thể chống đỡ thêm một hồi, vừa rồi đã gửi thư tín hơi thở quay về tông môn cầu cứu đi, chỉ cần có thể chống được tông chủ đến đây thì tất cả dễ làm. Lý Vân Tiêu trợn trừng lên trong mắt, quái thanh nói. Đại nhân nói chuyện cười rồi, người tu vi cửu tinh vũ đế cũng không đỡ nổi một chiêu của đối phương, ta bất quá thất tinh vũ đế mà thôi, đi tới còn không phải trực tiếp chịu chết sao. Phốc, Giai Hưng Hổ tức đến lửa giận công tâm, thương thế phát tác. Một búng máu tươi lại phun tới. Trong mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng oán độc, nhưng lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, cũng liền quản không được hai người Lý Vân Tiêu nữa. Hắn thầm nghĩ, đợi thu thập đại địch trước mắt, lại đem hai người này lột ra rút gân, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Hắn mạnh mẽ hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt phi tới trên ký hiệu thủy cầu to lớn, phẫn nộ quát. Đến! Trong tay quyết ấn biến đổi, đám thủy cầu ở dưới sự khống chế của hắn. Mạnh mẽ hướng phía tiền phương lượn vòng đi. Diệp Phàm ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói. Vân Tiêu đại ca, chúng ta cứ như vậy thực sự tốt sao? Dù sao hai người này là chúng ta dẫn tới, cùng bọn chúng hoàn toàn không liên quan a. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Đúng vậy, cùng bọn chúng hoàn toàn không liên quan, vậy bọn họ vì sao còn muốn đánh đây? Nói rõ chuyện này không liên quan đến chúng ta, là chính bọn chúng muốn đánh. Chúng ta tự nhiên mừng rỡ mà xem. Hắn nói dễ dàng, nhưng nội tâm cũng càng phát ra trầm trọng, không chỉ có là thực lực của Cốt Hồng vượt qua hắn dự tính, phía sau nam tử khôi ngô thực lực càng giống như là một vực sâu vô tận, vô luận như thế nào đều không thể thăm dò ra cội nguồn. Diệp Phàm nghe Lý Vân Tiêu vừa nói như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, cảm giác hình như là đúng là có chút đạo lý như vậy. Nam tử khôi ngô vẫn đứng sừng sững ở trên biển rộng,
từ lúc xuất hiện đến bây giờ đều là nhắm nửa con mắt, một bộ dáng buồn ngủ, lúc này cũng chậm rãi mở miệng ra, nhẹ giọng nói. Cẩn thận! Trên mặt của Cốt Hồng hiện lên một đạo vẻ không hài lòng, hừ nói. Câm miệng của ngươi lại, chút tiểu kỹ ấy không cần ngươi tới nhắc nhở. Nam tử khôi ngô cũng không tức giận, chỉ là trong tròng mắt không còn có vẻ buồn ngủ nữa, mà là mâu quang như nước lẳng lặng nhìn. Giai Hưng Hổ dẫm nát trên thủy cầu, ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa, mỗi một cái đều có vẻ dị thường cật lực, trên ngực thương thế không ngừng làm sâu sắc. Trên mặt nước mười mấy tên Diệu Huyền Tông đệ tử đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, phối hợp Giai Hưng Hổ thi triển bí quyết, ai nấy cắn chặt răng dùng hết toàn lực. Bọn hắn cũng đều biết, một kích mạnh nhất này nếu là vẫn không thể đánh chết đối phương mà nói, như vậy tất cả mọi người đều nguy hiểm. Liệt không toàn. Giai Hưng Hổ bỗng nhiên vừa quát, trực tiếp lăng không nhảy lên một cái, trên người quang mang lóe lên, lần thứ hai rút ra thanh huyền khí đã vỡ mất một mảng lúc trước, cắn răng chém xuống. Mà thủy cầu ở trong nháy mắt hắn nhảy lên đã bắt đầu biến hóa, trên cầu chậm rãi hội tụ thành một người trên thân, hoàn toàn do thủy nguyên tố ngưng tụ thành cự linh nửa người, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, giơ lên song quyền thật cao, ôm ở sau ót, mạnh mẽ đập về hướng Cốt Hồng. Thủy nguyên tố cự linh trên cánh tay tràn đầy ký hiệu cuồng bạo, song quyền nắm chặt, hóa ra một hư ảnh cây búa to lớn, chấn đến bầu trời một mảnh ùng ùng nổ tung. Cốt Hồng gương mặt dữ tợn, hai tay hợp ở trước người bấm tay niệm thần chú, trên da thịt nhất thời đầy các loại ký hiệu, từng đạo khí tức kinh khủng xuyên ra ngoài. Chanh! Ở phía sau hắn mọc lên một đạo bạch quang, chợt hóa ra một thanh đao hình, khẽ quát một tiếng liền hướng phía Giai Hưng Hổ và thủy nguyên tố cự linh chém tới. Ánh đao nơi đi qua, một mảnh thảm sắc huyễn bạch thế giới. Thân hình của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp thuấn di một cái đã tiêu thất ở tại chỗ. Xa xa nam tử khôi ngô đứng sừng sững ở trên biển rộng con ngươi co rụt lại, chợt đưa tay phải ra, hướng phía trên bầu trời một chảo. Bầu trời giống như là một tấm màn sân khấu vậy, bị hắn xé một chút, một cổ hấp lực to lớn đản sinh ra, vạn vật hướng phía trong tay hắn rơi xuống. Ngay cả bên cạnh chiến trường cũng đã bị cổ lực lượng này dẫn dắt, thân ảnh của Lý Vân Tiêu ở trên không trong lúc hiển hóa đi ra, thần sắc không đổi trực tiếp hóa thành lôi điện, một chút ngang trời trốn ra mấy chục thước, đã hướng phía Cốt Hồng di động đi. Nam tử khôi ngô sắc mặt trầm xuống, dần hiện ra vẻ tức giận, giơ chân lên đã bước ra một bước. Sắc mặt của Cốt Hồng băng hàn, quát dẹp đường. Không cần động, để hắn đến. Trong thanh âm kia mang theo vô cùng uy nghiêm và kiêu ngạo, nhìn thân ảnh của Lý Vân Tiêu qua sông mà đến, phảng phất như bất tiết nhất cố. Lý Vân Tiêu khóe miệng nhếch lên một tia lạnh ý, hừ nói. Cuồng vọng vô biên, nhưng ngươi có thực lực này sao? Trong tay hắn hàn quang lóe lên, lãnh kiếm băng xương sát na xuất thủ, kiếm quang chớp động, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt biến sắc. Một chút đen tối bất minh. Cái gì? Cốt Hồng cả kinh, cách đó không xa nam tử khôi ngô cũng là con ngươi đột nhiên co rút, có chút bận tâm tới lai. Bóng đêm trầm xuống, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo sáng, trực tiếp chiếu xuống, đám mây ánh dạng đông hiện ra, một tia nắng ban mai mềm rủ xuống mọc lên. Kiếm quyết, thần quang. Trên lãnh kiếm băng xương bắn ra ra từng đạo ma ha cổ tự, vòng quanh thân kiếm lượn vòng đứng lên. Cũng có kiếm linh đua tiếng, nơi kiếm quang đi qua, hiện ra một mảnh sương mù màu trắng. Kỳ thực đều là trên thân kiếm hàn khí tràn ra, trong không khí ngưng tụ thành bông tuyết thật nhỏ, trực tiếp đóng băng một mảnh. Cốt Hồng nhất thời sắc mặt đại biến đứng lên, kiếm ý này mạnh mẽ, thực sự ngoài hắn dự liệu. Nếu là đơn độc đối phó mà nói, tự nhiên sẽ không hoảng loạn, nhưng lúc này chính mình một thân đao khí đều ở đây nghênh chiến Giai Hưng Hổ và thủy nguyên tố cự linh. Đâu còn có lực lượng cường đại như vậy phân thân chú ý. Trong mắt của hắn lóe lên một đạo vẻ bối rối, càng có loại cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên, trong sát na trong tay hắn quyết ấn biến đổi. Đã ngưng kết thành hình bạch sắc đao mang trên không trung bị kiềm hãm, như là đột nhiên hút hết lực lượng, biến thành cái cây không dễ, không vốn chi nguyên, thoáng cái uy lực đã suy giảm nhiều. Mà phía sau hắn cũng chợt hiện ra lưỡng đạo bạch quang, tranh một tiếng hóa ra hai cánh, lăng không mở ra. Cốt Hồng mặt mũi dữ tợn, hiện ra chân linh hư ảnh nhàn nhạt, thật giống như mở ra hai cánh, cùng hắn nặng chồng lên nhau. Trên đôi cánh màu trắng vô số lông chim trực tiếp mọc đứng lên, tỉ mỉ nhìn lại, đúng là từng thanh đao mang biến thành. Song vũ ở trước người Lý Vân Tiêu mở ra,
tựa như cùng vạn đao chém qua, trong nháy mắt hiện ra hàng ngàn vạn đao ảnh, đao khí kinh khủng nổ bắn ra. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cả kinh, chân linh hư ảnh kia đó là một sinh vật có lông chim, đồng thời toàn thân lân phiến bao trùm, hắn ở trong đồng trụ lâm từng gặp qua loài vật tương tự, tựa hồ ở trong chân linh bài danh cũng không gần phía trước. Nhưng lúc này phảng phất cùng với cốt hồng dung hợp một thể, phát ra cổ uy áp lại như là núi cao, khiến thân hình hắn đại chấn, đồng thời nội tâm dâng lên một ý sợ hãi. Chính là giữa thượng vị giả đối với hạ vị giả, phát ra loại thiên nhiên ưu thế này. Loại cảm giác này hắn không lâu trước vừa mới trải qua, đó là lúc đối mặt với Thủy Long chân thân, chỉ bất quá cảm giác áp chế sai lệch quá nhiều, người sau là hoàn toàn áp chế hắn vô pháp nhúc nhích, mà giờ khắc này chỉ là trở ngại trong cơ thể nguyên lực vận chuyển. Dám đánh chủ ý với nữ nhân của ta, chết đi. Cốt hồng hung ác cười một tiếng, bất chấp đao hình sau lưng bị Thủy Nguyên Tố Cự Linh và Giai Hưng Hổ nổ nát, trực tiếp lông vũ bay ra, hướng phía Lý Vân Tiêu chém tới. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu băng hàn, nơi mi tâm phượng hoàng hư ảnh lóe lên, một tiếng vượt qua thời không đua tiếng chuyển đến, thoáng cái đã phá vỡ cổ chân linh uy áp, trường kiếm mạnh mẽ đánh tới. Phanh! Đao mang kiếm khí chém cùng một chỗ lẫn nhau, kích thích ra vô số thanh âm chói tai, như là thiên điểu hót khiếu, đem bầu trời xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Lý Vân Tiêu một kiếm đánh ra, sau đó liền cảm giác đao khí khó có thể ngăn cản, đập vào mặt, hắn mạnh mẽ thu kiếm mà đứng. Lại một kiếm nữa đâm ra. Trong khoảnh khắc hóa ra vạn đạo tàn ảnh, ở trên biển rộng không ngừng oanh kích đao ảnh kia, đem nó đều chém toái. Mà giờ khắc này Giai Hưng Hổ càng vui mừng quá đỗi, trước khi hắn thấy Lý Vân Tiêu xuất thủ, cũng không có trông cậy vào quá lớn, dù sao đối phương chỉ có thực lực thất tinh vũ đế, trên căn bản là loại mặt hàng một chiêu sẽ chết. Nhưng sau đó mà đến kiếm ý dị tượng, lại làm cho trong lòng hắn vui mừng như điên. Ngay sau đó cốt hồng hoàn toàn không để ý hắn bên này, một chút bỏ chạy đao hình lực lượng, để hắn và Thủy Nguyên Tố Cự Linh liên thủ, trong nháy mắt đánh nát đao hình, mãnh mẽ một đao một chùy đánh về phía bản thể của hắn. Cốt hồng lúc này đón đánh đã không kịp, hắn mạnh mẽ xoay đầu lại, khuôn mặt dữ tợn thoáng cái hóa thành thú tính, cùng với sau lưng chân linh hư ảnh độc nhất vô nhị, trực tiếp mở ra cái miệng lớn, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Bầu trời thoáng cái chấn động mạnh. Từ trên người hắn trong ký hiệu bay lên đại lượng thanh sắc tế ti, thoáng cái cách người mình đan vào đứng lên, ngưng tụ thành một tấm thanh sắc ti võng, ngăn cản ở trước người. Khanh khách, dưới đao phong, trực tiếp đem thanh ti võng chém thành lưỡng đoạn, đao ý thế đi không giảm, ngay sau đó chém vào đầu vai của cốt hồng, một đạo tiên huyết kích bắn ra. Mà Thủy Nguyên Tố Cự Linh song quyền cũng là đem thanh võng oanh nát bấy, quyền lực thẳng vào trong ngực của cốt hồng. Ở sau khi một quyền này đánh ra, Thủy Nguyên Tố Cự Linh cũng trong nháy mắt tan rã ra, hóa thành một bãi nước biển, rơi xuống. Phốc! Cốt hồng mạnh mẽ phun ra một búng máu tươi, trực tiếp ở trên mặt biển đánh bay mấy chục thước, lộ ra ánh mắt cực độ âm lãnh băng hàn. Trên bả vai hắn đạo vết đao kia nhìn thấy mà giật mình, trực tiếp bổ ra đầu khớp xương, toàn bộ cánh tay đều cơ hồ muốn rũ xuống. Hơn nữa thương thế trên ngực càng kinh người, hoàn toàn lõm xuống phía dưới. Phía sau hở ra, bên trong đầu khớp xương không biết đã bị nát bấy bao nhiêu. Giai Hưng Hổ hoảng sợ nhìn xa xa cốt hồng đang liều mạng thở dốc, tâm trạng một mảnh sợ hãi, như vậy cũng vẫn không giết được hắn. Theo Thủy Nguyên Tố Cự Linh tiêu tán, mười mấy tên Diệu Huyền Tông đệ tử nhất thời thoát lực xuống tới, cả đám nửa ngồi nửa quỳ ở trên mặt biển, theo nước biển phập phồng phiêu động, triệt để mất đi lực lượng. Lý Vân Tiêu còn lại là sắc mặt phát lạnh, trong mắt tuôn ra vẻ lạnh lẽo. Hắn sở dĩ đột nhiên xuất thủ, là bởi vì tồn tại giá trị xuất thủ, trước đó đám người Giai Hưng Hổ xuất thủ, hoàn toàn không thể chế trụ cốt hồng, mặc dù hắn xuất thủ cũng là không tốt, do đó vẫn đang lẳng lặng chờ cơ hội. Nhưng nghĩ không ra đối phương lại tự phụ như thế, hơn nữa còn cường hãn như vậy, dĩ nhiên ngạnh kháng một kích của ba người hắn, hầu như là ba gã cửu tinh vũ đế cường giả liên thủ. Phốc phốc, cốt hồng lần thứ hai liên tục phun ra hai ngụm máu tươi. Cả người trở nên suy yếu không gì sánh được. Có thể đem ta ép đến trình độ này, các ngươi những đống cặn bã này cũng đủ có thể lấy đó tự hào. Hắn tuy rằng không ngừng hộc máu, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một tia cười nhạt, hơn nữa càng ngày càng lạnh lùng. Giai Hưng Hổ bị hắn nhìn sợ hãi, mạnh mẽ đánh bạo, quát dẹp đường. Ngươi cười cái gì? Cốt hồng lạnh lùng nói. Ta cười ngươi chết đã đến nơi còn không tự biết. Nói nhảm người phải chết là.
Giai Hưng Hổ tức giận mắng chửi một tiếng, đang muốn quát mắng, muốn tận lực kéo dài chút thời gian, lại đột nhiên duệ nhưng mà chỉ. Trong mắt của hắn mạnh mẽ lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ nhìn thấy trên người mình chẳng biết lúc nào đã quấn một chút thanh ti, chính là trước đó đối phương vừa kêu dưới từ trên người bắn ra. Thanh ti bị hắn chặt đứt, lại bị Thủy Nguyên Tố Cự Linh một quyền oanh nát, nhưng không có biến mất, mà là cắt thành những đoạn ngắn không biết bao tồn tại, chẳng biết từ lúc nào đã bám vào trên người hắn. Để Giai Hưng Hổ hồn phi phách tán là những thanh ti thật nhỏ này lại đang không ngừng di chuyển, hình như cơ thể sống, càng hướng tới trong cơ thể hắn chui vào. Hắn hoảng sợ vội vàng đem đao ném xuống, tại chỗ hai tay bấm tay niệm thần chú, trên người tuôn ra vô số kim quang, cửu thiên đế khí như là suối phun từ trong cơ thể đánh ra, liều mạng chống lại đứng lên, muốn đem những thanh ti này chấn vỡ. Nhưng đám thanh ti này thật giống như có thể thôn vệ đế khí, thoáng cái đã tao động, xa xa nhìn lại, Giai Hưng Hổ thật giống như mặc một kiện y phục dạ hội loang loáng vậy. Cốt Hồng cười lạnh nói. Đám thanh ti này chính là dựa vào linh trùng sinh tồn đáng sợ của Xuất Vân bộ tộc chúng ta, một khi bị chúng chiếm được, tất sẽ không ngừng mà như tằm ăn lên trên người ngươi đế khí, thẳng đến khí lực của ngươi hao hết, chúng nó sẽ chui vào bên trong cơ thể ngươi, sau đó. Hắc hắc, trên trán của Giai Hưng Hổ mồ hôi lạnh nhễ nhại xuống, sợ đến thân thể không ngừng run rẩy, liều mạng run run nói. Đại nhân, chúng ta không oán không cừu, hiểu lầm, đây thật là một hồi hiểu lầm a. Hừm, hiểu lầm. Cốt Hồng châm chọc nói. Ta cùng với đám cặn bã trước nay chưa bao giờ sẽ có hiểu lầm, thực lực thấp kém, hơn nữa mạo phạm ta, chính là tội chết. Lý Vân Tiêu nhìn trên người Giai Hưng Hổ đám thanh ti này, cũng là cảm thấy dùng cả mình, hắn nhìn Giai Hưng Hổ không ngừng dùng đế khí chấn vỡ thanh thư, lập tức đã biến thành hai cái càng thêm hơi nhỏ, tựa hồ có thể không ngừng phân giải xuống phía dưới, vĩnh viễn giết không chết. Hắc hắc, thế nào? Người sợ sao? Lý Vân Tiêu. Cốt Hồng dử tợn cười như điên nói. Ha ha ha, ta sẽ không để cho ngươi tiện nghi chết đi như vậy, còn có phương pháp so với bị thanh thư ăn tươi thảm hại hơn gấp một vạn lần, ta sẽ nhất nhất dùng ở trên người ngươi, làm kết cục vì dám động đến nữ nhân của ta. Cái gì, ngươi là Lý Vân Tiêu? Giai Hưng Hổ mạnh mở to hai mắt tử, khó có thể tin chừng mắt với Lý Vân Tiêu, trong mắt đều cơ hồ muốn rớt xuống. Gương mặt khiếp sợ và ngây dại ra. Lý Vân Tiêu có chút ngượng ngùng sờ một cái mũi, cười khổ nói. Chính là tại hạ, thế nào, đại trưởng lão tìm ta có việc gì sao? Phốc, Giai Hưng Hổ khi lấy được xác nhận đáp án hậu, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lớn máu lai, đủ ói ra bán chén trà nhỏ thời gian, sinh sôi không ngừng. Cuối cùng cả người sắc mặt tái nhợt, vô số thanh thư trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, cũng mất chi giác. Cứ như vậy ngửa mặt lên trời sau đó ngã xuống, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và không cam lòng. Nhưng khiến kẻ khác kinh khủng là thân thể hắn còn chưa rơi ở trên biển rộng, tứ chi đã bắt đầu từng chút nhanh chóng tiêu thất, cả người bất quá thời gian hô hấp, đã bị thanh thư ăn không còn sót gì. Sau đó một đạo thanh quang hiện lên, bay thẳng tận xương hồng trong thân thể, biến mất không thấy đâu. A, đại trưởng lão! Đông đảo Diệu Huyền Tông đệ tử từng tên bi thương kêu to lên. Không ít người còn khóc thành tiếng, cũng không biết là bi thương đại trưởng lão bỏ mình, hay là bi thương số phận kế tiếp của mình. Một gã vũ đế cấp đệ tử khác chỉ vào Lý Vân Tiêu bi phẫn nói. Ngươi, đều là ngươi hại chết đại trưởng lão. Lý Vân Tiêu giật mình nói. Vị bằng hữu này nói thế nào không hợp lý như vậy? Rõ ràng là hắn đã thương đại trưởng lão của các ngươi, cũng là hắn giết chết đại trưởng lão, cuối cùng càng là hài cốt không còn, khiến kẻ khác thương xót. Vì sao trách đến trên đầu ta vậy? Cái này, ngươi, nếu không phải ngươi, đại trưởng lão sẽ không phải chết. Người nọ cũng trong lúc nhất thời ngậm miệng, không biết làm sao cãi lại, chỉ có thể tức giận một mực chắc chắn Lý Vân Tiêu. Đúng, đều là ngươi làm hại ngươi chính là Lý Vân Tiêu, không làm rõ thân phận, làm hại đại trưởng lão cùng đối phương sống mái với nhau, lúc này mới vẫn lạc xuống. Một người đệ tử khác cũng là tức giận đứng lên chỉ trích nói. Lý Vân Tiêu cười nói. Chê cười, lại không người hỏi ta, lẽ nào ta khờ hồ hồ tự giới thiệu. Còn nữa, là hắn trước hết là giết người môn đồng bạn, đại trưởng lão thị cho các ngươi các sư huynh đệ báo thù, lúc này mới cùng đối phương sống mái với nhau. Không tin các ngươi hỏi một chút hắn, cho dù không có ta, hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao. Một đám Diệu Huyền Tông đệ tử không tự chủ được quay đầu đi nhìn Cốt Hồng.
Thanh thư ở trở về trong cơ thể hắn hậu, tựa hồ mang đến dinh dưỡng giống nhau, trên vai rõ ràng có thể thấy được vết đao chính đang từ từ khôi phục, Lý Vân Tiêu khán sắc mặt của trầm xuống. Ân. Cốt Hồng thấy mọi người hướng về phía hắn nhìn lại, lạnh như băng cười gằn nói. Một đám nhân tộc rác rưởi, giết không sẽ giết, còn nói nhảm nhiều như vậy. Đợi lát nữa sẽ đưa các ngươi đến gặp đại trưởng lão của các ngươi. Toàn bộ Diệu Huyền Tông đệ tử đều là cả người run lên, toàn bộ run rẩy, chỉ cảm thấy cả người rét run, đám xanh cả mặt. Lý Vân Tiêu cười nói. Thế nào, lần này tin chưa? Các ngươi đại trưởng lão cái chết không thể trách ở trên đầu ta đi. Lúc trước sắc mặt của tên đệ tử kia thay đổi mấy lần, lúc này mới nói. Trước là chúng ta hiểu lầm, Vân Tiêu đại nhân xin hãy chớ trách, hy vọng có thể liên thủ kháng địch, cùng nhau mưu cầu đường sống. Đúng đúng đúng, mong rằng Vân Tiêu đại nhân mang theo chúng ta mưu cầu con đường sống. Trong đó đệ tử cũng đều phụ họa, vẻ mặt cấp thiết chờ đợi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nếu chỉ có một người trước mắt này, vậy còn dễ làm. Nhưng phía sau hắn tên nam tử kia càng thực lực khó lường, phần thắng xa vời. Ở đây khoảng cách Diệu Huyền Tông các ngươi rất xa, có thể có hướng tông môn cầu cứu. Tên đệ tử kia nói. Đại trưởng lão trước đó cũng đã hướng tông môn phát sinh tín hiệu cầu cứu rồi, nhưng Diệu Huyền Tông vẫn chưa đến ven biển, muốn phái cường giả đến đây, sợ rằng không phải chuyện nhất thời nửa khắc, nước xa khó cứu được lửa gần a. Lý Vân Tiêu buồn bực nói. Tông môn ở gần biển ngay cả một phân bộ cũng không có. Vậy các ngươi ăn rồi rảnh rỗi đến Bắc Hải bắt con độc thiềm gì đó, hiện tại làm ra chuyện chứ? Một người đệ tử khác nói. Gần biển có phân bộ, nhưng người chấp trưởng thực lực hữu hạn. Chúng ta cũng không muốn đến a, còn không phải là vì Hồng Nguyệt Thành đường tâm đại hôn hạ lễ, tựa hồ là Đường Khánh lão gia tử hướng tông chủ chỉ định muốn Bắc Hải độc thiềm. Đường tâm. Hắn muốn kết hôn rồi. Lý Vân Tiêu một chút ngạc nhiên đứng lên, cổ quái nói. Đông Hải chiến sự đã thở bình thường, hắn cưới là người phương nào? Tên đệ tử kia lộ ra vẻ hoài nghi, nói. Vân Tiêu đại nhân chẳng lẽ sắp tới không có ở đại lục đi lại? Đông Hải chiến sự đã dẹp loạn gần nửa năm, Đường Tâm công tử muốn kết hôn chính là Hồng Nguyệt Thành chi chủ, nữ nhi của Khương Sở Nhiên Khương Nhược Băng. Cái gì? Trong lòng của Lý Vân Tiêu đại chấn, một kinh khí khó có thể ức chế ầm ầm tuôn ra, bốn phía nước biển trong sát na cuồn cuộn nổi lên sóng lớn, ở quanh người hắn bao vây mà không tán. Hắn mạnh mẽ một chiêu cầm nã thủ lấy xuống, tên đệ tử kia sinh sôi bị hắn xé quá khứ, trực tiếp bóp ở cần cổ. Người mới vừa nói, Đường Tâm muốn kết hôn với ai? Tên đệ tử kia khuôn mặt thoáng cái chướng đỏ bừng, nhìn Lý Vân Tiêu ánh mắt hầu như muốn ăn thịt người. Toàn thân như là run rẩy từng hồi, trong cổ họng phát sinh thanh âm răng rắc. Diệp Phàm cũng là lấy làm kinh hãi, không rõ Lý Vân Tiêu vì sao nổi giận như vậy, hắn hầu như chưa từng thấy qua Lý Vân Tiêu biểu lộ như thế, cẩn thận nhắc nhở. Vân Tiêu đại ca, người bóp hắn nói không ra lời. Ca, cổ của người nọ đầu khớp xương trực tiếp vỡ vụn một miếng nhỏ, ngón tay của Lý Vân Tiêu trái lại bóp chặt hơn một chút, sau đó mới dần dần thả lỏng ra. Tên đệ tử kia trực tiếp ho ra mấy búng máu, hoảng sợ nói. Cưới chính là Khương Nhược Băng. Oa oa, không nên a. Ô ô ô, ta chỉ là ăn ngay nói thật a. Là Đường Tâm cưới, cũng không phải ta cưới. Van cầu ngươi không nên a. Ô ô ô, nói đến phần sau, người nọ trực tiếp khóc lên. Xa xa Cốt Hồng nhìn xem thế cục bên này, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bất quá vết thương trên người hắn đang ở trong giây lát khôi phục, ngược lại cũng không vội mà xuất thủ, trái lại nhiều hứng thú nhìn. Một gã Diệu Huyền Tông đệ tử khác có chút kinh nghi bất định, nhưng Lý Vân Tiêu hàng đầu cũng là cực lớn, được khen là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất, bọn họ cũng có nghe thấy, đồng thời trong mơ hồ tựa hồ đoán được cái gì, vội vàng nói. Vân Tiêu đại nhân xin bớt giận, việc này thiên hạ đều biết, đại nhân tùy tiện tìm một người hỏi thăm một chút đã rõ ràng. Lý Vân Tiêu đem tên đệ tử kia hướng trong biển rộng ném một cái, trên mặt tựa như bao phủ một tầng sương lạnh, trong mắt cũng là vẻ âm trầm, lạnh giọng nói. Đem bọn người biết được toàn bộ nói ra. Dạ, tên đệ tử kia trên trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh, nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới nói. Chúng ta biết được cũng không nhiều, chỉ biết được 3 tháng sau Đường Tâm công tử sẽ làm đám cưới Khương Nhược Băng, Hồng Nguyệt Thành đã hướng thiên hạ phát ra thiệp mời. Một là chúc mừng hai bên tân nhân vui mừng,
hai là chúc mừng đẩy lùi Đông Hải hải tộc. Trong tông môn phân tích, chắc là hướng thiên hạ huyền diệu thực lực của Hồng Nguyệt Thành bọn họ, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, Đường gia đã thành Hồng Nguyệt Thành đệ nhất thế gia. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hàn ý càng ngày càng quá mức, khóe miệng càng hiện lên một tia lạnh như băng cười. Hắc hắc, 3 tháng sao? Người nọ sửng sốt một chút, tựa hồ không biết rõ, ngạc nhiên nói. Đại nhân ngươi nói cái gì? Lý Vân Tiêu âm lãnh không gì sánh được, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong đó tiết lộ ra ngoài sát khí, lại dường như đem thiên hạ thương sinh linh coi là con kiến hôi, người nọ chỉ cảm thấy sống lưng có chút lạnh cả người run rẩy, không dám hỏi lại. Thương lượng xong sao? Thanh âm của Cốt Hồng lo lắng vang lên, gần giọng nói. Rất hiếu kỳ đợi các ngươi có thể cho ta một điểm kinh hỉ đấy, cũng như đại trưởng lão gì đó như bọc mủ mới đúng. Đám Diệu Huyền Tông đệ tử từng tên sắc mặt trắng bệch, vội vàng nhắc tới một ngụm nguyên lực, mạnh mẽ chui ra vài trăm thước, trốn ở phía sau Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu xoay chuyển ánh mắt, đồng dạng là lạnh giọng nói. Vốn còn muốn chơi thêm với ngươi chút, nhưng bản thiếu hiện tại tâm tình thật không tốt, cần ngươi tới để ta hài lòng một chút. Âu, ha ha, ta nhất định sẽ làm cho ngươi rất vui vẻ. Trên vai Cốt Hồng vết đao đã khép lại không sai biệt lắm, trong ngực bị oanh xuống một khối cũng dần dần khôi phục, trong mắt một mảnh tàn lạnh cười. Tiểu Diệp Tử, ngươi tới trước bên trong giới thần bi đi. Lý Vân Tiêu một tay bấm tay niệm thần chú, cả người trở nên một mảnh lạnh băng, trong mắt không có chút nào thần tình. Nam tử khôi ngô trong ánh mắt đục ngầu tựa hồ lóe lên một tia tinh quang, hơi mở hai mắt ra. Diệp Phàm cũng là kinh hãi không thôi, hắn từ trên người Lý Vân Tiêu cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng, hoặc giả nói là tâm tình kinh khủng, làm hắn có chút sợ hãi. Lập tức vội vàng hóa thành một đạo kim quang, bị thần niệm của Lý Vân Tiêu dẫn dắt, liền bay vào trong không gian giới thần bi. Con người của Cốt Hồng co rụt lại, lộ ra vẻ khiếp sợ lai, sau đó thân hình bỗng nhiên lóe lên, không khí phanh một chút nổ lên, ngoài khơi cuồn cuộn nổi lên một đạo vòng xoáy, nhưng đã mất đi bóng người của hắn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu băng lãnh, tay trái bấm tay niệm thần chú bất biến, tay phải còn lại là nắm chặt lãnh kiếm băng xương, nhất thời một cổ kiếm ý nhộn nhạo lên, đi phía trước một chỗ nào đó đâm tới. Phanh! Trong không gian lan tràn ra một đạo kim mang, hướng bốn phía đánh sơ sát. Trong kim mang dần dần xuất hiện thân ảnh của Cốt Hồng, cánh tay hắn chẳng biết lúc nào hóa thành bạch lóng lánh đao hình, ngăn cản ở trước người, sắc mặt đồng dạng dần phát ra lạnh lẽo. Thú vị! Hắn phun ra hai chữ, thân thể lăng không lóe lên, dĩ tốc độ cực nhanh vãng hơi nghiêng toàn liễu một vòng, một đạo đao quang liền chém xuống. Không thú vị! Kiếm quang của Lý Vân Tiêu vừa chuyển, một đạo bạch sắc kiếm khí lớn cỡ gần trượng như là có linh tính, trên không trung cuồn cuộn nổi lên, đuổi theo Cốt Hồng kích chém đi. Phanh! Một đao một kiếm lần thứ hai giao phong, đồng dạng là phụt ra vạn đạo kim quang, như là một vòng liệt dương hiện lên ở trên mặt biển. Sắc mặt của Cốt Hồng trầm xuống, từ trước một kiếm kia liền có thể thấy được, kiếm ý của đối phương mạnh mẽ xa ở trên chính mình lý giải. Xem ra đích thật là có chút khinh thường hắn. Lý Vân Tiêu lúc này vẫn là một tay bấm tay niệm thần chú, thần sắc bất động. Cả người lộ ra một cổ tĩnh ý, cùng trên trường kiếm động hình thành đối lập, cả người phảng phất như đang dần dần dung nhập trên phiến hải vực này. Loại tĩnh này, lộ ra một cổ lực lượng kinh khủng, để Cốt Hồng cũng không nhìn được có chút nội tâm sợ hãi. Kỳ thực nội tâm của Lý Vân Tiêu là một tòa hỏa sơn sóng ngầm bắt đầu khởi động, tùy thời có khả năng bộc phát ra, hắn hiện tại chỉ là áp chế chính mình trong lòng lửa giận, để tránh khỏi đối địch mất lý trí. Đường tâm cưới Khương Nhược Băng, trong đó nhất định ẩn hàm nội tình mà hắn không biết, cũng nhất định không biết là bản ý của Khương Nhược Băng. Bên trong địa lão thiên hoang Khương Sở Nhiên vì cứu hắn mà chết, hôm nay gia quyến thê nữ bị người khi dễ, một cổ lửa giận vô biên không ngừng mà ở trong lòng thiêu đốt. Như xương lạnh bao trùm mặt ngoài là gần phun trào nổi giận tâm tình. Trên khuôn mặt băng hàn của hắn, dần dần hiện ra một tia ửng đỏ, như là huyết dịch dâng lên, trong tròng mắt hàn quang lóe lên, như là trong đêm đen nhánh đột nhiên soi sáng ra hai đạo sắc trời. Cốt Hồng cả người run lên, tuôn ra hàn mang bên trong, hắn càng có thể cảm nhận được đối phương vô biên lửa giận và lạnh ý, đồng thời trong lòng đi xuống trầm xuống, thầm hô lên. Không tốt! Chết đi! Lý Vân Tiêu đột nhiên phun ra một chữ, toàn bộ hải thiên hơi bị trầm xuống, tất cả mọi người đều trong lòng chấn động.
Xa xa nam tử khôi ngô cũng là con ngươi mạnh mở, lộ ra vẻ khiếp sợ. Suy, suy, suy. Lý Vân Tiêu thoáng cái hóa ra ba đạo tàn ảnh, trên không trung đâm liền ba kiếm, mỗi một kiếm đều mang theo bất diệt kiếm ý, ở trong hải thiên nhộn nhạo mở ra. Tàn ảnh bất diệt, chợt nhìn lại, dường như thân ngoại hóa thân. Ba loại kiếm ý như là khổng tước xòe đuôi, bất chợt hợp nhất, một cổ hàn khí và kiếm ý trước nay chưa có ở trên lãnh kiếm băng xương ngưng tụ, một đạo tiếng kiếm minh xông thẳng lên chín tầng mây. Kiếm chạm tinh thần. Một kiếm xẹt qua trời cao, chém toái trời cao. Vô biên hàn ý và sợ hãi trong sát na nảy lên trong lòng Cốt Hồng, sắc mặt hắn trong giây lát trở nên tái nhợt không gì sánh được, tất cả lực lượng vào giờ khắc này trong nháy mắt bốc cháy lên, cũng dám có giữ lại chút nào. Chân linh biến thân. Ngay khi Lý Vân Tiêu khổng tước xòe đuôi, đánh ra tam kiếm kiếm ý, hắn đột nhiên kinh sợ thối lui, một trời cao phong cách cổ từ trong huyết mạch tuôn ra, như là nước sôi trào chảy khắp toàn thân. Trên da phù văn cổ quái thoáng cái trở nên sáng trưng, đồng thời bày biện ra xích hồng sắc, phía sau hiện ra chân linh vân xanh hư ảnh, dần dần cùng hắn chồng chất lên nhau. Hư ảnh dung nhập, phù văn thoáng cái tiêu thất, hóa thành chư sắc lân phiến bao trùm toàn thân. Tăng! Phía sau bỗng nhiên mở ra hai cánh thuần trắng, mặt trên lông chim từng chiếc như đao mang, lộ ra hàn ý khiến kẻ khác hít thở không thông. Theo thân thể biến hóa, trên mặt Cốt Hồng lộ ra vẻ dữ tợn thống khổ, trên trán đột xuất đám màu xám cho túi, tràn đầy toàn bộ đỉnh đầu. Hư ảnh rốt cục toàn bộ dung nhập trong cơ thể, hắn mạnh mẽ mở hai tròng mắt, ánh mắt băng lãnh đến xương, dữ tợn nhìn chằm chằm kiếm ý lăng không mà đến, đâm rách trời cao kia. Hai tay trực tiếp giao ở trước người, trên da lân phiến thoáng cái trở nên đỏ bừng, như là bốc cháy lên, sau lưng hai cánh cũng hóa thành xích sắc. Toàn bộ trên người tản mát ra khí tức kinh khủng, chậm rãi ở sau người ngưng tụ thành một thanh đao hình đỏ bừng, hung hăng chém xuống. Thái Nguyên chi nhận, chém ra một đao, một đoàn chân nguyên khí xoáy tụ từ trên thân thể hắn nổ lên, loại sát khí bức bách lông mày và lông mi nhíu chặt hơi bị buông lỏng, cả người hắn tựa như cùng đao thần lâm thế. Khí thế thoáng cái leo tới đỉnh phong. Cạc cạc, vô tận bầu trời trực tiếp chấn vỡ, toàn bộ hải thiên trở nên một mảnh hôn ám, dường như cuối thời phủ xuống. Trong hỗn độn chỉ còn lại có đao mang kiếm khí, như là thái dương bạo liệt, vô số chùm tia sáng hướng về bốn phương tám hướng vào tới, ở dưới loại lực lượng diệt thế vậy, tất cả mọi người cảm giác mình dị thường nhỏ bé và vô lực. Giờ khắc này ở Bắc Hải ven biển, Định Thiên Thành, bên trong phủ thành chủ. Lầu các quần lạc trang nghiêm, đứng vững ở trong trang viên xanh ngắt. Bốn phía phân bố mấy cái tụ linh trận to lớn, cuồn cuộn không ngừng đem linh khí thâu tóm đưa vào, cung cấp phủ đệ sử dụng. Lúc này, toàn bộ trong phủ tuy rằng vẫn là linh khí dư thừa, lại là một mảnh tĩnh mịch, lộ ra cảm giác tà ma. Ngươi thật sự không muốn sống nữa. Ta đó là thánh vực chấp pháp sử, ngươi giết ta mà nói, trong thiên hạ sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Một tòa phủ đệ trong đại điện. Một gã nam tử hoảng sợ không ngừng lui ra phía sau, hắn cả người là máu, trên da khắp nơi là hắc sắc hoa văn quỷ dị, không ngừng ăn mòn thân thể, thống khổ dị thường. Nhưng sợ hãi lớn hơn lại là đến từ tên thanh niên nam tử lạnh lùng trước mắt, vẻ mặt tà ác hướng phía hắn từng bước tới gần, khóe miệng nhếch lên cười nhạt, nói. Đến từ thánh vực, vậy không sai. Thanh niên thân ảnh lóe lên, chỉ thấy một đạo hắc quang xẹt qua, sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt chấp pháp sử. Một trường đánh ra. Chấp pháp sử hoảng hốt, biết trước mắt tên thanh niên nam tử này lợi hại, cắn răng liều mạng xong quyền đánh ra, đánh thẳng trên người đối phương mấy chỗ yếu hại. Phanh! Thân thể của thanh niên nam tử trực tiếp bị xong quyền kình khí đánh xuyên qua, nhưng chỉ là tuôn ra một đoàn hắc viêm, sau đó lập tức khôi phục nguyên trạng, mà một trường của hắn cũng bổ vào trong cơ thể của chấp pháp sử. Chấp pháp sử hoảng sợ trợn to trong mắt. Một cổ hắc khí lập tức lan tràn ra toàn thân hắn, cả người sắc mặt nhăn nhó một chút, lập tức trở nên ngây dại ra, sau đó dần dần xuất hiện dị thường, con ngươi trợn trừng lớn chậm rãi hiện lên vẻ yêu dị. Thuộc hạ tham kiến chủ nhân. Thương thế trên người chấp pháp sử thoáng cái khỏi hẳn đứng lên, trái lại thực lực càng tinh tiến một tầng, tại chỗ quỳ xuống, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Một bên đồng dạng cả người là máu Định Thiên Thành thành chủ, trực tiếp nhìn tới trợn mắt há hốc miệng. Thanh niên nam tử khẽ cười nói. Không sai, ta hiện tại muốn biết toàn bộ tư liệu về thánh vực ở trong đầu của ngươi. Chấp pháp sử vội vã hưng phấn nói. Chủ nhân chỉ cần đem ta ăn,
là có thể biết toàn bộ những điều ta biết. Ừ. Thanh niên nam tử một trường hướng đầu hắn đè xuống, chấp pháp sử nhất thời hóa thành một đạo hắc viêm, bị hắn đều hút vào trong cơ thể. Thanh niên nam tử sắc mặt bắt đầu biến hóa, như là một tầng mây đen ở phía trên phất qua, rất nhanh trở nên dần dần rõ ràng. Thánh vực cửa vào, nguyên lai ở chỗ đó. Thanh niên nam tử trong mắt sáng ngời, tựa hồ chiếm được đáp án mình muốn. Định Thiên Thành thành chủ sầu thảm nói. Người điên rồi, người điên thật rồi, còn muốn đến thánh vực tự tìm đường chết ha ha, cũng được, rất nhanh thì sẽ có người thay ta báo thù, ha ha. Hắn cười ha ha, nhìn thi thể đầy đất, lúc này toàn bộ phủ thành chủ trừ hắn ra, tất cả mọi người đều đã chết sạch. Thanh niên nam tử nhìn hắn một cái, nói. Cũng được, thực lực của ngươi cũng khá, làm lương thực cho ta cũng coi như không có bôi nhọ ngươi. Hắn giơ tay lên lai, đang muốn kết thúc tính mệnh của Định Thiên Thành thành chủ, trong lúc bất chợt sắc mặt đại biến, khiếp sợ hướng phía biển rộng nhìn lại. Cổ lực lượng này, Định Thiên Thành thành chủ cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì, từ hải phương hướng truyền đến lực lượng ba động nhàn nhạt, hiển nhiên là chỗ cực xa có cường giả đang thi triển vũ lực. Siêu, trong đại điện hắc mang lóe lên, thanh niên nam tử trước mắt trong nháy mắt đã biến mất. Định Thiên Thành thành chủ ngốc trệ một chút, ngạc nhiên nhìn đầy đất thi thể, tựa hồ không tin mình vẫn còn sống. Sau một lúc lâu, hắn mới dần dần lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy bi thống và phẫn nộ, cũng hóa thành một đạo quang mang rời đi đại điện. Lúc này, cách Định Thiên Thành mấy ngàn dặm xa trên biển rộng. Đao kiếm cùng sáng thiên địa rơi vào đổ nát, trong hải thiên, ngoại trừ ánh sáng, cũng chỉ còn lại có bóng tối. Ở trong quang cùng ảnh này, một đôi con ngươi sắc bén ở hướng chung quanh ngóng nhìn, lộ ra hung quang tàn nhẫn. Có thể bước ra ta chân linh biến thân, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo ở dưới loại lực lượng kinh khủng này, ngươi thân thể loài người rác rưởi, có thể chống cự được bao lâu đây? Nhưng ta cũng không hy vọng ngươi cứ như vậy dễ dàng đã chết đi. Cốt hồng màu đỏ lông cánh một cánh, trên bầu trời một đạo hồng quang chớp động, cả người hắn tự tiêu thất ở trên trời. Thấy ngươi ở dưới lửa giận của ta bị xé thành mảnh nhỏ đi. Sau một khắc hắn trực tiếp xuất hiện ở lau một cái không có sáng trong bóng tối, cánh tay trực tiếp hóa thành xích đao, lăng không chém tới, chia cắt bầu trời đêm. Ngay trong nháy mắt hắn xuất thủ, trong đêm tối đột nhiên hiện lên một đôi mắt quỷ dị, làm cho hắn cả người đại chấn, hoảng sợ thất thanh nói. Ngươi! Trong đêm tối truyền đến thanh âm lạnh nhạt của Lý Vân Tiêu. Chân linh biến thân chính là đem cái mồm trở nên lớn hơn sao? Quả nhiên là tuyệt kỹ rất giỏi. Cặp mắt kia trong bóng đêm lóe lên rồi biến mất, sau đó đó là hiện ra một mảnh tinh thần, lóng lánh như bầu trời đêm hoa mỹ. Làm sao có thể, ở dưới loại uy lực này chấn động, ngươi làm sao có thể vẫn bình yên vô sự? Trong lòng của Cốt Hồng rất là kinh hãi, cả người đều không dễ chịu, khó lại bình tĩnh được nữa. Hơn nữa trong đêm tối, vô số ngôi sao sáng đều hội tụ thành một điểm, sau đó một thanh kiếm thông thấu trắng noãn nổi lên, không ngừng ở trong con ngươi của hắn phóng đại. Kiếm quyết, tinh diệt. Thanh âm của Lý Vân Tiêu thản nhiên vang lên, đã không có trước đó loại rít gào và phẫn nộ bứa, cũng không có loại áp lực và băng lãnh nữa. Cốt Hồng có thể cảm thụ được tâm tình của hắn khôi phục được bình tĩnh, hơn nữa còn là loại cực hạn bình tĩnh này, tựa hồ toàn bộ lửa giận đều ở dưới một kiếm lúc trước chút xuống cả ra. Nhưng loại an tĩnh này, so với phẫn nộ càng thêm làm hắn trong lòng sợ hãi, một trái tim không ngừng đi trầm xuống. Phanh! Cánh tay của Cốt Hồng hóa thành một đao, ở một kiếm này hoàn toàn bị đánh nát, lạnh như băng kiếm ý một có bất kỳ ôn độ, lăng không xuống, đâm về phía lồng ngực của hắn. Hoác hoác! Cốt Hồng hai cánh mạnh mẽ vỗ một cái, hướng phía trước người hợp lại vừa chuyển. Bang 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 bang! Điện quang hỏa hoa ở dưới vỗ cánh này bắn ra. Không chỉ có là không gian hơi bị giãy giụa, ngay cả kiếm ý cũng biến thành kịch liệt vặn vẹo. Một mảnh lông chim dường như đao mang kia, cũng ở dưới thủy lam sắc kiếm ý này, bị kích nghiền nát ra. Lãnh kiếm băng xương rốt cục ở trước ngực hắn ngừng lại. Cốt Hồng hoảng sợ nhìn bạch kiếm thông thấu, lạnh như băng hàn khí từ thân kiếm cổn không ngừng toát ra, cướp đoạt nhiệt độ thân thể hắn, chỉ cảm thấy cả người rét run. Trước mắt toàn bộ hắc ám đều tản ra. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu cũng nổi lên, đang một tay cầm kiếm, sắc mặt băng lãnh. Tuy rằng trên người hắn nhìn không ra có thương tích, nhưng hô hấp cũng đã hỗn loạn bất kham, có thể thấy được đồng dạng là tiêu hao cực lớn. Cốt Hồng ngưng thanh nói.
Ngươi rất mạnh, mạnh mẽ ngoài ta dự liệu thế nhưng, cuối người thắng vẫn là ta. Khuôn mặt của hắn mạnh mẽ trở nên dữ tợn, há mồm ra phun ra một đoàn thanh sắc quang mang. Khoảng cách gần như thế, thanh mang nhanh như thiểm điện, trực tiếp bắn về phía thân thể của Lý Vân Tiêu, hơn nữa tỉ mỉ ngưng mắt chăm chú nhìn, tất cả đều là một đoạn sợi tóc chặn nhỏ như tồn tại cấu thành, có nhiều hơn mấy ngàn vạn. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút, một đoàn hắc mang từ trên người hắn nổi lên, trực tiếp hóa thành ma thiên áo giáp, đặt trên người. Bang 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 bang. Vô số thanh mang như là mưa phùn như nhau giã ở trên khôi giáp, rậm rạp chằng chịt phụt ra ra, vô số thật nhỏ thanh thư ở quanh người hắn bay lượn, không ngừng bắn vào trong hắc mang bên ngoài áo giáp, muốn tìm khe hở chui vào. Công phu mấy lần hô hấp, toàn bộ thanh thư đều chui vào bên trong hắc sắc ma khí, mặt ngoài áo giáp không ngừng có ma diễm cuồn cuộn. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cổ quái, kiếm thế trong tay vừa chuyển, từ trong song vũ của đối phương kiềm chế rút ra, hướng lên liên tiếp hỏa hoa, cả người lắc mình một cái đã thối lui mấy chục thước. Cốt Hồng cũng không đuổi theo, chỉ là trên mặt lộ ra thần sắc châm chọc. Bị thanh thư của phụ thể, đem sinh tử do ta khống chế, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết đi như vậy. Hắn thu hồi lông vũ, hai tay bấm tay niệm thần chú đứng lên, trong lúc bất chợt thần sắc đại biến, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lý Vân Tiêu vẫn là thần sắc đạm nhiên, nói. Chân linh biến thân quả nhiên lợi hại, trong miệng phun ra mỗi câu so với câu trước càng nhiều bức hơn. Hắn quả đấm bấm tay niệm thần chú, trong miệng bỗng nhiên quát lên một tiếng. Ma thiên khải bỗng nhiên hóa thành to lớn bảy trượng, từ bên trong hắc sắc ma viêm lộ ra áo giáp chân thân, mặt trên vô số thanh sắc giỏi bọ rậm rạp chẳng chỉ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, dĩ nhiên không có một con nào tiến vào được thân thể hắn. Hơn nữa lúc này bị đánh văng ra thanh thư tựa hồ mỗi con trở nên không có tinh thần, có loại cảm giác uể oải, trên không trung lung tung bay lượn. Cốt Hồng hoảng hốt, kinh sợ nói. Tại sao có thể như vậy? Thanh thư của ta không có gì không phệ, mặc dù là cửu giai huyền khí cũng có thể đục một lỗ đi vào, coi như là cửu thiên đế khí cũng không có thể đả thương nó mảy may, tại sao có thể như vậy? Trong mắt hắn lộ ra thần sắc khó có thể tin tưởng. Xa xa nam tử khôi ngô càng sắc mặt ngưng trọng, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề, tựa hồ mỗi lần hít thở, nguyên lực ở trong người vận chuyển, có loại cảm giác không nhịn được nghĩ muốn xuất thủ. Cốt Hồng cùng với đám thanh thư tâm thần tương liên, giống như là pháp bảo huyền khí của hắn vậy, lúc này có thể rõ ràng cảm thụ được đám giỏi bọ này đang suy nhược, có loại bộ dáng chưa gượng dậy nổi. Nhưng hắn không biết Lý Vân Tiêu trong lòng càng giật mình, ma khí ăn mòn vạn vật. Tiểu trùng tử giống như vậy vốn nên vừa dính vào sẽ chết mới đúng, ở mặt ngoài ma thiên khải từ chối lâu như vậy lại còn không có việc gì, chỉ là tinh thần uể oải, đủ thấy những con trùng này đáng sợ. Chết tiệt ta không tin. Cốt Hồng lửa giận công tâm, há mồm trực tiếp phun ra một búng máu tươi, máu trên không trung ngưng mà không tán, trực tiếp chiếu vào trên thanh thư. Đồng thời hai tay hắn bay nhanh bấm tay niệm thần chú, thanh thư vốn chính là phụ thuộc vào bên trong cơ thể của bọn họ sống sót. Thoáng cái hấp thu máu huyết, mạnh quang mang đại thịnh, phấn chấn dị thường, như là dưới ánh mặt trời chiếu sáng phi trùng, hóa thành một đoàn thanh khí lượn vòng đứng lên, hướng phía Lý Vân Tiêu phóng đi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, trong mi tâm phượng hoàng hư ảnh lóe lên, một mảnh mây đỏ bay ra, trong nháy mắt diễn biến thành hỏa hải. Trên hải không, một đạo thiên phượng hư ảnh bay lượn, phát sinh tiếng kêu hót. Trong lòng của Cốt Hồng chấn động mãnh liệt, phượng hoàng đua tiếng. Để chân linh huyết mạch trong cơ thể hắn hơi bị run rẩy, đó là một loại sợ hãi đến từ chỗ sâu trong linh hồn. Nam tử khôi ngô cũng là sắc mặt đại biến, rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, cả kinh nói. Thượng cổ thiên phượng, ngay lúc tâm thần hai người đại chấn, đám thanh thư bị phượng hoàng thần hỏa nuốt vào, đốt đùng vang lên, đại lượng thanh thư trực tiếp đốt thành cho bụi. Thật là thiên phượng chi hỏa. Thân thể của Cốt Hồng bỗng nhiên run rẩy. Toàn thân lân phiến cũng bắt đầu dựng ngược lên, khuôn mặt vặn vẹo cực kỳ lợi hại. Một đạo hư ảnh nhàn nhạt từ trên người hắn chậm rãi tràn ra, chính là chân linh xuất vân, ở dưới tiếng thiên phương kêu hót, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lý Vân Tiêu thần sắc khẽ động, nghĩ không ra phượng hoàng chân hỏa lại có thể tạo được kỳ hiệu như vậy. Không ít thanh thư trực tiếp từ trong lửa bay ra, mạnh mẽ hướng phía trong biển rộng bỏ chạy. Đông đảo Diệu Huyền Tông đệ tử cũng là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nhưng ai nấy mừng rỡ như điên, chỉ cần Lý Vân Tiêu thắng,
bọn họ là có thể bảo trụ một mạng, đều âm thầm cầu khẩn đứng lên. Đột nhiên biển rộng mặt nước đột nhiên nổ tung, một cổ khí tức kinh khủng xông lên. Mọi người ở đây thần sắc đại biến, một đạo hồng mang từ trong sóng biển ngang trời lòe ra, khiến kẻ khác hoa mắt ngang trời một quyển, nhất thời đem toàn bộ Thanh Thư đều bị cuốn đi, một chút đã tiêu thất ở trên biển rộng. A! À, tất cả mọi người đều sợ ngây người, mạnh mẽ hướng phía trong biển nhìn lại, chỉ thấy một khối bóng ma to lớn từ trong biển chậm rãi mọc lên, hai con ngươi màu đỏ lớn như chuông đồng nổi trên mặt biển, hung mang chớp động nhìn chằm chằm mọi người. Nam tử vóc người khôi ngô con ngươi đột nhiên co rút, giật mình nói. Thương linh Bích Kim Thiềm, ở đây tại sao có thể có dị chủng như vậy tồn tại? Lý Vân Tiêu cũng giật mình nhìn phía dưới, ở bên trong nước biển kia, một con kim thiền to lớn huyền phù trong đó, cao chừng 7-8 trượng, phía sau nhô ra từng cái túi khối kim sắc, hai mắt như máu đỏ bừng, đang tuôn ra hung quang. Đây cũng không phải là Bắc Hải độc thiềm thông thường, tựa hồ là tồn tại lợi hại hơn nào đó. A, à, cốt hồng mạnh mẽ kêu thảm thiết mấy tiếng, xuất phân thú hư ảnh không ngừng từ trong cơ thể hắn xuyên phá ra, càng kinh sợ nhìn thiềm thử ăn tươi ký sinh giòi bọ của hắn, cả người ngây ngốc, thống khổ to lớn không chỉ có từ trên thân thể, càng từ tâm hồn truyền đến, để hắn thống khổ. Hoắc, xuất phân hư ảnh cuối cùng từ trong cơ thể hắn xông phá đi ra, tiêu tán trên bầu trời, cả người hắn trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, trở nên uể oải không ngớt. Làn da tái nhợt hầu như có thể nhìn thấy huyết quản. Cốt hồng trên bầu trời lay động vài cái, rốt cục mới ngã xuống, rơi vào biển rộng. Oa! Dưới biển rộng truyền đến một tiếng cóc kêu, thiềm thư há mồm ra, đầu lưỡi đỏ thắm như là điện thiểm hướng phía cốt hồng cuốn đi. Tất cả mọi người đóng chặt hô hấp, khiếp sợ nhìn một màn này, nội tâm đều dâng lên nghi vấn, người này mạnh như vậy sẽ bị một con cóc ăn hết sao? Hừm! Một tiếng hừ lạnh truyền đến, nam tử khôi ngô chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, một đạo lam quang ở trên mặt biển phi chém tới, tốc độ cực nhanh khiến kẻ khác không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa nam tử ở giẫm một cái, cả người liền tiêu thất ở trên biển rộng. Thương linh Bích Kim Thiềm tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, bỗng nhiên thu hồi đầu lưỡi, ba một tiếng đã phá vỡ ngoài khơi, thân thể to lớn trực tiếp từ trong nước biển vọt ra, như là một khối nham thạch to lớn ở trên biển phi hành. Toàn bộ Diệu Huyền Tông đệ tử đều cảm giác như là một đám mây che chắn thái dương. Trên bầu trời quang mang lóe lên, thân ảnh của nam tử khôi ngô trực tiếp xuất hiện ở phía trên thiềm thư, nghiêm nghị mà đứng, lạnh như băng nhìn cái miệng rộng lớn, lộ ra một tia cười nhạt, hắn ngũ chỉ hướng phía không trung một chảo. Ầm ầm, bầu trời rung động một cái, ở ngón tay hắn dưới không gian kịch liệt tan vỡ, trong đó chậm rãi hiện ra một tòa núi nhỏ lai, bay thẳng đến thiềm thư trong miệng oanh khứ. Con người của Lý Vân Tiêu co rụt lại, giật mình nhìn tòa núi nhỏ. Trên tòa núi nhỏ một mảnh nguy nga phập phồng, bao trùm sơn lĩnh hoa cỏ cây cối, bày biện ra các loại thương, thúy, thanh, xanh biếc, còn có phi trùng chim muông ở bên trong chạy trốn. Dĩ nhiên là một ngọn núi thực sự. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, bỗng nhiên ra đầu một trận tê dại, thiếu chút nữa kinh hô lên. Di sơn đảo hải. Loại thần thông này trong thần thoại mới phải xuất hiện. Dĩ nhiên trực tiếp hiện ra ở trước mắt. Hoa hoa! Thương linh Bích Kim Thiềm cũng phát hiện không thích hợp, nhưng đã tránh không kịp, kêu to hai tiếng, phía sau này đột lên long túi chợt co rụt lại, toàn bộ hiện ra kim sắc và màu xanh biếc vằn nước, như là toàn bộ hít vào trong bụng. Trong miệng lập tức lóe ra quang mang đủ mọi màu sắc, dường như có bảo vật xuất thế, một cổ năng lượng to lớn từ trong miệng phun ra, đánh về phía ngọn núi nhỏ kia. Ngọn núi nhỏ ở trong quá trình rớt xuống, cũng đã không ngừng biến thành lớn, hầu như có cỡ 1/10 bản thể, đắp qua cái miệng của thiềm thư. Trong mơ hồ, trên núi phi điều tẩu thú đều có thể rõ ràng có thể thấy được, tựa hồ cũng lâm vào sợ hãi. Ầm ầm, thương linh Bích Kim Thiềm một miệng tràn đầy năng lượng mạnh mẽ đớp tới, lập tức đem sơn thể đánh tan thất linh bát lạc, một mảnh đá vụn bắn ra. Nhưng sơn thể này trực tiếp ở trên miệng nó không ngừng nổ tung ra. Từng khối cự thạch đều là rơi vào trong miệng nó, giây lát đã đem cái miệng của nó nhét đầy, ngay cả thanh âm đều không phát ra được, chỉ nghe được thấp giọng hô ô ô. Không chỉ có như vậy, sơn thể bị sau khi bị nổ nát, tựa hồ đều khôi phục hình thái bản thể, từng khối cự thạch đánh vào trên người nó, tựa như từ cửu thiên hạ xuống thác nước cự thạch, đập cho nó hoa mắt choáng váng. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thương linh Bích Kim Thiềm trên bầu trời đau khổ chống đỡ. Trong miệng nó cự thạch bị nuốt vào khứ hơn phân nửa,
thân thể thoáng chút biến lớn hơn gấp đôi, trên bụng bị bành trướng đến có cạnh có sừng nhô ra. Ô ô ô, Thương Linh Bích Kim Thiềm trong bụng kêu một tiếng, rốt cục không chịu nổi cự thạch kia trùng kích, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Phía dưới đám Diệu Huyền Tông đệ tử chỉ cảm thấy bầu trời một bóng ma càng lúc càng lớn, sợ đến vội vàng hướng về bốn phía bay ra. Ầm ầm, nước biển bị đập tách ra, nhưng chút đá vụn này vẫn đang không ngừng rơi xuống, trực tiếp đập Thương Linh Bích Kim Thiềm ở đáy nước một ảnh, không biết đã trốn đi đâu rồi. Nam tử Khôi Ngô nhìn Thương Linh Bích Kim Thiềm biến mất, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn phía Lý Vân Tiêu, trong mắt tàn khốc càng ngày càng mạnh. Lý Vân Tiêu bị hắn vừa nhìn một cái, chỉ cảm thấy bốn phía không gian sát na bị tập trung, không khỏi sắc mặt đại biến. Nam tử Khôi Ngô mở miệng nói. Ngươi đã thương thiếu chủ, ta không giết ngươi, nhưng theo ta trở về. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm nam tử Khôi Ngô trước mắt này, từ vừa rồi hắn một chiêu thần thông xem ra, mặc dù không phải cửu tinh đỉnh phong cũng chênh lệch không sai biệt lắm. Tồn tại giống như vậy, đủ để thành vì thiên hạ bá chủ, lại vẫn là tay sai của nhà người khác. Hắn giờ khắc này hơi chút có thể cảm nhận được Hải Hoàng khó xử, Vân Sinh nhất tộc cường đại, thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Giết ta, lẽ nào ngươi cũng là chân linh chi thân, cái miệng lợi hại như vậy? Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, gương mặt hiện lên vẻ kiệt ngạo. Nam tử Khôi Ngô sắc mặt trầm xuống, quát dẹp đường. Ngươi đi, hay là muốn ta bắt đi? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đi, nếu là ngươi thả người trong tay ra, ta có thể theo ngươi rời khỏi. Sau khi đã biết Vân Sinh nhất tộc cường đại, Lý Vân Tiêu càng thêm kiên định quyết tâm giết Cốt Hồng, người như vậy ở lại Hải Chi Xâm Lâm, hắn một vạn phần lo lắng đấy. Muốn chết? Nam tử Khôi Ngô mạnh mẽ giận dữ, lăng không đã một cước đá tới. Một đạo quang mang ở mũi chân hắn tản ra, hóa thành một tấm quang võng, như là tơ nhện ở trên trời lan tràn, phô thiên cái địa, còn muốn đem Lý Vân Tiêu bắt sống trở lại. Lý Vân Tiêu giận dữ cười ngược lại nói. Cuồng vọng vô biên, một kẻ làm nô tài của người khác, coi như là thực lực có cường đại đi nữa, thì có ích lợi gì đồng ý người hạ phẩm tính, quyết định của ngươi đời này cũng cứ như vậy. Trong tay hắn kiếm quang lóe lên, xuất liên tục ba kiếm, đệ nhất kiếm bình thường không có gì lạ, kiếm thứ hai nhanh chóng vô thượng, kiếm thứ ba kỳ mạn vô hạ. Chém thiên, chém địa, chém người. Phốc suy. Ba đạo kiếm quang trên không trung thoáng hiện, quang võng trực tiếp ở trên trời chém rách ra. Hơn nữa kiếm quang quay về, bay thẳng đến nam tử Khôi Ngô đánh tới. Không thức thời vụ. Nam tử Khôi Ngô giận dữ quát một tiếng, tay phải năm ngón hơi nắm, thành chảo đánh ra. Một đạo vòng xoáy ở trong ngũ chỉ của hắn ngưng tụ thành, toàn bộ không gian đều giống như bánh quai trèo vặn vẹo, ba đạo kiếm quang trong nháy mắt chôn vùi bên trong. Hơn nữa lực xoáy không giảm, bên trong hơn 10 trượng đều bị cuốn vào có chút không rõ. Một điểm quang mang ở lòng bàn tay của hắn sáng lên. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, hắn phát hiện không gian một chút bị kéo siết chặt, đừng nói thuấn di, coi như là hóa thành lôi độn đi đều đã không có khả năng. Dưới một trường, mười mấy trượng không gian đều ở trong lòng bàn tay của đối phương khống chế, một cổ cự lực dẫn dắt hắn hướng trung tâm chậm rãi bay đi. Lòng bàn tay của nam tử Khôi Ngô một điểm sáng càng ngày càng mạnh, trong đó hiện ra một kiện huyền khí mê người. Không ngừng phun ra nuốt vào lệ mang. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, kiện huyền khí mê người đó đúng là một thanh chiến đao cao lớn mấy trượng, mặt đao đen kịt lóe ra xí sắc u quang. Hắn biết nam tử Khôi Ngô đang chờ đợi thời cơ, chỉ cần thân thể của chính mình ở dưới vòng xoáy này mất đi khống chế, chính là lúc chiến đao hắc mang chém ra, xem ra đối phương đã nổi lên sát tâm rồi. Đã như vậy, Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, nơi mi tâm thế giới lực chấp động. Một mảnh bạch quang tản ra. Địa thế khôn, hậu đức tái vật, đại địa chi lực ở trên trời xuất hiện, thân thể hắn như là một cái đinh vậy trực tiếp cắm ở trong vòng xoáy, trong nháy mắt dừng lại di động. Mi tâm của nam tử Khôi Ngô vừa nhảy, trong mắt tuôn ra một đoàn tàn khốc. Lý Vân Tiêu sau đó lại giơ tay lên, vô số điểm đen từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, mỗi một khỏa mặt trên đều chứa phong hỏa chi lực cực mạnh, hướng về bốn phía bắn văng tới. Từng khỏa hắc tử nhất thời dũng mãnh vào trong nước xoáy, thần hỏa chi lực mênh mông ở phong dưới tác dụng thiêu đốt bầu trời một mảnh đỏ đậm. Xa xa nhìn lại, giống như là cuồn cuộn nổi lên hỏa hải, muốn đem bầu trời luyện hóa, lực lượng bốc hơi hướng về bốn phía tản ra.
Phía dưới Diệu Huyền Tông đệ tử ai nấy cả kinh trợn mắt há hốc miệng, khuôn mặt ở dưới hỏa diễm đầy trời chiếu rọi đến đỏ bừng, trong lòng đều là rung động không gì sánh được. Không ít người còn nhớ rõ, mấy năm trước Diệu Huyền Tông hạ lệnh truy sát, Lý Vân Tiêu này bất quá là nhất tinh vũ tôn mà thôi a. Mà thần thông phiên giang đảo hải, vật đổi sao rời như vậy, coi như là cửu tinh vũ đế cũng theo không kịp. Nam tử khôi ngô sắc mặt trầm xuống, bên trong hỏa diễm đầy trời vô số hắc tử lúc này thoáng cái đã mất đi hình bóng, nhưng tất nhiên là ẩn giấu bên trong, sợ là sẽ phải tùy thời công kích. Hơn nữa trong biển lửa chậm rãi ngưng tụ ra tới hình thái thiên phượng, càng làm cho trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi. Ở trên thời cổ đại, vân sinh nhất tộc vốn là thiên phượng nước phụ thuộc, mà hắn thân ở chủng tộc, cũng vân sinh nhất tộc nước phụ thuộc, đang đợi cấp ăn ảnh xoa quá lớn. Tuy rằng tu vi cực cao để hắn mạnh mẽ đứng vững ở dưới loại thượng vị uy áp này, nhưng loại sợ hãi truyền thừa từ huyết mạch, khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác run rẩy và bực bội, dưới thiên phượng kêu hót, hận không thể quay đầu chạy đi. Lý Vân Tiêu phóng xuất đại ngạc ngư, hóa ra pháp tướng kim thân, trong mỗi cái tay đều nắm huyền khí, cũng đều đập vào bên trong vòng xoáy, theo lực xoáy chảo hướng nam tử khôi ngô. Trong đó trên một cánh tay cái hộp kiếm mở ra, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra, trong nháy mắt hóa ra một bức kiếm đồ, như là tinh thần làm đẹp ở trên bầu trời. 24 kiếm ở trên bầu trời hàn quang chớp động, không ngừng toát ra kiếm khí, đồng thời kiếm đồ cũng theo vòng xoáy chi lực biến hóa liên tục, dẫn dắt vô cùng kiếm phủ đến, nhưng thủy chung không rơi vào bên trong. Cái gì? Nam tử khôi ngô cả kinh, ngửa mặt lên trời nhìn lại, kiếm đồ kia trình độ phức tạp triệt để vượt qua tưởng tượng của hắn. Mỗi một lần biến hóa đều dẫn động hàng vạn hàng nghìn kiếm phù, tựa hồ đang nương theo hắn xoay tròn lực vận chuyển. Không tốt. Trong lòng hắn thầm kêu một tiếng, tuy rằng những thủ đoạn này còn chưa đủ để uy hiếp được hắn, nhưng trong tay hắn dẫn theo cốt hồng, ở dưới loại lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối này, khó bảo toàn cốt hồng an toàn. Hắn đột nhiên tay phải ngũ chỉ nắm chặt, lực xoáy trong sát na ngưng lại, toàn bộ hỏa hải trên bầu trời trong nháy mắt xa nhau, toàn bộ hắc tử cũng đều nổi lên. Thiên Thu Bá Đao, Đại Phủ, Hoàng Chiêu Trung các loại huyền khí cũng thoáng chút dừng hình ảnh ở đó, ngay cả trên thiên kiếm đổ hàng vạn hàng nghìn kiếm phù, cũng đột nhiên hơi bị ngưng tụ, như là thời không trực tiếp dừng lại vậy. Huyền Phong Đao. Trong tay của nam tử khôi ngô trường đao dài mấy trượng thoáng cái giải phong ra, đao khí yêu dị, phảng phất như ngân hà lưu động, nghịch chuyển thiên địa âm dương. Chỗ ánh đao hiện lên, một mảnh ngân quang gai mắt, mênh mông lực lượng đem không khí triệt để áp nổ tung. Đám sâu đậm không gian viên động ở trên khoảng không hiện lên, đồng thời cấp tốc khuếch trương triển khai. Bang 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 bang. Trên bầu trời tất cả huyền khí và hắc tử đều đã bị đao lực chấn áp, toàn bộ băng tán, hóa thành từng đạo lưu tinh bắn ra. Thiên phượng hư ảnh cũng trực tiếp bị một đao băng tán, khắp bầu trời hỏa vân một chút biến mất. Lý Vân Tiêu biến sắc, tâm niệm vừa động, trên bầu trời hàng vạn hàng nghìn kiếm phủ cùng với 24 kiếm lăng không chém xuống. Nhảy vào bên trong đao mang, một mảnh tư thế hào hùng giao phong. Hàng vạn hàng nghìn kiếm phù ở dưới lăng liệt đao khí kia đều bạo liệt, hóa thành từng đạo kiếm quang tung hoành thiên địa trời cao, không ít bắn vào biển rộng, chấn khởi vô số kinh đào. Đám Diệu Huyền Tông đệ tử này hoảng sợ né tránh khắp nơi, sợ đến hồn phi phách tán. Bang bang bang! 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đã ở dưới đao mang kia tán loạn, hóa thành pháo hoa bay đầy trời bắn ra. Hai tay của Lý Vân Tiêu bấm tay niệm thần chú, phía sau hiện ra một mảnh hắc động, chậm rãi hóa thành chân ma cự linh, sừng sững ở trên biển rộng, ma trưởng hướng phía trước người vừa lột, hiện ra vòng xoáy tối đen như mực. Hai tay của Lý Vân Tiêu không ngừng biến hóa, toàn bộ huyền khí bị đánh bay đều bay trở về, toàn bộ vùi đầu vào trong nước xoáy, như là nguyên liệu nấu ăn ném vào trong chảo, không ngừng có ma diễm kinh người bốc lên. Nam tử khôi ngô trên mặt sát khí tăng nhiều. Một đao này chém ra, đặc biệt đánh tan thiên phượng hư ảnh, để trong cơ thể hắn huyết mạch bị áp chế lệ khí bạo phát ra. Một tay che chở cốt hồng, một tay cầm lấy thanh chiến đao, ở trên trời cao từng bước đi tới, mỗi một bước xuống đều dẫm lên bầu trời chấn động. Nguyên bản thân thể khôi ngô dị thường, cũng tựa hồ phát sanh biến hóa, da thịt biến thành nâu đỏ, có chút dấu hiệu yêu hóa. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch, hắn lúc này nguyên lực còn dư lại không nhiều. Trên người không ngừng tuôn ra ma viêm, hét lớn một tiếng, lòng bàn tay của chân ma cự linh một đạo hắc quang nổ lên, chìm vào một chút cũng không có sổ huyền khí hắc sắc vòng xoáy mạnh mẽ hướng về phía trước đánh tới.
Con ngươi của nam tử khôi ngô co rụt lại, chiến đao trên không trung vẽ ra tuyết trắng lãnh mang, đã lăng không chém xuống. Phanh! Đao khí xẹt qua trời cao, như là xé mây nhìn thấy mặt trời, trong nháy mắt đã sáp nhập ma vân, đem nó một đao bổ ra. Vô số hắc sắc ma khí điên cuồng dâng lên, tán mà không diệt, toàn bộ bám vào trên hơn 10 món huyền khí, hóa thành một đám ma đầu, điên cuồng hét lên hướng phía nam tử khôi ngô cắn xé đi qua. Nam tử khôi ngô cả kinh, mạnh mẽ đem đao ở trước người đưa ngang một cái, hóa ra một đoàn thanh quang, đem chính mình bảo hộ ở bên trong, để tránh khỏi đả thương đến cốt hồng. Vô số ma đầu đánh vào thanh quang thượng, đều là trực tiếp nổ lên, chỉ có này bám vào huyền khí trên ma đầu, còn lại là bị hung hăng đánh văng ra. Lý Vân Tiêu cũng là thần sắc sửng sốt, theo tu vi của hắn không ngừng đề cao, những ma khí này cũng tựa hồ trở nên càng ngày càng lợi hại. Nam tử khôi ngô vẻ mặt lạnh lẽo, trường đao trong tay xoay tròn, hơi đem bốn phía ma khí đánh văng ra, hắn buông tay ra, ngũ chỉ nắm chặt, hướng bên dưới vừa lột. Ầm ầm, bầu trời thoáng chút chấn động, một tòa núi nhỏ đen kịt nhất thời hiện lên ở trên bầu trời Lý Vân Tiêu, đột nhiên đè ép xuống tới. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, hoảng sợ cả kinh nói. Di Sơn đảo hải, một đạo bóng ma to lớn cấp tốc bay xuống. Đồng thời trên không trung không ngừng biến thành lớn. Đây chính là thực sự một ngọn núi a. Trước đó thương linh bích kim thiềm đó là cửu giai yêu thú, thực lực thâm bất khả chắc, đều ở dưới một chiêu này bị oanh đến hôn đầu điên não, hiện tại cũng không biết tung tích. Mà trước mắt ngọn núi này tựa hồ so với ngọn núi đập lên thương linh bích kim thiềm còn muốn thật lớn, sơn thế còn chưa hạ xuống, cổ uy thế đã áp Lý Vân Tiêu không thở nổi. Hắn mạnh mẽ hóa ra pháp tướng kim thân. Trên ba đầu sáu tay lộ vẻ một mảnh ánh vàng, ba đầu toàn bộ trợn tròn đôi mắt, trong miệng phát sinh tiếng giống lớn. Trên người bốn môn đều mở ra, một vô cùng lực lượng đầy dẫy toàn bộ thân thể, sáu cái cánh tay phảng phất như tráng kiện hơn vài phần. Đồng thời nơi mi tâm bạch quang lóe lên, bên trong giới thần bi rất nhiều cường giả, vô luận thực lực mạnh yếu, đều bị gọi về đi ra. Không ít người vừa xuất hiện, đã cảm thấy cả người bị kiềm hãm. Bị vô biên đế khí và sơn thế uy áp chấn đến sắc mặt tái xanh. Đoạn Việt hoảng sợ nói. Tiểu tử ngươi không thể chọc địch nhân bình thường một chút được sao? Hắn lúc này đã là cao giai vũ tôn, nhưng ở dưới áp lực vô biên, vẫn là trong lòng kinh hoàng. Lý Vân Tiêu hét lớn. Đừng nói nhảm, mọi người đồng tâm hiệp lực, đem ngọn núi này ngăn cản, đây chính là một ngọn núi thực sự a. Cái gì? Mọi người giật nảy mình. Tỉ mỉ ngóng nhìn đến, đây không chỉ có là một ngọn núi thật sự, hơn nữa trên sơn thể vẫn còn truyền đến trận trận linh áp, uy lực còn ở trên chân sơn. Tất cả mọi người là vẻ mặt mồ hôi lạnh, tái cũng không kịp rong dài, đều đồng tâm hiệp lực xuất thủ, gào thét lớn đánh ra các loại tuyệt kỹ. Một đạo nguyên lực ánh sáng, như là cái nấm như nhau ở trên khoảng không nổi lên, mạnh mẽ lăng không mọc lên, trực tiếp đem sơn thể chống đỡ. Sơn thế rơi xuống tốc độ nhất thời vừa chậm. Nam tử khôi ngô con người đột nhiên co rút, lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn nắm đao thủ càng gia tăng rồi vài phần khí lực, từng đạo đao mang ở trên thân đao văng lên, hóa ra từng đám vòng tròn. Lý Vân Tiêu cũng là sáu cái cánh tay dường như kình thiên trụ vậy, nhất tề chĩa vào núi to, quát dẹp đường. Tiểu Xuyên, một kiếm bổ tan nó. Hắn lúc này hoàn toàn dựa vào thân thể lực đang ngạnh kháng, bằng không dưới trạng thái toàn thịnh, dùng lãnh kiếm băng xương đủ để một kiếm phách nứt ra núi này. Mạc Tiểu Xuyên sắc mặt tái xanh, trong con người hiện lên một đạo lệ mang, kiên định nói. Được. Tranh. Thiên Chu đãng ma kiếm từ trong cơ thể bay ra, hóa thành một thanh kiếm hình hơn 10 trượng thật lớn, trong nháy mắt để ngang dưới sơn thể. Hai tay của Mạc Tiểu Xuyên bấm tay niệm thần chú. Cự kiếm kia nhất thời biến trở về trạng thái bình thường, rơi vào trong tay hắn. Hai tròng mắt của hắn khép hờ, miệng niệm pháp quyết, từng đạo quyết ấn đánh vào trên thân kiếm. Mỗi một lần đánh xuống, đều có ma ha cổ tự bắn ra, đồng thời kèm theo thô bạo chí khí cuộn trào mãnh liệt, tựa hồ đã ở từng bước giải phong đi ra. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, hắn biết bên trong kiếm này phong có nuốt ngây thơ linh tàn hồn, cũng không biết Mạc Tiểu Xuyên nắm trong tay đến trình độ nào rồi. Ác Linh trợn trừng mắt trong mắt, đột nhiên nói rằng. Cho ngươi ra một kiếm còn phiền toái như vậy, không bằng ta đến bổ một búa đi. Hắn trực tiếp từ dưới sơn thể bay ra,
mọi người nhất thời cảm giác thân sức ép lên đột nhiên tăng, hầu như cũng bị nghiền tan xương nát thịt. Tân thần thần thể lực đều phát huy đến cực hạn, vẫn là vành mắt muốn nứt ra, hét lớn. Người con tử long này, thuần túy là muốn trộm lại đi. Ác Linh nhếch miệng cười nói. Ha ha, nào có xem ta một búa phá núi. Trong tròng mắt của hắn hiện lên quang mang hung bạo, búa chợt biến hóa, gào thét lớn một tiếng liền hướng trên núi ném tới. Ầm ầm, chân núi một chút rung động, vô số đá vụn nứt ra, toàn bộ sơn thể hiện ra một cái vết rách to lớn, mọi người cũng cảm thấy được áp lực đột nhiên hóa giải một chút, lập tức lại đè ép xuống tới. Hồng Trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Nhưng vào lúc này, một đạo ngọc bích sắc kiếm quang phóng lên cao, trực tiếp chém vào trong khe. Ùm ùm. Toàn bộ sơn thể một chút từ đó vỡ thành hai mảnh, trong nháy mắt phân liệt ra. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy cảm giác giống như bầu trời tan vỡ vậy. A a a. Tân thần mạnh mẽ hét lớn một tiếng, ra trên thần thể quang mang đại thịnh. Tử Long, trợ ta giúp một tay. Con người của Ác Linh co rụt lại, lập tức hiểu hắn muốn làm gì, cười to nói. Ha ha, vẫn là để hắn cũng thử xem cảm giác bị sơn đập trúng. Giống. Ác Linh giống to hơn một chút, thân thể hóa thành hình thái bán long, mạnh mẽ cùng với tân thần hợp lực, đem bổ ra sơn thể phân nửa, đẩy về phía nam tử Khôi Ngô. Sơn thế dường như thiên băng đổ sập xuống phía dưới. Nam tử Khôi Ngô thần sắc đại biến, bốn phía ma đầu vẫn đang không ngừng trùng kích đao mang kết giới của hắn, nhất thời hét lớn một tiếng, toàn lực rót vào bên trong chiến đao. Đao chiến bát phương. Trong tay chiến đao đen kịt lóe lên. Đúng là chém ra đao mang bạch sắc như tuyết, hướng về bốn phương tám hướng phụt ra đi. Bang bang bang. Vô số ma đầu ở dưới một đao này bị chôn vùi, càng có một đạo đao khí yêu dị dựng lên, đánh phía nửa bên sơn thể. Ùm ùm. Núi to bị hắn một đao phách nứt ra. Tân thần và Ác Linh hai người trong nháy mắt tách xa nhau, hóa thành lưỡng đạo quang mang từ tả hữu giết hướng nam tử Khôi Ngô. Khoa phụ truy nhật. Nhất phủ phách sơn. Nam tử Khôi Ngô khiếp sợ không thôi, lực lượng của hai người mạnh mẽ hoàn toàn không ở dưới Lý Vân Tiêu, mà hắn liên tục thi triển ra cường vũ kỹ đại, hơn nữa còn muốn phân tâm chiếu cố cốt hồng, nhất thời cảm giác áp lực tăng gấp bội. Ầm ầm, một quyền một búa, mạnh mẽ đánh vào trên chiến đao của hắn, kinh thiên lực trên không trung đẩy ra, ba người đều bị đánh bay ra ngoài. Đặc biệt nam tử Khôi Ngô, để bảo hộ cốt hồng, đem toàn bộ áp lực toàn bộ tự thân chống được. Một ngụm máu tươi đã bừng lên, chỉ cảm thấy trong hầu một trận mùi máu tươi. Hắn trên không trung liền lùi lại vài trăm thước mới dừng lại dưới thân, nhưng còn chưa đứng vững, đã hoảng sợ phát hiện, một cổ khí tức kinh khủng từ thiên mà rơi. Thân ảnh của Mạc Tiểu Xuyên trên không trung hoảng hốt bất định, kiếm thức, một tia thú ảnh kinh khủng như ẩn như hiện. Ngọc ảnh đãng khí kiếm hồi tràng. Một chiêu thiên trinh hạo nhiên quyết chém xuống, trên bầu trời hiện ra hắc bạch nhị sắc. Hóa thành thái cực đồ xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, như là lưu tinh đảo qua trời cao. Để cho trong lòng nam tử Khôi Ngô chấn động mãnh liệt chính là, dưới kiếm khí kia, mơ hồ truyền đến chân linh khí tức, trực tiếp áp chế huyết mạch trong cơ thể hắn không ngừng run rẩy đứng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn lấy làm kinh ngạc, dưới kiếm mang kia hung bạo khí, phảng phất như cự thú nuốt thiên phệ địa, để trong lòng hắn sợ hãi không ngớt. Huyền phong đao. Mạnh mẽ áp chế ý sợ hãi trong nội tâm, một đao vung mạnh lên, thân đao đen kịt, đao mang tuyết trắng, cùng với kiếm ý trên bầu trời như nhau, khiến cho một loại thủy mặc sắc lộ vẻ sầu thảm. Phanh. Nam tử Khôi Ngô rất sợ cốt hồng thụ thương, mạnh động thân đón nhận lưỡng cổ lực lượng trùng kích, rốt cục bị chấn đắc một búng máu phun tới, lần thứ hai bay ngược ra. Không còn có loại đạm nhiên lúc trước, trong mắt bày biện ra một mảnh vẻ hoảng sợ. Mạc Tiểu Xuyên ở một kiếm chém xuống cũng là sắc mặt trắng bệch, thiên chu đãng ma kiếm trực tiếp ở trong tay tiêu thất, về tới trong cơ thể hắn. Toàn bộ hải thiên trong lúc đó lần thứ hai rơi vào một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đều sắc mặt băng lãnh, sát khí giạt rào. Trên biển rộng nghỉ ngơi và hồi phục đám Diệu Huyền Tông đệ tử càng ai nấy thần sắc dị thường khẩn trương, cẩn thận quan vọng, thân sợ chính mình không nghĩ qua là đã bị cuốn vào trong dư ba, chết không chỗ chôn. Lý Vân Tiêu thần sắc khẽ động, quát dẹp đường. Vây quanh hắn, đừng làm cho hắn chạy. Hắn phát hiện nam tử Khôi Ngô đã bắt đầu sinh thối ý, nhất thời khẽ quát một tiếng. Lúc này tuy rằng cũng không có chiếm nhiều ưu thế,
nhưng là thời cơ tuyệt hảo để đánh chết Cốt Hồng, Lý Vân Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sáu đạo quang mang nhất thời bay xuống ở bốn phía của nam tử kia, theo thứ tự là Tân Thần, Ác Linh, Mạc Tiểu Xuyên, Hắc Liên Tiểu Hoàng, còn có Hồ Lô Tiểu Kim Cương và Đại Ngạc Ngư, đưa hắn bao bọc vây quanh. Còn lại người thực lực kém có chút xa, tất cả đều đứng ở phía sau Lý Vân Tiêu quan vọng. Nam tử khôi ngô lạnh giọng nói. Ngươi cảm thấy các ngươi có thể giết ta sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Muốn giết cũng không phải ngươi, mà là người trong tay ngươi, ngươi nghĩ ở dưới chúng ta vây công, còn có thể bảo vệ hắn sao? Nam tử khôi ngô cả người đại chấn, khó có thể tin cả giận nói. Ngươi thật sự dám giết thiếu chủ, ngươi cũng biết thiếu chủ là người phương nào. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nói. Rất khó lý giải các ngươi ở đâu ra loại tư duy kỳ quái này. Các ngươi vẫn luôn muốn giết ta, bây giờ còn hỏi ta có phải là thật không dám giết các ngươi không, thứ cho ta chỉ số thông minh để ý không giải được các ngươi ăn khớp. Ha ha! Hắc Liên Thiểu Hoàng cười ha hả, hung hăng nói. Vân Thiếu nói rất hợp đấy, ai dám đối với hắn nổi lên sát ý, hắn phải giết đối phương quản ngươi là Thiên Hoàng Lão Tử, hay là cái gì yêu ma quỷ quái, mau chóng chịu chết đi. Nam tử khôi ngô sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, nếu là chỉ có hắn một nhân, đừng nói toàn thân trở ra, coi như là nổ tung đánh chết đối phương mọi người cũng là cực kỳ có nắm chắc, nhưng bây giờ lại nơi trốn bị quản chế. Nếu là ta không che chở được thiếu chủ, cũng tất nhiên liều tính mệnh đem bọn ngươi toàn bộ đánh chết. Trên sắc mặt của hắn một mảnh sắc mặt giận dữ, một bộ dáng muốn lưỡng bại câu thương. Bọn họ bộ tộc Sinh Hạ đã ở trong người chồng cấm chế. Cuộc đời này vì Vân Sinh nhất tộc mà sống, trừ phi tu luyện đột phá cửu tinh đỉnh phong vũ đế, tiến nhập siêu phàm nhập thánh, bằng không tuyệt không khả năng thoát khỏi cấm chế ràng buộc. Nếu là Cốt Hồng ở đây ngã xuống, sau khi trở về không chỉ có là hắn sẽ nhận hết dằn vặt mà chết, Vân Sinh nhất tộc càng sẽ giận chó đánh mèo tộc nhân của hắn. Bằng không lấy hắn cửu tinh vũ đế chi khu, ai muốn cam tâm đành phải người hầu. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động. Tựa hồ thấy được nam tử khôi ngô trên mặt một tia kiên định và không tiếc hết thảy kiên quyết. Hắn có chút do dự bất định đứng lên, đem một gã cửu tinh vũ đế ép phát cuồng, cũng không phải hành vi thông minh. Nếu là cố ý muốn giết Cốt Hồng, hắn còn thật không có nắm chắc đi được rơi. Nhưng nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, lấy Vân Sinh nhất tộc cường đại, sợ là khó lại có cơ hội lần thứ hai rồi, hơn nữa lấy Cốt Hồng đối Thủy Tiên ngạt niệm. Lý Vân Tiêu vừa nghĩ đến chỗ này. Trong tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, một cổ sắc bén nổ bắn ra đi ra, lạnh giọng nói. Cốt Hồng, hôm nay phải chết. Trong lòng mọi người nhất trận lẫm nhiên, đều đã biết Lý Vân Tiêu quyết tâm, đều là lộ ra vẻ ngưng trọng, trong cơ thể nguyên lực chậm rãi lưu chuyển. Nam tử khôi ngô cả người đại chấn, tựa hồ không thể tin tưởng, điên cuồng giận dữ hét. Ngươi thực sự muốn ép ta, ngươi thực sự muốn đồng quy vô tận. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Có phải ta ép ngươi không thèm để ý, có đồng quy vô tận không ta cũng không thèm để ý, ta chỉ quản Cốt Hồng có chết hay không. Trên người của hắn kim quang lần thứ hai sáng lên, phía sau ma ảnh to lớn sừng sững ở trên biển rộng, cũng đồng thời hóa ra ba đầu sáu tay. Ma ảnh ba khuôn mặt đều là hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nghiêm nghị lại hiển lộ dữ tợn, trên sáu cái cánh tay phân biệt cầm lấy binh khí hư ảnh. Nam tử khôi ngô ở dưới quyết định của hắn, trong lòng không khỏi run lên. Sinh ra một chút thích ý, lui về sau một. Sáu người Mạc Tiểu Xuyên cũng đồng thời bước ra một bước, cùng hắn bảo trì cự ly tốt nhất để xuất thủ. Lý Vân Tiêu đột nhiên sắc mặt khẽ động, trên một cái đầu hai mắt bỗng nhiên mở ra, hướng phía xa xa nhìn lại. Chỉ thấy mấy ngàn thước bên ngoài, một đạo thân ảnh màu xám cho xuất hiện ở biển rộng, đang vẻ mặt phức tạp nhìn hắn chằm chằm, trên mặt người kia âm trầm hầu như muốn nhỏ ra nước. Đế già! Trên cái đầu kia trong miệng phun ra hai chữ, con người hơi co lại. Tuy rằng ma chủ phân thân đều lớn lên được giống nhau như đúc, nhưng bởi thực lực mạnh yếu, cùng với vô số năm qua biến hóa, trên tâm tính và khí chất đã tuyệt nhiên bất đồng. Sắc mặt của đế già dị thường xấu xí, từ bên trong mai cốt chi địa, hóa long chỉ từ biệt, hắn tuy rằng cũng nhận được bộ phận đế quân tàn khu đồng thời đem nó luyện hóa, thực lực đại tăng không ít, nhưng lúc này xem ra, ma công tu vi lại còn không bằng Lý Vân Tiêu chỉ đạt được một ma nguyên quả. Lý Vân Tiêu đột nhiên trong lòng khẽ động, nói. Đế già, giúp ta đánh chết người trước mắt này. Đế già sửng sốt, hiển nhiên là hoàn toàn ngoài ý muốn, cười khẩy nói.
Lý Vân Tiêu, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Lý Vân Tiêu nói. Ngươi không có nghe lầm, trợ giúp ta đánh chết người trước mắt này, ta có thể nói cho ngươi biết một khối nghê thạch hạ lạc. Cái gì? Đế giả cả người chấn động, trong mắt toát ra hàn quang đến. Ngươi biết nghê thạch hạ lạc? Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Nhưng ta chỉ biết là một khối nghê thạch hạ lạc, hơn nữa huynh đệ của ngươi đế giả đã chiếm được đệ tứ cổ phân thân cùng với nghê hồng song thạch. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của đế giả trong sát na một mảnh trắng bệch, cả người giống như sét đánh, cả giận nói. Ngươi đang gạt ta. Nếu thật như Lý Vân Tiêu nói, như vậy hắn sẽ triệt để trở thành con mồi bị bắt chóc, lại không còn hy vọng khôi phục chân thân. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ta có nói lao hay không, ngươi còn không phân biệt được sao? Nghê hồng đồng thể đã sinh ra linh trí, hơn nữa còn là bạn tốt của ta, hiện tại chúng ta đã có cùng chung địch nhân, ta ngươi hẳn là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, là bạn không phải địch. Đế giả bị những tin tức này đánh cho đần độn, đệ tứ cổ ma khu đã xuất thế hắn cũng có cảm giác tương ứng, lúc này rốt cuộc minh bạch áp lực và kinh hãi cho tới nay là chuyện gì xảy ra. Được, ngươi trợ giúp ta tìm được một khối nghê thạch. Đồng thời đem tin tức của đế giả nói cho ta biết, ta sẽ trợ giúp người đánh chết người này. Đế giả cũng là hạng người thông tuệ tuyệt đỉnh, thoáng cái liền làm ra quyết định, trực tiếp hóa thành một đạo ma diễm, trong nháy mắt xẹt qua trời cao mà đến. Chết tiệt! Nam tử khôi ngô kinh sợ không ngớt, trên người đế giả ngập trời ma khí, vừa nhìn đã không phải hạng người đơn giản, bỗng tăng thêm một gã đại địch, để hắn nhất thời phát cuồng đứng lên. Là các ngươi ép ta! Ta môn tất cả mọi người trả giá thật lớn. Trong tay chiến đao đen kịt thoáng cái toát ra bạch sắc đao mang, hóa thành từng vòng cuộn sóng trên không trung cuồn cuộn nổi lên, nước biển không ngừng bốc hơi, đao ý kinh khủng tản mát ra. Trong sáu người ngoại trừ Hồ Lô Tiểu Kim Cương ra, người còn lại đều là trong lòng dùng mình, liền lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn xem. Đế giả ma diễm vọt tới, hóa ra chân thân dẫm nát trên mặt nước, ai nấy ngưng mắt nhìn đao khí kia, lộ ra vẻ trầm trọng. Hắn lần thứ hai hóa thành ma diễm bay lên, bay thẳng vào trong cự ma chân linh sau lưng Lý Vân Tiêu, ẩn vào bên trong, không thấy hình bóng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cả kinh, đột nhiên trong đầu đã nhiều hơn một ít tin tức đến, con người chợt co rút lại, lộ ra vẻ đại hỉ, hai tay mau chóng bấm tay niệm thần chú đứng lên. Chân ma cự linh kia ba cái khuôn mặt đều là trang nghiêm túc mục, hai mắt nhắm nghiền, trong lúc bất chợt mặt hướng phía trước gương mặt vặn vẹo một chút, càng hóa thành bộ dáng đế giả. Hai tròng mắt chậm rãi mở ra. Sáu món binh khí hư ảnh trực tiếp tuột tay bay ra, ở quanh thân của cự linh lượn vòng. Mà sau cái cánh tay còn lại là tư thái không đồng nhất, có bấm tay niệm thần chú, có nắm tay, có hóa trưởng, ba cái khuôn mặt đều là trong miệng mặc niệm, một cổ khí tức kinh khủng tựa hồ đang từ từ phủ xuống. Sáu cái cánh tay của Lý Vân Tiêu quyết ấn và sau lưng chân ma cự linh giống nhau như đúc, ngay cả biến hóa hình thái cũng là đồng bộ nhất trí. Nam tử khôi ngô con người đột nhiên co rút, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, trong mắt sát ý cũng là càng ngày càng điên cuồng, bạch sắc ánh đao không ngừng ngưng luyện ra, đem bốn phía đao chi thế giới lực lượng đề thăng. Trong lúc bất chợt toàn bộ trong hải thiên hơi bị run lên, như là thế giới tim đập một chút, mọi người đều là cả người chấn động. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên quát to. Thối lui. Sáu người đều là cả kinh, ở trong chân ma cự linh kia tựa hồ có cổ biển sức mạnh to lớn phủ xuống. Đều hóa thành quang mang hướng phía xa xa bay ngược, trên mặt biển chỉ nhìn thấy sáu đạo ba đảo cuồn cuộn nổi lên. Trên chân ma cự linh, trương đế giả vậy khuôn mặt trong lúc bất chợt mâu làm vinh dự thịnh, bấm tay niệm thần chú tay phải mở ngũ chỉ, hướng phía hoàn ở bốn phía binh khí hư ảnh chộp tới. 3. Ngũ chỉ lăng không tùy ý một chảo, vừa lúc nắm được đao ảnh trong đó, toàn bộ hải thiên hơi bị chấn động. Thời không phảng phất như ở lần này dừng lại trong giây lát. Chỉ thấy đạo ảnh kia càng từ từ trở nên ngưng thực đứng lên, hóa thành trạng thái nửa thật nửa giả trong suốt. Bầu trời vào giờ khắc này như là bị miếng bánh bị nướng mềm nhũn, trở nên hoảng hốt bất định, như là có một bàn tay vô hình đang tùy ý xoa nắn, không ngừng trà sát ra các loại hình thái. Thân đao dần dần ngưng thật tại đây hoảng hốt dưới bầu trời, bắt đầu bày ra. Mặt trên ngưng khắc đường cong càng khiến người có một loại cảm giác vô pháp ngưỡng vọng. Trợn mắt nhìn lại liền cảm thấy hai mắt đau đớn, phảng phất như có vô cùng quy tắc hội tụ, trực tiếp bài xích tất cả lực lượng, hoàn toàn thấy không rõ hình dáng. Dưới ma diễm đen kịt, hàng vạn hàng nghìn hắc sắc cổ quái hoa văn, không ngừng từ trên thân đao nổi lên,
như là nhiều đóa hoa tuyết đen kịt, tràn đầy trời cao. Toàn bộ ma văn tổ hợp đặt song song lẫn nhau, kết thành đồ án lớn hơn phức tạp, cũng nương theo vòng xoáy có dạng đinh ốc màu đen, kẹp ở trong những đồ án này khó phân, giống như là thiên địa dị tượng lan tràn ra. Trong hải thiên, tất cả mọi người đều xem như kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua dị tượng như thế, ngay cả bản thân Lý Vân Tiêu, cũng là trong lòng dị thường kinh hãi. Nam tử khôi ngô càng phát cuồng đứng lên, đao thế gian giới ở dưới thiên địa dị tượng lại có loại cảm giác run rẩy kêu lên, hắn biết không có thể đợi thêm nữa, nếu là đối phương một đao chi lực ngưng tụ xong hết, chính mình sợ rằng không còn bất luận cơ hội xuất thủ nào nữa. Huyền phong đao, đem hết toàn lực chém ra một đao, toàn bộ biển rộng nổi lên vô cùng vòng xoáy, phóng lên cao. Bên trong vòng xoáy đao mang nổ bắn ra, cột nước tận trời cũng theo đó chiếu nghiêng xuống, hóa thành kinh long rít gào ở trên đao mang. Một đao này phảng phất như khuynh tận toàn bộ biển rộng lực. Lý Vân Tiêu và đế giả đồng thời biến sắc, sáu cái cánh tay của Lý Vân Tiêu quyết ấn không ngừng biến hóa, từng đạo ánh sáng màu vàng nổi lên, đế giả còn lại là bỗng nhiên tay phải vừa kéo, cả thanh đao trong nháy mắt ngưng tụ thành thực thể, phát sinh tiếng tranh nhiên, một cổ lực lượng kinh khủng vô cùng phủ xuống cõi trần. A hàm chảm cốt đao. Trong mắt của đế giả lóe lên vẻ hưng phấn và hồi tưởng, mạnh mẽ dương lên đao ảnh. Lâm không chém xuống. Không gian như là cây cầu không ngừng mà sụp đổ xuống đến, toàn bộ hải thiên đều hóa thành một mảnh hắc sắc, đánh lên thế giới đao mang màu trắng của nam tử khôi ngô. Hắc bạch song sắc kịch liệt trùng kích cùng một chỗ, không ngừng mà lượn vòng ra, toàn bộ thiên địa thế giới một mảnh thủy mặc hắc bạch, lại không còn màu sắc khác. Toàn bộ võ giả đều là tâm thần cự chiến, mạnh mẽ hướng xa xa né ra. Ở trong một chỗ hoang mạc không biết cách nơi đây bao xa, khởi động một tòa cự trận to lớn diện tích trăm mẫu. Trong trận không ngừng có ma khí màu đen cuồn cuộn, ở trung ương một bóng đen nhỏ bé, chính đang nhắm mắt đả tọa. Bóng đen kia thân thể đột nhiên run lên, kinh hãi mở hai tròng mắt, lộ ra một mảnh vẻ khiếp sợ không gì sánh được. Sáu đạo ma binh là sáu đạo ma binh bị người lấy ra rồi. Trong mắt người này ngoại trừ khiếp sợ ngoại, còn có một loại sợ hãi, run rẩy nói. Lẽ nào đế giả đã lấy được đệ ngũ đạo phân thân? Không có khả năng, không có khả năng a, ta một chút cảm ứng cũng không có, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt hắn âm trầm bất định, thoáng cái có chút nóng lòng bất an đứng lên, trong cơ thể khí cơ trong sát na trở nên hỗn loạn. Chết tiệt. Thân thể hắn mặt ngoài dường như kết xuất một tầng thủy lam sắc băng, tỉ mỉ nhìn lại. Trên miếng băng mỏng mơ hồ có bạch xí hỏa diễm đang nhảy nhót. Gương mặt của hắn thoáng cái vặn vẹo, mạnh mẽ ôm lấy đầu, thân thể nhảy lên thiên không, không ngừng cuồn cuộn, thống khổ dị thường gào khóc nói. Đều lâu như vậy, ngươi còn không chịu khuất phục ta sao? Ta ngươi vốn là nhất thể, trái lại cùng với ta dung hợp đi. Vừa mới nói xong, trong đầu đã truyền đến một trận đau nhức, thân thể vặn vẹo dị thường lợi hại, trên không trung không ngừng mà co quắp. Toát ra đại lượng ma khí và bạch diễm, đem bầu trời vạn dặm đều nhuộm màu. Trong Bắc Hải, Lý Vân Tiêu và đế giả liên thủ một kích, hai người trong nháy mắt tách xa nhau. Lý Vân Tiêu cả người triệt để hư thoát, đế giả cũng là sắc mặt trở nên cực độ tái nhợt, cánh tay trước đó cầm A hàm chảm cốt đao còn đang khó có thể ức chế kịch liệt run rẩy, kéo theo nửa người đều run rẩy theo. Đao lực cuồng bạo ở trên không trung va chạm hỗn loạn, rất nhanh thì đem bạch sắc đao thế gian giới thôn vệ vô tịnh. Đồng thời mọi nơi oanh kích loạn xạ. Mấy đạo đao mang ngang trời phóng tới, từ bốn phương tám hướng chém về phía nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô kinh sợ vội vàng đem chiến đao che ở trước người, nhưng vẫn như cũ bị oanh xuyên kết giới, cả người chấn đến nội tạng nghiền nát, kinh mạch nổ lên. Phốc! Một ngụm lớn máu tươi phun ra, khuôn mặt của hắn tuyệt vọng và không cam lòng, há mồm ra động vài cái, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra lời nào. Ở dưới tình huống này, cốt hồng vẫn như cũ bị hắn kẹp ở dưới nách, bảo vệ thật tốt, càng không có thụ thương. Vèo. Ở trong tuyệt vọng, hắn nhắc tới cuối cùng một tia nguyên lực, mạnh mẽ hóa thành một đạo quang mang hướng phía trong biển rộng bỏ chạy, dù cho chỉ còn một tia cơ hội xa vời, hắn cũng không muốn buông tha. Lý Vân Tiêu lộ vẻ sợ hãi động dung, nói. Ngươi là một cường giả đáng giá tôn trọng, đáng tiếc. Ở dưới tình huống trước mắt. Hắn đã không có thể chạy trốn. Trong hải thiên hắc bạch nhị sắc dần dần tiêu thất, chậm rãi khôi phục lang lảnh trời quang,
đám người Mạc Tiểu Xuyên cũng hóa thành quang mang bay nhanh mà đến, chỉ còn lại có thu thập tàn cục. Dầm. Đúng lúc này, ngoài khơi đột nhiên nổ tung, một đạo ảnh tử to lớn vọt ra. Một đạo hồng mang nhanh như tia chớp ở trên trời cuốn một cái, chính là đầu lưỡi của thương linh Bích Kim Thiềm, một chút đã đem nam tử Khôi Ngô và cốt hồng cuốn vào trong miệng, nuốt xuống. A! À, lần này biến cố, để tất cả mọi người trợn mắt mà xem. Thương linh Bích Kim Thiềm nuốt hai người, hai chân trên không trung đứng vững, đã lăng không di động mấy chục thước, lần thứ hai hướng trong biển rộng rơi xuống. A! À, à, à. Phương hướng rơi xuống chính là chỗ biển sâu. Toàn bộ Diệu Huyền Tông đệ tử đều tụ tập ở đó, trước kia chỗ này hết sức an toàn, hiện tại trực tiếp đối mặt với thân thể khổng lồ và một đôi mắt đỏ bừng tàn bạo kia của thương linh Bích Kim Thiềm. Chạy trốn a! Không biết ai hô một câu, mọi người nhất thời phản ứng kịp, mạnh mẽ nhắc tới nguyên lực, muốn nhắm về bốn phương tám hướng bay đi. Ba ba! Không trung lần thứ hai một đạo hồng mang hiện lên, thương linh Bích Kim Thiềm đem đầu lưỡi vừa phun vừa nuốt. Liền cuốn lên một nhóm lớn Diệu Huyền Tông đệ tử, trực tiếp ăn vào trong bụng. Trên đầu lưới kia của nó tựa hồ có chứa không gian chi lực cực mạnh, chỉ cần ở bên trong phạm vi công kích liền có thể trực tiếp đem mục tiêu xoắn tới. Còn dư lại mấy tên Diệu Huyền Tông đệ tử càng sợ đến hồn phi phách tán, khóc thiên thưởng địa, cả đám mạnh mẽ nhắc tới nguyên lực, hướng phía xa xa bỏ chạy. Ô ô ô, thương linh Bích Kim Thiềm kêu hai tiếng, thân thể to lớn rơi vào trên biển rộng. Văng lên từng đạo bọt nước. Trong con mắt của nó tuôn ra ánh sáng oán độc, mạnh mẽ há mồm phun ra tảng lớn chất lỏng màu xanh biếc, hóa thành vô số kiếm vũ kích bắn đi. A a a, còn dư lại mấy tên Diệu Huyền Tông đệ tử bị chất lỏng màu xanh biếc phun trúng, tại chỗ kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức bị ăn mòn đứng lên, toát ra vô số khói trắng, thi cốt không dư thừa. Thương linh Bích Kim Thiềm thân thể ở dưới một lần phun nọc độc, liền hướng trong biển rộng chìm xuống. Lý Vân Tiêu kinh sợ không ngớt. Mau giết con Kim Thiềm này. Hắn vốn còn muốn tìm một tên Diệu Huyền Tông đệ tử tuân hỏi rõ việc của Khương Nhược Băng, không ngờ trong nháy mắt đã bị diệt hết, điều này ngược lại cũng không quan trọng, có thể tùy tiện sẽ tìm người hỏi. Thế nhưng cốt hồng lại bị con Kim Thiềm này nuốt vào trong bụng, sinh tử không biết. Diệp Phàm cũng là cả kinh nói. Con Kim Thiềm nhất định là báo thù lúc trước bị núi to đập trúng, hai người kia hơn phân nửa mất mạng rồi đi. Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm không ngớt, lạnh giọng nói. Nhất định phải nhìn thấy thi thể. Hao tốn công phu lớn như vậy, cuối cùng không có khả năng thất bại trong gang tấc, chết không thấy xác, để trong lòng hắn khó an tâm. Ô ô ô, thương linh Bích Kim Thiềm không ngừng mà hướng bên dưới mặt nước chìm xuống, hai mắt một mảnh đỏ bừng, nhìn chạy như bay tới mấy đạo quang mang, tựa hồ ý thức được nguy hiểm, thân thể chợt hút một cái. Trên lưng hở ra này kim màu xanh biếc túi thoáng cái toàn bộ xẹp xuống phía dưới, hai bên má phồng xương to lên. Thình thịch, một ngụm nọc độc màu ngọc bích trực tiếp từ trong miệng của thương linh Bích Kim Thiềm phun bắn ra, toàn bộ trong biển rộng nháy mắt bị nổ tung, như một đóa pháo hoa to lớn lục sắc nở rộ. Nọc độc ở trong khoảnh khắc hóa thành một mũi tên nhọn, bắn về phía bốn phương tám hướng. Ác linh một búa hướng mũi tên độc kia chém tới, bang một tiếng. Dịch độc kia trong nháy mắt ăn mòn rơi long khí, trước tiên chiếu vào phủ trên người, đốt ra một cái lỗ hổng. Những người còn lại cũng là sắc mặt đại biến, nọc độc kia trực tiếp ăn mòn rơi đế khí phòng ngự, như mưa rền gió dữ vậy kéo tới. A! À, chỉ nghe thấy Nhạc Cửu Lâm kêu thảm một tiếng, sau đó một cánh tay đã đứt lìa rơi xuống, trên không trung không ngừng bị ăn mòn thu nhỏ lại, cuối cùng tiêu thất. Ngươi không sao chứ? Trong lòng của Đoạn Việt cả kinh. Lắc mình một cái sẽ đến bên cạnh hắn, vội vàng hỏi. Bọn họ căn bản là không sai biệt lắm thời gian bắt đầu đi theo Lý Vân Tiêu, hơn nữa thực lực không kém nhiều, do đó quan hệ cũng là tốt nhất. Nhạc Cửu Lâm sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh xuống tới, vẫn lắc đầu một cái. Nhưng trên mặt cũng là khó có thể che giấu nghĩ mà sợ, trong tay hắn huyền khí dĩ nhiên không chịu được một kích như thế, chỉ ngăn cản trong nháy mắt đã bị hòa tan, trước tiên đến thân thể. Tuy rằng chỉ dính vào một chút xíu, nhưng là lập tức ăn mòn rơi tảng lớn. May mà hắn cũng coi như cơ cảnh, trước tiên đã tự đoạn một tay, bằng không sợ là đã triệt để bỏ mình. Diệp Phàm cả kinh nói. Không xong, Kim Thiềm tiêu thất. Ngay sau khi thương linh Bích Kim Thiềm phun ra một ngụm nọc độc, cả người ở nước biển càng ngày càng trong suốt, cuối cùng biến mất. Đám người Mạc Tiểu Xuyên trong nháy mắt chạy như bay xuống,
trực tiếp giẫm nát trên mặt biển, đem thần thức tản ra, lại là hoàn toàn không cách nào cảm giác được kim thiềm tồn tại. Tân thần thần sắc ngưng trọng nói. Ta xem đầu lưỡi của kim thiềm tựa hồ mang theo không gian chi lực, một chút là có thể cuốn rơi đồ vật bên trong phương, vật ấy tất nhiên nắm giữ không gian thần thông nhất định. Vân Thiếu, đồng thuật của ngươi. Lý Vân Tiêu quả đấm bấm tay niệm thần chú, hai tròng mắt dần dần trở nên yêu dị đứng lên, nhưng bất quá trong nháy mắt đã lại khôi phục một mảnh yên tĩnh, sắc mặt dị thường tái nhợt, nói. Không được, nguyên lực của ta triệt để không nhấc lên được. Tân thần nói. Đã như vậy, cũng không cần cưỡng cầu. Hai người kia bị kim thiềm này nuốt vào, lấy lực ăn mòn mạnh như vậy, sợ đã là giữ nhiều lành ít. Lý Vân Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, trực giác nói cho hắn biết, cốt hồng sẽ không đơn giản chết như thế. Cũng được, tất cả tự có định số, đáng chết sống không được, nên sống cũng không chết được. Coi như bọn hắn hai người thoát được một mạng, hôm nay là đánh bại được bọn họ, tương lai càng thêm có thể. Đế già khuôn mặt hơi co quắp một chút, đích xác không ai tiến bộ so với Lý Vân Tiêu nhanh hơn, sắc mặt hắn cũng không dễ coi, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói. Ta đáp ứng chuyện đã làm được, còn chuyện ngươi đáp ứng ta thì sao? Trong mắt của Lý Vân Tiêu mâu quang chớp động, khẽ cười nói. Lão ca không cần lo lắng, việc đã đáp ứng tự không phải ít. Nơi đây động tĩnh quá lớn, hơn nữa chỗ Bắc Vực, ta sợ rất nhanh thì sẽ có cường giả đến đây tra xét, không bằng đổi một địa phương nói. Ở trên xưng hô hắn cực nhỏ khiến người khinh thường, nhưng nghĩ tới đối phương phải bất thế ma chủ, xưng hô một tiếng lão ca chính mình cũng không mất mát gì. Mấy canh giờ sau, hai người liền xuất hiện ở bên trong Định Thiên Thành trên một tòa tử quán. Một bầu rượu cực tốt nguyên chất bày ở chính giữa, hai cái chén ngọc lộ ra ánh sáng nhạt. Đang không ngừng có người lui tới bên trong tử quán ngồi đối diện nhau, Lý Vân Tiêu đem hai cái chén rót đầy rượu, tự uống đứng lên. Đế giả gương mặt âm trầm, hoàn toàn không có tâm tư, mang theo lửa giận lạnh giọng nói. Ngươi nói nghề thạch đã ở bên trong cơ thể, lại dám gạt ta xuất thủ. Lý Vân Tiêu cười nói. Lão ca oan uổng ta, lúc đó ta chỉ nói sẽ chỉ ra chỗ chưa nghề thạch, cũng chưa từng nói nó là vật vô chủ a. Đế giả hừ lạnh nói. Cũng được, dẫn ta đi gặp người nọ, bất quá là phí một phen tay chân mà thôi. Lý Vân Tiêu mở ra hai tay, nói. Thứ cho không thể tòng mệnh, người nọ hiện tại cùng với ta là bạn không phải địch, lão ca muốn động tới hắn mà nói, tất nhiên đứng ở mặt đối lập với ta rồi. Lý Vân Tiêu, đừng cho là ta không dám giết ngươi, bên trong cơ thể ngươi ma nguyên lực cũng sớm muộn là của ta. Sắc mặt của đế giả băng hàn, hai tay ngũ chỉ chậm rãi hư nắm lên lai, lưỡng đạo ma khí ở lòng bàn tay lượn vòng, rất có xung động một lời không hợp sẽ động thủ. Lý Vân Tiêu mọi nơi nhìn thoáng qua, trong tử quán không ít đều là võ giả, cũng phát giác bên này dị dạng, đều quay đầu đưa ánh mắt quái dị, còn có mấy đạo khí tức băng lãnh sắc bén đang âm thầm khóa được hai người. Để hai người dở khóc dở cười là kẻ âm thầm tập trung bọn họ thực lực mạnh nhất cũng bất quá là cao giai vũ tôn mà thôi, hơn phân nửa là do tử quán nhà này mời tới cung phụng. Lão ca an tâm một chút chớ nóng, hiện tại Định Thiên Thành bên trong không biết ra sao, khắp nơi là võ giả. Tựa hồ đang bắt người nào đó. Lý Vân Tiêu thấp giọng nói. Tuy rằng ta biết lão ca cũng không sợ, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vạn nhất gặp phải tuyệt thế cường giả gì đó, không nghĩ qua là bỏ mình, quá vô ích mà. Hừm, nghe thạch ta là nhất định phải lấy được. Đế giả gần giọng nói. Còn có hồng thạch, lúc trước bản tọa chân thân bị bể thành năm khối, nghe hồng thạch mất đi ma lực chi nguyên, sẽ tự động cởi ra thành nghe thạch và hồng thạch. Chỉ cần lấy được bộ phận còn dư lại, ta vẫn là có thể chuyển bại thành thắng, đem nó phân thân thu hồi. Hắn vừa thu lại hai cổ ma nguyên vòng xoáy trong tay, toàn bộ khí tức áp chế xuống, lúc này mới thoạt nhìn cùng với người thường độc nhất vô nhị. Thế nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ kinh dị, ngưng thanh nói. Ma nguyên lực của ngươi làm sao sẽ cường đại như vậy? Hầu như có thể giống như là một phân thân rồi. Trong lòng hắn khẽ động, bỗng nhiên thất thanh nói. Chẳng lẽ ngươi chiếm được cổ phân thân thứ 5 của ta? Không có khả năng, không có khả năng a, nếu là nói vậy ta nhất định sẽ có cảm ứng. Đế giả lắc đầu liên tục, tự mình phủ định đứng lên. Trong mắt của Lý Vân Tiêu quang mang chớp động, thử dò xét nói. Chân ma pháp thân, 6 món binh khí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên sẽ có uy năng lớn như vậy.
Sắc mặt của đế già trầm xuống, bộ dáng lập tức trở nên lạnh như băng. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Lý Vân Tiêu cười, một ngụm đã cầm rượu ngon trong tay uống vào. Những quán rượu này đều là các loại thế lực mở phân bộ, phương tiện làm việc sử dụng, bên trong rượu tất cả đều là linh khí 10 phần, đối với võ giả rất có ích lợi. Mà bọn họ chỗ ở căn này tử quán càng là một gian lớn nhất định thiên thành, bên trong tiêu phí đều không phải là phổ thông võ giả thừa nhận nổi. Đương nhiên, chút chỗ tốt ấy đối với Lý Vân Tiêu và đế giả loại cường giả trình độ này mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể, nhưng vẫn là có thể tâm thanh khí thoải mái, một trận thoải mái. Lão ca cũng minh bạch đạo lý này a, mọi người quản tốt chuyện của mình cũng là phải. Lý Vân Tiêu ha hả cười nói. Đế giả hơi biến sắc mặt, lập tức hiểu Lý Vân Tiêu là muốn cùng với hắn trao đổi tin tức, hắn hơi trầm mặc một chút, mới nói. Sáu món binh khí xưng là sáu đạo ma binh, chính là vào thời kỳ toàn thịnh ta sử dụng. Lý Vân Tiêu hỏi tới. Sáu món binh khí này hiện ở nơi nào? Có ma nguyên lực đủ cường đại, có thể tùy thời phá không mang tới hay không? Đế giả cười lạnh nói. Sáu món binh khí lúc này đang luân hồi ở bên trong sáu đạo, chân ma pháp tướng vốn là bản tọa chân thân, đối với sáu món ma binh có một tia thần niệm liên hệ, vì vậy vào lúc pháp tướng xuất hiện, sẽ có lục binh hư ảnh hiện lên. Muốn đều mang tới, trừ phi ta khôi phục lực lượng toàn thịnh. Lý Vân Tiêu nghe được nội tâm một trận giật mình, hỏi nói. Sáu món binh khí cũng đều là siêu phẩm huyền khí. Ha ha! Đế giả nhìn không được cười ha hả, nói. Nếu nói siêu phẩm huyền khí, bất quá là một loại tên gọi của đám nhân tộc hèn mọn các ngươi mà thôi. Trên cửu giai, đó là thánh khí, bản tọa sáu đạo ma binh chính là thiên thánh khí. Thiên thánh khí! Trong lòng của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên chấn động, nói. Lẽ nào thánh khí cũng có đẳng cấp phân chia? Đương nhiên! Trên mặt của đế giả hiện lên một tia tự ngạo, dương dương đắc ý nói. Dưới phiến bầu trời này đã không có khả năng luyện chế ra chân chính thánh khí nữa, nếu là ta không đoán sai, các ngươi nhân tộc nếu nói nạc á chi thuyền, cũng chỉ là á thánh khí tiếp cận thánh khí mà thôi. Bên trong thánh khí, cũng cùng với phổ thông nhất tới cửu giai huyền khí như nhau, phân tốt xấu ưu khuyết, nhưng lực lượng chênh lệch không đến mức quá thái quá. Mà ở trên đó, còn có một loại tồn tại càng đỉnh phong. Đủ để nghiền ép tất cả thánh khí, đó là sáu đạo ma binh của bản tọa, thiên thánh khí. Trong mắt của đế giả lóe ra tia sáng kỳ dị, tựa hồ ở trong hồi tưởng. Lý Vân Tiêu nghe được cũng không dám thở mạnh một chút, trước mắt vị ma chủ này đó là vô số năm qua cường đại tồn tại, tuyệt đối không thể nào vô cớ lừa gạt hắn. Đặc biệt thân là đứng đầu thuật luyện sư, nghe được tin tức này, càng tâm thần đại chấn, trong mắt lóe ra tinh mang. Phảng phất như một cánh cửa hoàn toàn mới ở trước mắt hắn bị mở ra, nội tâm tràn ngập vô hạn ước ao và hướng tới. Ha ha, ha ha ha, ta nhổ vào. Một đạo thanh âm cực kỳ khinh thường châm chọc truyền đến. Hai bên trái phải cách đó không xa trên một cái bàn, cũng ngồi vài tên võ giả, đang ở uống rượu. Một tên lão giả râu dài trong đó cất tiếng cười to, ánh mắt không hề cố kỵ liếc đến đây, giễu cợt nói. Tiểu nhi vô chi. Một bộ hồ ngôn loạn ngữ. Lão giả trường bào khoan tay áo, một bộ dáng cao cao tại thượng, khí cơ toàn bộ nội liếm, cho thấy tu vi không kém, lúc này chính là gương mặt châm chọc và khinh thường. Hắn một tiếng quát mắng, lập tức đưa tới tử quán bên trong tất cả mọi người đều quan tâm, tiếng động lớn rầm rĩ hoàn cảnh thoáng cái trở nên có chút an tĩnh lại. Không ít võ giả thậm chí có vẻ có chút khẩn trương, đều cúi đầu len lén quan sát. Lý Vân Tiêu vừa lúc tiến vào cũng phát hiện, cả tử quán võ giả, tuyệt đại đa số mọi người là một bộ dáng không yên lòng, tâm tư hình như tất cả một cái bàn kia trên người mấy người, tựa hồ mấy người kia có lai lịch lớn. Cùng với lão giả một bàn còn có một danh hoa phục nam tử, an tĩnh ngồi đối diện hắn, mặc thương màu xanh nhạt đoạn sam, tay trái không ngừng chuyển u xanh biếc đại bấm ngón tay, vừa nhìn chính là người vô cùng quý phái, trên mặt lộ cười khẽ. Hi hi, đúng thế, dõng dạc. Thật mất mặt. Ngồi ngay ngắn ở giữa hai người chính là hai nữ tử xinh đẹp thanh lương cung trang, các nàng dùng màu hồng cánh sen khăn lụa khẽ che mềm mại ướt át cái miệng nhỏ nhắn, ôm lấy mị hoặc tận xương. Hai người đều là mị nhãn như tơ, hồng tư tươi đẹp giật phù dung nữ tử, khóe môi hơi nhếch lên, mắt liếc một cái, nhất thời cả phòng cảnh xuân. Một người trong đó muốn cự hoàn nghênh địa dùng trong suốt như đầy tháng vậy thượng vây,
vô tình hay cố ý cọ trên cánh tay của lão giả. Nữ tử còn lại thì bưng ly rượu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hàm chứa quỳnh rượu, cũng không nuốt xuống, cứ như vậy nhếch miệng lên nhìn lão giả. Lão giả mạnh mẽ uống một hớp rượu, lộ ra hội ý dâm sắc, hai cái tay bắt đầu không ở yên. Hắc hắc, các ngươi Định Thiên Thành cũng thật có mấy người ngông cuồng, cái gì cũng dám nói bậy a. Hai người Lý Vân Tiêu nói chuyện với nhau cũng không có tận lực che giấu thanh âm, bởi vì tuyệt đại đa số người cũng sẽ không minh bạch bọn họ đang đàm luận cái, huống hồ thiên hạ to lớn, tùy tiện bên trong một nhà tử quán cũng sẽ không có người nhận được bọn họ, lại nghĩ không ra tự nhiên bị người chửi bậy. Ha ha, hai người này vừa nhìn chính là không có gặp qua quen mặt thổ bao tử, chỉ biết nói một ít chuyện khiến kẻ khác cười đến rụng răng. Hoa phục nam tử đối diện lão giả khẽ vuốt râu cười rộ lên, nói. Giang trưởng lão, không nên cùng với bọn tiểu bối này không chấp nhặt. Đến, uống rượu, chớ để ảnh hưởng chúng ta tầm vui mừng mua vui. Giang Tu Chân cười hắc hắc, lấy tay ở trên người hai nàng nữ tử dùng sức véo một chút, cười nuốt miệng rượu, nói. Lão Phu tung hoành thiên hạ hơn 100 năm, coi như là bảy đại phái tông chủ gặp được Lão Phu, cũng sẽ lễ phép chào hỏi. Cái gì thánh khí chẳng bao giờ thấy hay nghe qua, cái gì biểu diễn. Đúng thế. Giang trưởng lão uy danh thiên hạ ai có thể không biết. Hai tỷ muội non nớt chúng ta trước đây cũng chưa từng thấy qua, chắc là người nào đó ở nông thôn chạy tới lịch luyện đi, hì hì, thật sự mắc cỡ chết người. Bên trái tên nữ tử tên gọi Đào Hồng, một đôi mắt xích mị hoặc tự kiều hàm mị, nàng đứng dậy, lắc lắc eo nhỏ nhắn một vòng tay không nắm chặt, thay Giang Tu Chân rót một chén rượu, nhưng vào lúc Giang Tu Chân muốn tiếp nhận lại mỉm cười đoạt mất. Giang Tu Chân vừa muốn tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực, một nữ tử khác tên gọi Như Nhi đã thật nhanh đem bờ môi non mềm như cây anh đào dán đi tới, đem rượu ngon trong miệng đổ đến trong miệng lão giả, để Giang Tu Chân một trận nhẹ bóng. Bên trong tử quán còn lại võ giả đều là mạnh mẽ nuốt nuốt nước miếng, toàn bộ cúi đầu, đối với loại tràng diện không kiêng nể gì cả, hương diễm ướt át này, bọn họ không dám nhìn hơn, nhưng lại muốn nhìn, chỉ có thể len lén liếc mắt, quá xem qua nghiện. Hoa phục nam tử than thở. Đáng tiếc Giang trưởng lão tới không quá đúng lúc, Định Thiên Thành hiện tại xảy ra đại sự như thế, toàn bộ đám người khả nghi đều bị nghiêm khắc bài tra, ảnh hưởng chúng ta nói chuyện chính sự, các loại giao dịch thủ tục làm lên tốn rất nhiều thời gian rồi. Giang Tu Chân ôm hai nàng nữ tử, cười nói. Không sao cả, làm việc tốt thường gian nan mà. Bất quá chuyện lần này cũng thực sự là chọc thủng trời, lại có người dám đem phủ thành chủ tàn sát không còn một ai. Ngay cả thánh vực chấp pháp sử cũng dám. Hắn hạ giọng đến, làm một cái thủ thế cắt cổ, trên mặt cũng lộ ra một chút sợ hãi và khiếp đảm. Hoa phục nam tử nói. Không có thể như vậy, Định Thiên Thành ở Bắc vực coi như là đại thành rồi, chưa bao giờ từng nghe qua việc này. Bất quá may mà chính là thành chủ đại nhân thực lực thông thiên, rốt cục tránh được một kiếp. Trong mắt của Giang trưởng lão sáng ngời, nói. Thành chủ đại nhân đó là bát tinh vũ đế cường giả, có thể tránh thoát một kiếp cũng hợp tình hợp lý, tên hung thủ kia phải thảm rồi, không biết là người phương nào gây nên, nhưng có đầu mối. Hoa phục nam tử bốn phía nhìn liếc mắt, tựa hồ có chút kiêng kỵ, thấp giọng nói. Không biết là người phương nào, nhưng thành chủ đại nhân đã ghi nhớ tướng mạo của người nọ, trước tiên đem việc phát sinh truyền về thánh vực, đồng thời bức họa dung mạo người nọ hẳn là rất nhanh sẽ tuyên bố xuống phía dưới. Khắp thiên hạ truy sát. Sắc mặt của đế già trầm xuống, hiện lên một tia vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, như là không có chuyện gì phát sinh vậy. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai xảy ra chuyện lớn như vậy, thảo nào cả thành đề phòng, cũng không biết người phương nào lại lớn mật như thế. Nhưng hắn hiện tại nào có tâm tư nghĩ những thứ này, còn đang ở trong lời nói của đế già khiếp sợ chưa tỉnh hồn lại. Ngoại trừ sáu đạo ma binh của lão ca gia, thiên vũ giới này còn có kiện thiên thánh khí nào khác? Đế già cũng chậm rãi uống vào rượu ngon, không mặn không lạt nói rằng. Đến trình độ nhất định rồi, người tự nhiên sẽ hiểu được, con đường võ đạo, đỉnh phong bất quá là, cực hạn chính là khởi điểm. 3. Cách đó không xa Giang Tu Chân mạnh mẽ vỗ mặt bàn, rốt cục giận không kềm được, quát dẹp đường. Tiểu tử ngươi còn dám tại đây hồ ngôn loạn ngữ, Định Thiên Thành không thể so với các ngươi ở nông thôn. Nói lung tung mất mặt chuyện nhỏ, bỏ mạng đã có thể chuyện lớn. Hắn cho là mình trước quát một tiếng, hai tiểu tử này sẽ biết xấu hổ và thu liếm, nghĩ không ra còn đang nói một ít mạc danh kỳ diệu kẻ khác nghe không hiểu,
càng rõ ra cái gì võ đạo đỉnh phong là cực hạn bất quá là khởi điểm hoang đường ngôn luận.